Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 82. Mặc dù còn không phải là đối thủ của mình, nhưng là Diệp Thần cũng không muốn tùy tiện cùng Chi giao tay, cho nên cũng mượn tháng trần sợi bông tránh được chúng. Khi tìm được coi trọng ma rắn trước, có thể gìn giữ một phần thực lực, liền gìn giữ một phần. Diệp Thần vừa đi, vừa quan sát bốn phía, nơi này thực vật bị âm khí và ma khí ảnh hưởng, phần lớn hình dáng quỷ dị, màu sắc ảm đạm, thậm chí biến dị thành âm linh, ma linh. Hắn mới vừa liền thấy, một bụi màu xanh đen cây lớn, đột nhiên đưa ra nhánh cây xuyên thủng một con so trâu còn lớn hơn, cả người tản ra hắc khí ma chuột, trên nhánh cây đưa ra vô số chạc cây, cắm vào ma chuột trong cơ thể, ngay tức thì, còn đang giãy giụa ma chuột liền cả người máu thịt tan rã, bị bụi cây này ma linh chi cây hấp thu. Bất quá, cái này thật vô cùng trên đảo, vốn đối với vậy võ giả mà nói khó mà chịu được âm khí ma khí, đối với Diệp Thần nhưng không có ảnh hưởng gì, tới một cái, là hắn căn cơ mạnh mẽ, thân thể hơn người, thứ hai, chính là bởi vì trong cơ thể canh kim khí, có cực mạnh khắc chế khí âm tà tác dụng. Cho nên, đối với Diệp Thần mà nói, cái này đậm đà bụi đất sương mù màu đen, căn bản là vô hại. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến Thiên Ma Giáo, nếu như hắn gia nhập Thiên Ma Giáo, tu tập ma đạo công pháp, ở nơi này thật vô cùng trên đảo nếu như cùng người giao thủ, khẳng định thực lực đại tăng. Nếu như ta là ma đạo võ giả, nơi này ngược lại là khá là thích hợp tu hành. Đúng rồi, ác ma kia mắt rốt cuộc lúc nào tỉnh lại. Ác ma mắt sau lưng thanh âm chỉ sợ sẽ là một vị ma tộc đại năng đi. Diệp Thần vừa đi, một bên lẩm bẩm nói. Tiêu Diêu thần quân thanh âm đột nhiên vang lên, thằng nhóc, ngươi nói không sai, nơi này đổ quả thật thích hợp ma đạo võ giả tu hành, cho nên, trên đảo có thể sẽ có ma đạo võ giả tồn tại. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy hơi kinh ngạc, mặc dù nơi này ma khí đậm đà, nhưng mà, trên đảo cơ hồ là các loại ma linh ma thú, âm linh âm thú thiên hạ, ma đạo võ giả nói thế nào đi nữa vậy vẫn là loài người, ở chỗ này tu hành, thật sự là quá nguy hiểm. Tiêu Diêu thần quân nói, nếu là thật có ma đạo võ giả, đầu tiên, hắn tu vi sẽ không quá cao, tu vi cao ma tu vậy sẽ không chọn nơi này, phỏng đoán cao nhất cũng chỉ hợp đạo cảnh trung học cơ sở kỳ đi. Thứ nhì, có thể ở chỗ này sống sót ma tu, thực lực sẽ không quá kém, hơn nữa người này khẳng định bởi vì nguyên nhân gì trốn chạy tông môn, loại người này, đều là vô cùng là nguy hiểm, bọn họ vì không tiết lộ hành tung, vậy cũng không biết để cho thấy người mình còn sống rời đi. Nếu như trên đảo này thật có ma tu, người này có thể so với kia coi trọng ma rắn hơn nữa nguy hiểm. Diệp Thần gật đầu một cái, thần sắc ngưng trọng hơn một phần. Ở trên đảo đi nửa ngày, Diệp Thần nhưng thủy chung không có phát hiện coi trọng ma rắn hành tung, không khỏi trong lòng bên trong hỏi, Tiêu Diêu thần quân, cái này coi trọng ma rắn làm sao như vậy khó tìm? Có thể có biện pháp gì có thể tìm được nó? Tiêu Diêu thần quân nói, coi trọng ma rắn trời sinh tính thích vui mừng ẩn núp, người tạm thời không tìm được cũng thuộc về bình thường, chỉ cần hơn tìm kiếm mấy chỗ hang hẳn liền sẽ có phát hiện. Bất quá, cũng có mưu lợi biện pháp, dọc theo con đường này ta quan sát tới, trên đảo này ngược lại là có đầy đủ vật liệu có thể luyện chế một loại đối với coi trọng ma rắn tràn đầy cám dỗ mê rắn thơm, nếu thời gian cấp bách, người trước hay là thu thập vật liệu, luyện chế mê rắn thơm đi. Cũng có thể lấy cái này mê rắn thơm làm mồi, bố trí cạm bẫy. Diệp Thần nói, cái này mê rắn thơm, sẽ hay không hấp dẫn mấy đầu coi trọng ma rắn, cùng chung tới. Tiêu Diêu thần quân nói, coi trọng ma rắn không có ở chung thói quen, hơn nữa ý thức lãnh địa cực mạnh, cái này mê rắn thơm hữu hiệu phạm vi xa nhỏ coi trọng ma rắn lãnh địa phạm vi, không cần phải lo lắng. Diệp Thần cười nói, như vậy quá tốt. Ta được từ Tiêu Sóng túi đựng đồ kia chung tránh thật có một bộ bầy trận vật, vừa vặn có thể sử dụng, cũng có thể trở thành ta cùng coi trọng ma rắn đối chiến trợ lực một trong. Tiêu Diêu thần quân nói, luyện chế mê rắn thơm, cần hợp đạo cảnh trần trụi đuôi ma chuột yêu đan một quả, 500 năm máu âm hoa một đóa, cái này hai loại vật liệu trên đảo đều có, lại phối hợp trong tay ngươi một ít vật liệu, đủ để luyện chế mê rắn thơm. Diệp Thần nghe vậy, nhắm mắt nhớ lại chốc lát. Trần trụi đuôi ma chuột và máu âm hoa hắn đều ở đây trên đảo gặp qua, hơn nữa gặp qua không chỉ một lần, coi như là thật vô cùng trên đảo tương đối tầm thường loài. Lúc này, Diệp Thần hướng một nơi phương tiến về phía trước, hắn nhớ, ở phía trước một nơi bên Hàn Đàm, có một bụi 500 năm máu âm hoa tồn tại,
nếu không phải vậy trong hàn đàm có một đạo khá là khí tức cường đại, hắn lúc ấy cũng muốn đem máu này âm hoa hái. Bất quá, vì luyện chế cái này mê rắn thơm, cho dù biết vậy trong hàn đàm ma thú ở bảo vệ cái này đóa máu âm hoa, Diệp Thần vậy phải cùng nó đấu một trận, thuận tiện vậy kiến thức một chút ma thú bản lãnh. Rất nhanh, Diệp Thần liền đi tới một nơi bên hàn đàm đường kính 4-500 mét, đàm trên mặt tản ra lũ lũ khí lạnh, đi tới nơi này, cho dù lấy Diệp Thần thể chất, cũng cảm nhận được dùng cả mình. Diệp Thần hít sâu một hơi, vung tay lên, bốn bề trận bàn rơi vào vùng lân cận, hình thành một cái mô hình nhỏ pháp trận này chủ yếu là che giấu năng lượng ba động, hắn lo lắng vạn nhất một hồi động thủ động tính quá lớn, sẽ đưa tới những thứ khác ma thú chú ý. Trận bàn mở, Diệp Thần chân khí xa chuyển, toàn lực thúc dục tháng trần sợi bông, cho dù lấy chân khí của hắn cùng thần niệm, đều không cách nào thời gian vừa niệm thúc dục bảo vật này, cũng khó trách ngày đó Triệu Phong không có phản ứng kịp dưới tình huống không kịp vận dụng hộ thân bảo vật. Tháng trần sợi bông dơ lên khởi điểm điểm quang trần lúc rơi xuống, Diệp Thần hơi thở và thân hình cơ hồ hoàn toàn biến mất, hắn lặng lẽ đến gần bụi cây kia máu âm hoa, sắc mặt cũng là khẽ biến. Cái này tháng trần sợi bông hoàn toàn thúc dục sau đối với chân khí tiêu hao nhưng mà không nhỏ. Bất quá, hiệu quả cũng là vô cùng là rõ ràng, lúc này Diệp Thần đã đi tới đàm bên, có thể cảm giác được có vật gì ngay tại trong hàn đàm du duệ, hơi thở khá là mạnh mẽ, cần phải khi có hợp đạo cảnh trung kỳ chừng. Đến, Diệp Thần rốt cuộc đi tới màu âm hoa trước, hắn lấy ra một quả màu vàng nhạt sẻng nhỏ, ngay tức thì ra tay, đem máu âm hoa luôn dễ sản khởi, nhốt vào trong hộp ngọc. Nhưng vào lúc này, trong hàn đàm đột nhiên vang lên một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét. Một đầu dài hơn 10 thước quái vật từ trong hàn đàm bốc lên, rơi vào bên bờ, một đôi máu đỏ mắt to chặt chẽ nhìn chằm chằm nguyên bản máu âm hoa chỗ ở vị trí. Nhìn nơi đó đã trống rỗng, không khỏi phát ra một tiếng hơn nữa tức giận gầm to, nó không cảm giác được bất kỳ sinh vật nào hơi thở, nhưng mà tức giận dưới lại liều mạng dương ra miệng to như chậu máu, một đạo huyết diễm từ trong miệng gào thét ra, hướng về phía chỗ hư không công kích. Diệp Thần đang từ từ cách xa hàn đàm, ở quái vật lên bờ đồng thời quay đầu vừa thấy, quái vật kia lại là một đầu sâu màu đen cá sấu khổng lồ, đen nhánh vảy trên có đạo đạo màu máu đường vân. Đây là một đầu huyết văn ma cá sấu. Huyết văn ma cá sấu là huyết văn cá sấu ma hóa sau hình thành ma thú. Thông thường huyết văn cá sấu sau khi trưởng thành vậy có nửa bước tạo hóa cảnh thực lực, đầu này huyết văn ma cá sấu thượng vị thành niên, bất quá cũng kém được không xa. Bị phát hiện, Diệp Thần thấy máu diễm hướng mình phun tới, hơi kinh ngạc nói. Lấy hắn bây giờ tu vi, sử dụng tháng trần sợi bông lúc, không cách nào nhanh chóng hành động, lúc này cũng không đoái hoài được ẩn giấu thân hình, vận chuyển chân khí hạ, thân hình bỗng nhiên động một cái. Gian không cho phát đang lúc tránh thoát vậy nói tới thế hung hung huyết diễm, mà Diệp Thần vậy hoàn toàn bại lộ ở huyết văn ma cá sấu trong mắt. Thấy một màn này, Tiêu Diêu thần quân cười nói, ngươi thật ra thì không có bị phát hiện, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt, hoặc là cái này huyết văn ma cá sấu trực giác quá mạnh mẽ, cho hả giận phún ra huyết diễm lại vừa vặn nhắm ngay ngươi. Diệp Thần cũng là khá là không biết làm sao, lúc này hắn hơi thở đã bị huyết văn ma cá sấu phong tỏa. Thúc dục nửa động tháng trần sợi bông chỉ sợ cũng không cách nào thoát khỏi nó, xem ra, vẫn là được ra tay. Hống, máu kia văn ma cá sấu một tiếng giống giận, lại là một đạo huyết diễm phun tới, thế tới nhanh hơn, quả nhiên, nó mới vừa rồi chỉ là thuận miệng phun mà thôi, cũng không có toàn lực ra tay. Diệp Thần đối mặt cái này đủ để uy hiếp hợp đạo cảnh võ giả nhất kích, vậy không dám thở ơ, toàn lực thi triển, thân hình chớp mắt tránh được huyết diễm. Đồng thời một thanh trường đao rơi vào trong tay, đao ý uy nghiêm, vẫy tay chém ra, hổ ảnh nhào ra, kim sát chém ngay tức thì rơi vào huyết văn ma cá sấu bên người. Huyết văn ma cá sấu bị đao kêu to, thật dày áo giáp bị Diệp Thần một đao chém rách, bên người khai trừ một đao lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng. Bất quá, nhưng cũng không có thể chết người. Tốt kinh người lực phòng ngự. Diệp Thần nhìn mình một đao lại chỉ có thể khó khăn lắm phá vỡ, cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Huyết văn ma cá sấu hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thần, đột nhiên trên người huyết văn huyết quang lớn thả, một tiếng nổ, một tầng huyết quang bọc quanh thân, huyết quang bên ngoài còn thiêu đốt một tầng huyết diễm, huyết văn ma cá sấu bốn móng động một cái, như núi nhỏ vậy thân thể hóa thành một đoàn bóng đen,
thật nhanh hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần chợt nhảy lên, ầm một tiếng, đất đai văng tung tóe, bụi khói tràn đầy cuốn, máu này văn ma cá sấu nhào lên lực, lại lớn mạnh như vậy. Diệp Thần ánh mắt nhìn chằm chằm bụi khói ở giữa to lớn âm ảnh, hai tay cầm trường đao, chân khí điên cuồng vận chuyển, cả thân canh kim khí lưu chuyển, tụ tập ở trên trường đao kim huyết lưỡng sắc quang mang lớn bắn. Hắn một tiếng quát to, trong cơ thể cự lực cuồng trào, đao ý bùng nổ, bốn phía cỏ cây lại trong nháy mắt bị Diệp Thần đao ý nơi chặt đứt. Cái này một đao, so ngày đó đối mặt Tư Không Phi Tinh lúc chém ra vậy đao, mạnh hơn một phần. Dẫu sao Diệp Thần đối với Tư Không Phi Tinh mặc dù dùng toàn lực, lại không có sát ý, nhưng lúc này đối mặt huyết văn ma cá sấu, Diệp Thần tự nhiên sẽ không có chút nào nương tay. Máu kia văn ma cá sấu ngẩng đầu lên, nó huyết nhãn bên trong đột nhiên lóe lên vẻ kiêng kỵ, nó không rõ ràng trước mặt cái này nhỏ bé sinh vật, tại sao sẽ bộc phát ra lớn mạnh như vậy lực lượng. Bất quá, nó là ma thú, mặc dù theo bản năng phát giác nguy hiểm, nhưng không có ý né tránh chút nào, ngược lại huyết nhãn bên trong hung quang cuồng tránh, lại bốn chân cử động nữa, cả người bắp thịt gồ lên, tựa như đạn đại bác vậy bắn ra hướng không trung Diệp Thần, cả người huyết quang hơn nữa ngưng tụ, nó lại dựa vào thân thể mạnh mẽ, muốn cùng Diệp Thần liều mạng một chiêu. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ thật vô cùng đảo tựa hồ cũng lúc lắc một cái. Diệp Thần bố trí ở hàn đàm bốn phía trận bàn cũng xuất hiện một tia vết rách, cái này đụng chập chờn quá mạnh mẽ, lấy cái này trận bàn đẳng cấp không cách nào hoàn toàn đem che giấu. Mà ở chập chờn xuất hiện đồng thời, thật vô cùng trên đảo nơi nào đó, một người mặc đen trắng hai màu trường bào thanh niên người đột nhiên mở mắt ra. Bất quá, người này cũng không phải là độc thân, ở hắn bên người, còn có hai người giống vậy trước chứa người, bọn họ khí tức trên người khá là mạnh mẽ. Trúc sư đệ, thế nào? Trong ba người lớn tuổi nhất, nhìn như 30-40 tuổi tên kia võ giả, nhướng mày một cái hỏi. Vậy được gọi là trúc sư đệ 2-18-19 thanh niên, ánh mắt chớp động nói, Lâm sư huynh, ta cảm thấy một hồi năng lượng ba động, có người, đang cùng ma tay, hơn nữa hai người thực lực đều rất mạnh. Một người khác mặt hơn 30 nam tử ngưng trọng nói, là hắn sao? Bọn họ lần này mạo hiểm đi tới thật vô cùng đảo. Chính là vì theo dõi người nọ, vì thế, thậm chí mời tới trong môn thiên tài đệ tử Trúc Lạnh thần niệm cực mạnh, hơn nữa có linh xem thân thể, đối với các loại hơi thở, năng lượng ba động vô cùng là nhạy cảm, nếu là không có hắn, mình và Lâm Dương sư huynh ở nơi này thật vô cùng trên đảo cơ hồ không thể nào tìm được vậy phản đồ. Trúc Lạnh lắc đầu một cái, vạn sư huynh, người kia hơi thở ta rất tinh tường, không phải hắn. Tên này kêu vạn tiền của nhiều võ giả cau mày nói, không phải hắn. Vậy có phải hay không là ma thú giữa chiến đấu? Trên đảo này trừ tên phản đồ kia, ai còn sẽ tới nơi này? Trúc Lạnh nói, ta bắt đầu cũng cho là như vậy, nhưng là, ta có thể khẳng định, không phải. Lâm Dương nói, à, Trúc sư đệ căn cứ là. Trúc Lạnh nói, ta cảm ứng được năng lượng ba động kịch liệt, cần phải coi là hợp đạo cảnh tầng thứ giao thủ, nhưng mà... Cái này chập chờn nhưng lại có chút như ẩn như hiện, liền ta đều không thể rõ ràng cảm giác, loại chuyện này, hoặc là chiến đấu cách chúng ta cực xa. Hoặc là chính là, đối phương sử dụng che giấu pháp trận, cái này thật vô cùng đảo mặc dù không nhỏ, nhưng không phải sư đệ tử khen, còn chưa đến nỗi ra ta cảm ứng phạm vi, cho nên chỉ có thể là loại tình huống thứ hai, như hai bên đều là yêu thú, làm sao biết sử dụng che giấu năng lượng ba động pháp trận. Lâm Dương và vạn tiền của nhiều hai mắt nhìn nhau một cái, đều là sắc mặt hơi kinh ngạc, Trúc Lạnh linh thể, lại mạnh như vậy, liền bị pháp trận che giấu qua chập chờn cũng có thể cảm ứng được. Trúc Lạnh cười nói, chủ ý này hay là đối phương che giấu pháp trận đẳng cấp hơi thấp, công kích lại quá mạnh mẽ, không có thể hoàn toàn che giấu duyên cớ, nếu không, ta cũng không cách nào cảm ứng được. Lâm Dương nói, vậy cũng hết sức giỏi, lần này có Trúc sư đệ. Chúng ta nhất định có thể tìm được vậy phản đồ. Bất quá, người này ngược lại là một bất ngờ, nên xử lý như thế nào? Nếu như để bất kể nói, sẽ hay không gây thêm rắc rối. Vạn tiền của nhiều sắc mặt hơi trầm xuống nói, vậy chúng ta. Trúc Lạnh có chút ngưng trọng lắc đầu một cái, người này thực lực tuyệt đối không kém. Chúng ta còn chưa muốn đánh hắn chủ ý cho thỏa đáng. Hắn mới vừa từ năng lượng ba động bên trong hơi cảm giác được Diệp Thần vậy một đạo uy thế,
ước chừng như vậy, chính là tim đập loạn, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn mặc dù là trong môn thiên tài, gần đây cũng là khá là kiêu ngạo, nhưng là, hắn không phải mù quáng tự đại ngốc nghếch, nhận được thanh thực tế. Lâm Dương lông mày nhướn lên, có chút kinh ngạc nhìn Trúc Lạnh, Trúc sư đệ mới vừa nói là hợp đạo cảnh tầng thứ giao thủ. Lấy chúng ta ba người lực, chẳng lẽ còn không thể thắng hắn? Chẳng lẽ là hợp đạo cảnh hậu kỳ võ giả? Bọn họ ba người dám tới cái này thật vô cùng đảo, thực lực cũng là vượt qua cùng cấp tồn tại. Lâm Dương tự tin ba người liên thủ, cho dù đối mặt hợp đạo cảnh trung kỳ đỉnh cấp võ giả cũng có sức đánh một trận, chẳng lẽ người này là hợp đạo cảnh hậu kỳ tồn tại? Trúc Lạnh nói, hắn là cảnh giới gì ta không biết, nhưng là hắn toàn lực dưới, cần phải làm có thể dây giết chúng ta ở giữa một người, cho dù chúng ta có thể chiến thắng hắn, vậy tất nhiên phải trả giá thật lớn, vậy phản đồ thực lực cũng là cực mạnh, chúng ta còn chưa muốn đang cùng hắn giao thủ trước trêu chọc cường địch là hơn. Lâm Dương nghe vậy trầm ngâm chốc lát sau đó, mới nói, được, bất quá, nếu hắn cùng hợp đạo cảnh tầng thứ ma tay, chắc sẽ không chút tổn hao nào, chúng ta trước lại xem tình huống, mới quyết định đi. Nói không chừng, người này còn có thể trở thành chúng ta chu diệt vậy phản đồ trợ lực. Trúc Lạnh khẽ nhíu mày, hắn chân thực có chút không muốn cùng Diệp Thần có cái gì dính dấp, hơn nữa đối phương mới vừa cùng ma thú chiến đấu hoàn, mình các người tùy tiện đến gần. Là vô cùng là dễ dàng phát sinh chiến đấu, suy nghĩ một chút mới vừa rồi chập chờn ở giữa uy thế, Trúc Lạnh không khỏi trong lòng nặng nề, bất quá, lần này mình trong ba người người lãnh đạo là Lâm Dương, quá vi phạm ý đối phương vậy không tốt lắm. Trúc Lạnh sắc mặt một hồi biến hóa, cuối cùng vẫn là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ đứng lên nói, hai vị sư huynh, một gặp được đối phương, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, không nên tùy tiện đắc tội hắn. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu. Lúc này, Diệp Thần đang ngửa mặt nằm ở một phiến vũng máu bên trong, không ngừng thở hào hển, ở hắn bên người, là một cái bị một phần hai nửa to lớn tàn thi. Huyết văn ma cá sấu tàn thi. Máu này văn ma cá sấu cứng rắn hắn Diệp Thần nhất kích, lại bị hắn trực tiếp từ trong chém ra. Bất quá, Diệp Thần hiển nhiên vậy cũng không hơn gì, hắn cả người tàn tạ không chịu nổi, nhiều chỗ tan vỡ, người máu vậy. Hắn cùng ma cá sấu thân thể đụng nhau, vậy cự lực truyền tới thật là khủng bố, cầm đao hai tay cũng không ngừng run rẩy, da cũng bị máu kia diễm đốt được một phiến nám đen. Cái này coi như tốt, nếu không phải là có thiên lân khải, canh kim khí hộ thể, canh kim khí lại hướng ma khí huyết sát có cực mạnh khắc chế tác dụng, sợ rằng máu lửa này là có thể trọng thương Diệp Thần. Diệp Thần miễn cưỡng nâng lên tay, đem một viên thuốc đưa vào trong miệng. Diệp Thần bây giờ bị thương mặc dù không nhẹ, bất quá còn chưa đến nỗi sử dụng vậy cái trưởng lão đưa đan dược. Đây là, Tiêu Diêu Thần Quân hài hước thanh âm vang lên, thằng nhóc, như thế nào, thật ra thì ngươi chỉ cần tốn thêm chút thời gian, bằng ngươi thần niệm mạnh, còn có vậy du mây phủ đối với thân pháp tốc độ cũng có không nhỏ thêm được, hoàn toàn có thể dây dưa chết đầu này huyết văn ma cá sấu, có thể ngươi nếu không phải là và hắn chính diện giao thủ, bây giờ nếm được tư vị chứ. Diệp Thần cười khổ nói, là ta khinh thường. Hắn gần đây một đường nghiền ép, trừ đối mặt Tư Không Phi Tinh lúc hơi có vẻ hoàn cảnh xấu trở ra, những người khác cũng không có ngăn cản hắn một kích toàn lực, khó tránh khỏi có chút tự phụ, thấy máu này văn cá xấu thân xác bền chắc, vậy hưng khởi chiến ý, muốn phải toàn lực một đao chính diện chảm phá cái này ma cá xấu. Hắn quả thật thành công, nhưng cái này huyết văn ma cá xấu vượt quá thân xác bền chắc, lực lượng và huyết diễm vậy hết sức bá đạo. Để cho hắn trả giá giá không nhỏ. Tiêu Diêu Thần Quân nói, bất quá, đem người hắn một đao giết chết cũng có chỗ tốt, cái này ma cá sấu mới vừa rồi đem cả người tinh khí ma khí toàn bộ khóa ở thân xác bên trong cường hóa lực lượng, cùng ngươi nhất kích, sau khi chết tinh hoa cũng đều hơn nửa lưu tồn tại trong thi thể, đem ngươi huyết dịch hắn thân xác và yêu đan thu, đối với ngươi hữu dụng. Diệp Thần nghe vậy vui mừng, lúc này bắt đầu luyện hóa, một nén nhang công phu. Dựa vào thân xác cường đại sinh mệnh lực và siêu phàm căn cơ, Diệp Thần trên mình mặc dù còn có tổn thương, bất quá cũng có thể miễn cưỡng hành động, dẫu sao, cái này ma cá sấu còn không có thương tổn được Diệp Thần căn bản. Diệp Thần lúc này đem ma cá sấu thi thể máu cũng thu hồi, hỏi, Tiêu Diêu Thần Quân, ta muốn tìm một chỗ khôi phục một chút thương thế, không biết nơi nào thích hợp. Tiêu Diêu Thần Quân nói, chỗ này Hàn Đàm cũng không tệ, mặc dù lạnh liền điểm.
bất quá cái này trong hàn đàm lợi hại nhất là âm sát khí, ngươi có canh kim khí hộ thể, đối với ngươi không có ảnh hưởng quá lớn. Diệp Thần nhìn chỗ kia hàn đàm, lộ ra mỉm cười, mình vận khí cũng không tệ lắm. Không do dự, dưới chân động một cái, phốc thông một tiếng, liền rơi vào đàm bên trong. 4 tiếng sau đó, đàm bên xuất hiện một đạo màu xanh nhạt ánh sáng rực rỡ, Lâm Dương chống một cái màu xanh nhạt dù nhỏ, tản mát ra từng cơn lam quang bao phủ mình cùng hai người đồng bạn, dè dặt đi tới bên này. Mặc dù có chút lạnh linh thể cảm ứng, bọn họ có thể tránh rất nhiều nguy hiểm, nhưng là ở trên đảo này còn chưa được vô ý. May mắn trong tay hắn có một kiện có thể che giấu hơi thở dị bảo, phối hợp trúc lạnh năng lực, bọn họ mới có thể ở trên đảo bình yên hành động. Đi theo trúc lạnh chỉ dẫn, bọn họ đi tới chỗ này hàn đàm, đến nơi này sau đó, bọn họ rất nhanh liền phát hiện dấu vết chiến đấu, cùng với Diệp Thần còn không có thu xong trận bàn, nơi này, quả nhiên có người. Lâm Dương ánh mắt quét qua hàn đàm, hơi nhíu mày, ở nơi này thật vô cùng trên đảo hắn căn bản không dám đi nhanh. Xem ra, chiến đấu người đã rời đi. Trúc lạnh cảm ứng vượt qua thường nhân, hắn đến hàn đàm, có thể rõ ràng cảm giác được huyết văn ma cá sấu và Diệp Thần lưu lại máu tươi hơi thở. Hiển nhiên, huyết văn ma cá sấu chết, bất quá Diệp Thần cũng hẳn bị thương không nhẹ, hơn nữa. Trúc lạnh nhìn chăm chú một mắt trước mặt hàn đàm, máu kia khí chỉ dẫn, một mực kéo dài đến trong hàn đàm, xem ra, đánh chết huyết văn ma cá sấu tên kia võ giả. Đã lẻn vào đàm bên trong chữa thương. Đồng thời, hắn đối với Diệp Thần thực lực, hơn nữa kiêng kỵ một phần, hắn so với thường nhân càng rõ ràng hơn cái này trong hàn đàm âm sát khí khủng bố, cho dù là mình trong 3 người thể chất mạnh nhất Lâm Dương cũng không cách nào ở trong hàn đàm vượt qua 5 phút, có thể người này có thể lẻn vào hàn đàm chữa thương. Kết quả này có phải là người hay không à? Nghĩ tới đây Trúc Lạnh cẩn thận cảm ứng một chút Diệp Thần huyết khí. Huyết khí cho hắn một loại vô cùng là cổ quái cảm giác. Thật giống như, còn thật không phải là nhân tộc giống vậy. Chẳng lẽ có dị tộc huyết mạch? Bất quá, bỏ mặc Diệp Thần là thân phận gì, Trúc Lạnh đều không dự định đem mình phát hiện nói cho Lâm Dương hai người. Hắn rất rõ ràng, giữ hai người tính cách, nhất định sẽ thừa dịp Diệp Thần trọng thương lúc đó, đối với hắn động thủ. Mà hắn tuyệt đối không muốn cùng Diệp Thần giao chiến, cho dù hắn bị thương. Lâm Dương ở trận bàn chỗ quan sát chốc lát, cũng là sắc mặt khẽ nhúc nhích, trận bàn này đẳng cấp tạm được, nhưng là bây giờ nhưng xuất hiện vết nứt. Chẳng lẽ đối phương nửa bước tạo hóa cảnh? Nghĩ tới đây, Lâm Dương trong lòng cũng có chút khiếp ý, nếu người này đã rời đi, còn chưa nếu lại truy tìm đi xuống cho thỏa đáng, đang muốn kêu mấy người cùng nhau lúc rời đi, Vạn Tiền của nhiều lại đột nhiên mặt như sắc mặt vui mừng nói, Lâm Sư Huynh, Trúc Sư Đệ, các người xem nơi này. Cùng thời khắc đó, Côn Lôn Hư, Linh Thành. Một người vóc dáng cay hấp dẫn thiếu nữ chạm tại bể tan tành truyền tống trận trước, chau mày. Bên cạnh nàng đứng một cái lão giả và to lớn nam tử. Chính là Hàn Vân và Diệp Lăng Thiên. Giờ phút này trên người hai người hơi thở cũng cực kỳ khủng bố. Rất hiển nhiên, ở Diệp Thần rời đi sau đó, hai người dùng Diệp Thần vật lưu lại, không ngừng tu luyện. Đột phá cực hạn. Hàn Vân đưa tay ra, chạm truyền tống trận, sau đó ánh mắt hướng chung quanh đảo qua, hơi kinh hãi. Khắp nơi thi thể. Phải biết Linh Thành nhưng mà Côn Lôn Hư nội dung nạp cường giả nhiều nhất địa phương. Nhưng phải thì phải nhiều cường giả như vậy, đều đang bị điên cuồng chém chết. Cái này giống như là trả thù. Hàn Vân nhìn về phía cái đó nóng thiếu nữ, mở miệng nói, Tôn Tiểu Thư, chuyện này, không đúng lắm. Côn Lôn Hư cường giả chúng ta lớn hơn biết, dù là Linh Thành, chúng ta cũng có bị án. Theo lý mà nói, không thể nào có người sẽ đối với Linh Thành đại quy mô như vậy tàn sát. Các loại dấu hiệu bề ngoài, tên hung thủ này, vẫn ẩn núp ở trong bóng tối. Hàn Vân không dám hơn xem thiếu nữ một mắt. Hắn biết người thiếu nữ này thân phận. Tôn Di và Diệp Thần quan hệ thế nào, hắn không được rõ. Nhưng là từ Diệp Lăng Thiên trong miệng biết được, Tôn Di có thể là Diệp Thần một nữ nhân đầu tiên. Vô cùng trọng yếu. Hắn không dám có bất kỳ bất kính và khinh nhờn. Tôn Di nhìn một cái chung quanh, giờ phút này, trên người nàng dũng động hơi thở mặc dù không so được Hàn Vân. Nhưng cũng không yếu. Diệp Thần ban đầu cho nàng công pháp, nàng một mực đang tu luyện. Từ Diệp Thần đi linh võ đại lục,
nàng đem mình hết thảy tinh lực khơi thông ở tu luyện trên. Nàng cũng muốn và Hạ Nhược Tuyết Kỳ Tư Thanh như nhau đi linh võ đại lục. Nàng cũng muốn giúp Diệp Thần chia sẻ hết thảy, mà không phải là trở thành mà Diệp Thần phiền toái. Lúc này nàng bởi vì tu luyện, vóc người càng thêm hoàn mỹ. Vậy đầy đặn chỗ phảng phất là thế gian hoàn mỹ nhất tỷ lệ và đường cong. Thậm chí khí chất trên người vậy mang một tia thần bí. Diệp Thần đã gặp người phụ nữ bên trong, như muốn so với vóc người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không có ai sẽ là Tôn Di đối thủ. Không có biện pháp khác biết nơi này phát sinh cái gì. Tôn Di ánh mắt ngưng trọng. Không biết tại sao, nàng luôn cảm giác chuyện nơi đây, sẽ đối với Diệp Thần sinh ra uy hiếp. Cái này là phụ nữ giác quan thứ 6. Không có, Hàn Vân lắc đầu một cái. Nhưng mà ngay tại lúc này, một mực không nói gì Diệp Lăng Thiên động. Hắn chợt đi tới một cây cột đá trước, một chỉ điểm ra. Sau đó, mặt hắn lên xuất hiện ngạc nhiên mừng rỡ, nơi này là linh thành đóng dấu đá. Tương tự Hoa Hạ quản chế, chỉ cần khởi động, là được tra xem chuyện phát sinh nơi đây tình. Hàn Vân sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt đảo qua, gật đầu một cái, vẫn là Lăng Thiên ánh mắt lợi hại, ta lại có thể quên vật này. Tôn gì vậy là xuất hiện ở đóng dấu thạch trước mặt, đối với Hàn Vân phân phó nói, đã như vậy, Hàn tiền bối, mở ra cái này cấm chế bên trong, ta muốn xem nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hàn Vân cũng không nói nhảm, ngón tay bắt pháp quyết, bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào đóng dấu đá trên, ánh sáng rực rỡ chớp động. Rồi sau đó vô số ngôi sao ánh sáng lưu chuyển. Một bức họa mặt dược nhiên lên. Nhưng là khi thấy trong hình hết thảy, Tôn Di giếng cổ không dao động trên khuôn mặt xuất hiện một màn rung động. Nàng theo bản năng che miệng mình, thất thanh nói, làm sao có thể. Hắn là Lâm Tuyệt Long, hắn lại còn sống. Không tốt, Diệp Thần gặp nguy hiểm. Hồi lâu, Tôn Di mới từ trong khiếp sợ kịp phản ứng. Đối với Lâm Tuyệt Long, nàng so người bất kỳ cũng rõ ràng. Lâm Tuyệt Long một lần trở thành Diệp Thần ác mộng. Giấc mộng này nói mớ cho đến Diệp Thần ở kinh thành đài võ đạo đánh bại Lâm Tuyệt Long sau mới tiêu trừ. Từ đó về sau, Lâm Tuyệt Long liền biến mất. Diệp Thần cũng từng đi tìm qua Lâm Tuyệt Long, nhưng là liền huyết minh diệt tất cả, Lâm Tuyệt Long cũng không có xuất hiện. Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tuyệt Long chết. Lại không nghĩ rằng, Lâm Tuyệt Long lại đi tới linh thành. Lại là nắm trong tay kinh khủng như vậy thực lực. Dựa theo Lâm Tuyệt Long tính cách. Đi tới linh thành như vậy tàn sát, tuyệt đối là phải đi linh võ đại lục. Ẩn núp trong bóng tối uy hiếp sẽ để cho Diệp Thần khó lòng phòng bị. Diệp Lăng Thiên ánh mắt cũng là cực kỳ nghiêm túc, hắn nhìn về phía Hàn Vân, hỏi, ngươi cảm thấy người này thực lực đạt tới trình độ nào? Hàn Vân lắc đầu một cái, ta cũng không cách nào dự liệu, những thứ này linh thành cường giả thực lực tuyệt đối không kém, nhưng là vẫn còn bị người này như vậy tàn sát, sợ rằng người này thực lực ở thần vương cảnh trên. Thậm chí có thể hỗn nguyên cảnh, cũng hoặc là cao hơn. Cổ quái nhất là, cái này người khí tức trên người. Ở trong hình, hắn hơi thở rất rối loạn, giống vậy võ giả căn bản không có thể như vậy. Ta hoài nghi, người này dùng một ít bí thuật cưỡng ép tăng lên mình. Diệp Lăng Thiên gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tôn Di, tiếp theo nên làm cái gì, Lâm Tuyệt Long nhất định là đi linh võ đại lục. Điện chủ liền ở phía trên. Hắn căn bản không biết Lâm Tuyệt Long còn sống, nếu như Lâm Tuyệt Long âm thầm hạ tử thủ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta hoặc là thông báo điện chủ, hoặc là chính là ngăn cản Lâm Tuyệt Long. Tôn Di béo mập quả đấm cầm chặt, vô cùng nghiêm túc nói, Hàn tiền bối, Linh Thành còn có truyền tống trận có thể thông đến Linh Võ Đại Lục sao? Hàn Vân ngón tay bắt pháp quyết, Linh thức phóng thích chạy đi, mấy giây sau đó. Gật đầu nói, tựa hồ còn có một cái truyền tống trận tương đối nguyên vẹn, lấy ta tài nguyên, cũng có thể miễn cưỡng mở. Chỉ là, Tôn Di mắt đẹp đông lại một cái, nghiêm túc nói, chỉ là cái gì? Hàn Vân đúng sự thật nói, linh võ đại lục đối với Côn Luân chúng ta hư mà nói, chung quy là quá nguy hiểm, mà vậy cái truyền tống trận, đi thông địa phương, tựa hồ đến gần linh võ đại lục một khối yêu tộc chi địa. Các ngươi như đi, sợ rằng. Nhưng mà, Tôn Di lại không có bất kỳ do dự, nói thẳng ta đi. Trên người ta có một ít Diệp Thần để lại cho đồ ta,
ứng đối nguy cơ cũng không thành vấn đề. Chuyện này chung quy phải có người đi làm. Ta không muốn một mực giúp lại Côn Lôn hư, ta muốn đi thế giới bên ngoài xem. Ta muốn đi tìm cái đó đã từng ở khu nhà đại đô người. Hàn Vân có chút khó xử. Ngay tại lúc này, Diệp Lăng Thiên đứng dậy, Hàn tiền bối, bây giờ ta thực lực đã đủ, ta muốn là điện chủ thành tâm ra sức. Ta nguyện ý cùng Tôn Tiểu Thư cùng đi, chỉ cần ta Diệp Lăng Thiên còn có một hơi thở, tuyệt đối sẽ không để cho Tôn Tiểu Thư tổn thương nửa cây lông tơ. Nghe được lời này, Hàn Vân thở dài một hơi, hướng một cái đi về phía. Ai, đã như vậy, ta còn có thể nói gì, nếu như không đáp ứng, các ngươi thường nói ta đối với điện chủ bất trung, các ngươi theo để ta đi. Cùng thời khắc đó, Diệp Thần không biết Côn Lôn hư sự việc. Hắn đang chuyên tâm chữa thương, lại càng không biết nguy hiểm buông xuống. Hàn Đàm bên ngoài, Lâm Dương và Trúc Lạnh đi tới, lại phát hiện một vệt máu. Mà đây vết máu, nối thẳng trước mặt Hàn Đàm. Vạn tiền của nhiều nói, người này hẳn đã bị thương, bây giờ. Hẳn ở nơi này trong Hàn Đàm. Nói xong, hắn sắc mặt cũng là hơi lộ vẻ xúc động, cái này Hàn Đàm cho hắn vô cùng là nguy hiểm cảm giác, cũng không phải là có thể tùy tiện vào. Lâm Dương nhìn chằm chằm trước mắt Hàn Đàm, yên lặng một lát sau, mới khó tin nói, chẳng lẽ người này ở nơi này trong Hàn Đàm chữa thương không được. Trúc Lạnh nhìn vòng quanh một vòng, do dự nói, ta xem, chúng ta vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng, có thể vào cái này Hàn Đàm người, khẳng định không đơn giản. Vạn tiền của nhiều đột nhiên mắt liếc, hỏi Trúc Lạnh nói, Trúc sư đệ, lấy ngươi linh thể sớm liền phát hiện người này hành tung chứ? Vì sao không nói, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy sợ? Người này mạnh hơn nữa, chúng ta ba người ở chỗ này, ung dung thối lui cũng không thành vấn đề chứ? Vẫn là ngươi cứ như vậy xem thường ta và Lâm sư huynh thực lực. Trúc Lạnh có chút lúng túng cười nói, cũng không phải là như vậy, có thể là cái này Hàn Đàm âm sát khí quá nặng, ảnh hưởng ta cảm ứng, cho nên tạm thời mới không có phát hiện, lấy Vạn sư huynh và Lâm sư huynh thực lực, ta dĩ nhiên là yên tâm. Nói xong, hắn trong lòng thầm mắng vạn tiền của nhiều ngu xuẩn, các ngươi nơi nào biết người này khủng bố, còn ung dung thối lui, thật đánh, người đầu tiên chết chính là ngươi. Vạn tiền của nhiều nghe Trúc Lạnh mà nói, sắc mặt hơi hòa hoãn, đối với Lâm Dương hỏi, Lâm sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Dương ánh mắt lập lòe nhìn trước mặt Hàn Đàm, trầm ngâm nói, chúng ta cùng hắn đi ra. Trúc Lạnh thở dài nói, hai vị sư huynh, đây là tội gì, chúng ta vẫn là tiếp theo tìm kiếm vậy phản đồ đi. Lâm Dương đây là vậy sắc mặt không vui nhìn Trúc Lạnh nói, Trúc Lạnh, trước kia làm sao không nhìn ra ngươi như thế không trùng? Chúng ta lại không nhất định phải động thủ, chẳng lẽ và đối phương nói mấy câu, ngươi vậy sợ. Phải biết, ở nơi này thật vô cùng trên đảo, chúng ta thực lực, sẽ mạnh hơn, vậy võ giả thì sẽ phải chịu áp chế, này tiêu người dài, người này coi như là hợp đạo cảnh đỉnh cấp chúng ta chắc có nắm chắc chạy trốn, dẫu sao chúng ta cho dù ở bên ngoài cũng là có thể vượt cấp chiến đấu. Trúc Lạnh lắc đầu nói, ta chỉ là không muốn gây thêm rắc rối mà thôi. Hiện ở người võ giả này ở chữa thương chính giữa, đối với chúng ta truy đuổi giết tên phản đồ kia sẽ không có ảnh hưởng, nếu như cái này thời gian, vậy phản đồ lại chạy có thể như thế nào cho phải. Vạn tiền của nhiều quát lên, Trúc Lạnh, người đây là đang chống đối sư huynh sao? Trúc Lạnh lạnh lùng quét vạn tiền của nhiều một mắt, không nói gì, trong lòng đã đang suy nghĩ muốn không muốn vừa đi liễu chi. Lâm Dương thấy vậy hơi biến sắc mặt, tựa hồ nhìn thấu Trúc Lạnh tâm ý. Bọn họ phải tìm được vậy phản đồ cần Trúc Lạnh năng lực, lúc này tuyệt đối không thể mất đi Trúc Lạnh, lúc này thần sắc vừa chậm nói. Sư đệ yên tâm, vậy phản đồ chúng ta nhất kích độc sát kim, tạm thời đều phải ở trên đảo này chữa thương, hơn nữa tạm thời nửa hội không chạy thoát được, ngược lại là cái này trong Hàn Đàm võ giả, lúc này trùng hợp đi tới nơi này thật vô cùng đảo, chân thực khả nghi. Ta cũng là lo lắng hắn là vậy phản đồ mời người tới giúp. Cho nên mới quyết định ở chỗ này cùng hắn đi ra ngoài. Trúc Lạnh trong lòng cười lạnh nói, thật nếu là vậy phản đồ mời người tới giúp, biết rõ chúng ta ở trên đảo còn sẽ đặc biệt bày pháp trận cùng ma chiến. Hai cái nhỏ người, bất quá lại nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư mà thôi, vẫn còn ở nơi này cố làm ra vẻ. Bất quá hắn ngoài miệng nhưng không nói gì, chỉ là sắc mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó, nếu không phải vì vậy phản đồ trong tay một món đồ.
hắn quyết không tiếc và cái này hai tên nhập bọn. Mà lúc này trong Hàn Đàm Diệp Thần, đang nhắm mắt ngưng thần, luyện hóa dược lực, hắn trên mình tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, trong Hàn Đàm nhiều lần tà khí vừa đụng đến kim quang này giống như gặp phải khắc tinh vậy nhanh chóng tan rã. Hắn mở bên kia lên phát sinh hết thảy, không biết gì cả. Ba tiếng sau đó, trong Hàn Đàm Diệp Thần bỗng mở mắt, trong mắt tinh quang chợt hiện, hắn hoạt động thân thể một chút, phần lớn thương thế đều đã phục hồi như cũ. Hoạt động gian trên mình cởi xuống một tầng da chết, lộ ra dưới đáy da, những cái kia bị phỏng vị trí không ngờ kinh hoàn toàn khôi phục, thậm chí không có để lại một tia vết thương. Thần ma luân hồi quyết đối với thương thế chữa năng lực thật đáng sợ. Bất quá, lúc này hắn cũng chỉ khôi phục phần lớn thực lực mà thôi, hơi thở vẫn là có chút yếu ớt, hắn quyết định tạm thời ra đàm, đổi một càng địa phương thích hợp chữa thương, một mực vận chuyển canh kim khí và thần ma luân hồi quyết, đối với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Giao một tiếng, Diệp Thần hơi thở rung động, như mũi tên bắn ra mặt nước, vững vàng rơi vào trên bờ. Mới vừa lên bờ, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, liền thấy Lâm Dương ba người, không khỏi hơi nhíu mày. Cái này thật vô cùng, trên đảo lại có người. Còn vào lúc này ở chỗ này chờ mình. Chẳng lẽ những người này chính là ở thật vô cùng trên đảo tu hành ma tu? Hắn dưới trọng thương nóng lòng chữa thương, không có tận lực che giấu dấu vết, những người này hẳn đã nhìn ra nơi này phát sinh qua chiến đấu, hơn nữa mình bị thương, có thể còn ở nơi này chờ mình, hiển nhiên trong lòng không ý tốt. Bất quá làm Diệp Thần sau khi lên bờ, Lâm Dương ba người nhưng đều là thần sắc sững sốt một chút, sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần nhìn bọn họ dáng vẻ có chút không rõ cho nên, không khỏi lạnh lùng nói, mấy vị, có thể để cho mở sao? Vạn tiền của nhiều trước nhất nói xong, bất quá, hắn cũng không phải đang trả lời Diệp Thần, mà là nhìn về phía Trúc Lạnh nói, Trúc sư đệ, người cái này linh thể là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói là hợp đạo cảnh tầng thứ chập chờn sao? Tại sao là cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một rác dưới? Trúc Lạnh cũng có chút ngơ ngác nhìn Diệp Thần, lẩm bẩm nói, chính là hắn không sai. Diệp Thần khí tức trên người vô cùng tối tăm, muốn đến là có phẩm cấp cực cao bảo vật che giấu hơi thở, để cho hắn cảm giác được không biết. Bất quá Diệp Thần mới vừa nhận tổn thương, trên y phục còn có vết máu lên hơi thở nhưng cùng hắn cảm ứng được hơi thở giống nhau, muốn đến, hẳn là cùng một người không sai, nhưng mà... Người trước mắt chỉ có hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên tu vi, chân thực thật không tưởng tượng nổi. Diệp Thần không có che giấu tu vi, hỗn nguyên cảnh tầng trời một hơi thở biểu lộ không thể nghi ngờ, dẫu sao cái này thật vô cùng trên đảo ma thú âm thú đối với thân xác khí huyết hơi thở vô cùng là nhạy cảm, đối với tu vi hơi thở cũng không quá hiểu. Hắn nghe được vạn tiền của nhiều gọi hắn là rác dưới, nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm vạn tiền của nhiều, một cổ lạnh lùng sát khí vô hình phát ra. Ở nơi này trùng hẻo lánh chi địa, hắn không ngại giết chết một người tự tìm chết người. Cảm nhận được Diệp Thần sát ý, vạn tiền của nhiều sắc mặt dữ dằn, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Thần một cái nói, đối với ta thả ra sát ý. Người phải biết ở thật vô cùng đảo loại địa phương này người là rất nhạy cảm, tùy tiện thả ra sát ý, là sẽ chết được rất thảm. Lâm Dương không để ý tới Diệp Thần, mà là cười mỉa nhìn Trúc Lạnh, giễu cợt nói, Trúc Lạnh, đây chính là ngươi một mực sợ. Một mực để cho chúng ta cẩn thận người kia. Một cái hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên võ giả. Ha ha ha, nếu là truyền đi, sợ rằng ngươi sẽ trở thành là chúng ta toàn bộ chín sát ma môn trò cười chứ. Trúc Lạnh không nói gì, hắn rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, bởi vì linh thể quan hệ, hắn gặp qua rất nhiều cảnh giới tuy thấp nhưng thực lực cường hãn người, chỉ là Diệp Thần thực lực cùng cảnh giới chênh lệch quá lớn, mới để cho hắn tạm thời có chút không chuyển qua cong tới. Nhưng là hắn bây giờ nhưng tin tưởng Diệp Thần có hợp đạo cảnh thực lực, bởi vì, cuối cùng, đối mặt mình ba người, Diệp Thần cũng sắc mặt sửng sưng, không có một tia khiếp ý. Hắn gặp qua rất nhiều thâm tàng bất lộ cường giả, cũng có Diệp Thần loại này khí độ. Mà Diệp Thần nghe vậy, vậy có chút bất ngờ nhìn Trúc Lạnh một mắt. Này, rác dưới, vạn tiền của nhiều gặp Diệp Thần không nói gì, lấy là hắn là sợ, cười gằn nói, chúng ta lên đảo, thi hành cơ mật nhiệm vụ. Ngươi mới vừa rồi đối với ta thả ra sát ý, bây giờ ta hoài nghi ngươi cùng chúng ta mục tiêu có liên quan, lập tức giao ra ngươi túi đựng đồ, để cho chúng ta kiểm tra. Nếu như dám phản kháng,
vậy chúng ta có lý do cho rằng ngươi là chúng ta kẻ địch, sẽ lập tức đem ngươi tiêu diệt. Nha, đúng rồi, giao ra ngươi túi đựng đồ sau đó, cho ta thật tốt quỳ xuống đất, hướng chúng ta dập đầu, thành tựu ngươi mới vừa rồi đối với ta thả ra sát ý trừng phạt. Dẫu sao rác dưới, đến lượt có rác dưới có dáng vẻ. Lâm Dương nghe vậy cũng cười nói, vạn sư đệ, ngươi lúc nào như thế nhân từ, đối với một cái đối với ngươi bất kính rác dưới, lại để cho hắn dập đầu nói xin lỗi là đủ rồi. Ta cảm thấy, có phải hay không trước hết để cho hắn tự đoạn tứ chi tạ tội đâu. Rác dưới, vẫn là thích hợp trên đất bò. Vạn Tiền của nhiều lắc đầu, mặt đầy khinh miệt nhìn Diệp Thần nói, Lâm sư huynh ngươi vậy quá tàn nhẫn, ta xem à, trước đoạn hai tay là đủ rồi, dẫu sao, chân đều gãy, cũng không có biện pháp quỳ mà, ngươi không thể tước đoạt dưới rác dưới quỳ quyền lực à. Như vậy, hắn sau này làm sao còn cầu xin tha thứ thôi. Làm nhục, cực hạn làm nhục, hoàn toàn không cho Diệp Thần lưu một tia mặt mũi. Nhìn dáng dấp, bọn họ căn bản cũng không có muốn cho Diệp Thần còn sống rời đi dự định, bọn họ mặc dù không biết Trúc Lạnh từ nguyên nhân gì nói chuyện giật gân. Nhưng là, thấy Diệp Thần chỉ có hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên lúc, bọn họ đã không có bất kỳ cố kỵ nào, càng không thể nào tin tưởng Diệp Thần có hợp đạo cảnh thực lực, hoàn toàn bại lộ bản tính của mình. Hai người nói xong, đều là phát ra một hồi cười to, đồng thời, mỗi người tiến lên một bước, mơ hồ đem Diệp Thần vây ở trong. Chỉ có Trúc Lạnh còn đứng tại chỗ, không nói gì, cũng không có động. Lâm Dương và Vạn Tiền của nhiều quay đầu nhìn một cái mặt không cảm giác Trúc Lạnh, sắc mặt đều có chút âm trầm. Lâm Dương lạnh lùng nói, Trúc sư đệ, người đây là ý gì? Trúc Lạnh có đúng hay không chi tiền Diệp Thần hắn không quan tâm, dẫu sao một con kiến hôi tiện tay có thể bóp chết, không cần nhiều người như vậy ra tay, nhưng là, Trúc Lạnh hiển nhiên bắt đầu cãi lại mình, không cách nào khống chế, đây đối với kế tiếp hành động, thật to bất lợi. Trúc Lạnh thật sâu nhìn Diệp Thần một mắt, mới đúng Lâm Dương nói, ngươi không phải nói chỉ là xem võ giả nơi này phải chăng là tên phản đồ kia đồng bọn sao? Bây giờ đây là ý gì? Đầu tiên là làm nhục tại người, bây giờ lại phải cướp bóc. Các ngươi bây giờ thành tựu, và vậy phản đồ lại có vì sao khác biệt? Ta khuyên các ngươi bây giờ dừng tay, cho đối phương nói xin lỗi. Vạn Tiền của nhiều và Lâm Dương bị Trúc Lạnh một phen kinh được trợn mắt hốc mồm, tiếp theo, chính là lớn cười, tràn đầy giễu cợt cười to. Vạn Tiền của nhiều chỉ Diệp Thần nói, Trúc Lạnh, đầu ngươi xảy ra vấn đề sao? Để cho chúng ta cho một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một rác dưới nói xin lỗi. Ta nói, ở một cái rác dưới trước mặt ngươi còn chứa cái gì chánh nhân quân tử à? Lâm sư huynh, hắn không nhúng tay vào tốt hơn, tiểu tử này đồ, chúng ta hai người chia. Lâm Dương khinh bỉ nhìn một cái Trúc Lạnh nói, Trúc sư đệ có thể ở tông môn bên trong an vui thói quen, gặp không được máu à? Vốn còn muốn trêu đùa thằng nhóc này một phen, bây giờ vậy không hứng thú, vạn sư đệ, giết hắn. Nếu không phải còn hữu dụng phải Trúc Lạnh địa phương, hắn đều phải trực tiếp mở miệng nhục mạ, cùng rác dưới nhập bọn. Vậy thì đồng dạng là rác dưới. Trúc Lạnh đột nhiên chợt quát lên, như các người đối với hắn ra tay, ta liền thối lui ra lần hành động này. Lâm Dương hai người nghe vậy sắc mặt biến đổi. Lâm Dương lại là sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm Trúc Lạnh nói, Trúc sư đệ, vì cái rác dưới đáng giá không? Hơn nữa, lần này hành động, là ngươi muốn tham gia liền tham gia, muốn thối lui ra liền thối lui ra sao? Trúc Lạnh nghe vậy lại không nói hai lời xoay người rời đi. Được, Lâm Dương đột nhiên nói, chúng ta không đúng hắn động thủ. Hắn lại nhìn lướt qua Diệp Thần nói, thằng nhóc, coi là ngươi mạng lớn, vạn sư đệ, chúng ta đi. Vẫn là đuổi giết phản đồ muốn chặt, tên kia vật trong tay, mới là bọn họ cần nhất bảo bối, còn như một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một rác dưới về điểm kia xuất thân, có cũng được không có cũng được. Vạn Tiền của nhiều không cam lòng nhìn Diệp Thần một mắt, có chút do dự nói, vậy hắn túi đựng đồ. Lâm Dương lạnh lùng nhìn một cái sắc mặt lạnh nhạt Diệp Thần, cười lạnh nói, trước đặt ở trên tay hắn đi, việc lớn muốn chặt. Vạn Tiền của nhiều gật đầu một cái. Theo Lâm Dương cùng nhau đi về phía trước. Nhưng mà, còn không có cùng bọn họ đi ra mấy bước, một người thanh niên thanh âm đạm mạc, ở mấy người vang lên bên tai, mạng ta, là các ngươi muốn cầm thì cầm, muốn không cầm cũng không cầm sao. Lâm Dương ba người nghe vậy đồng thời quay đầu, khó có thể tin nhìn Diệp Thần,
liền liền Trúc Lạnh cũng giống vậy khiếp sợ, hắn đây là ý gì? Hắn rõ ràng trên mình còn có tổn thương, chẳng lẽ muốn lấy như vậy trạng thái nghênh chiến hai người hợp đạo cảnh võ giả sao? Hơn nữa, Lâm Dương và Vạn Tiền của nhiều, vẫn là ma tu. Chín sát ma môn, lại là một cái nhị lưu thế lực, coi như linh võ đại lục mạnh mẽ ma tông một trong, truyền lại ma công, vẫn là vô cùng là cường đại. Lâm Dương lúc này ngược lại là nhiều hứng thú đánh giá Diệp Thần nói, à. Vậy ngươi nói, chúng ta phải làm sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, nếu muốn mạng ta, liền đem các ngươi mệnh lưu lại đi. Nhớ, giết người các ngươi, kêu Diệp Thần. Lâm Dương và Vạn Tiền của nhiều hai mắt nhìn nhau một cái, lại là một hồi cười ầm lên, sau đó quay đầu, ngưng mắt nhìn Trúc Lạnh, giễu cợt nói, Trúc sư đệ, thật ra thì, người ban đầu lừa gạt chúng ta người này có hợp đạo cảnh thực lực, lại một lại ngăn cản chúng ta đối với hắn ra tay. Ta hoài nghi, ngươi là muốn một mình đối với người này ra tay, có lẽ, ngươi coi trọng hắn thứ gì, không muốn cùng chúng ta phân. Ta vốn là muốn trở thành toàn ngươi. Dẫu sao chúng ta còn phải dựa vào ngươi tìm vậy phản đồ, bất quá, bây giờ ngươi chỉ tính theo ý mình có thể không đánh được, thằng nhóc này tự tìm chết, như vậy, ta thân là chín sát ma môn nội môn đệ tử uy nghiêm, tuyệt đối không cho người này xâm phạm. Trúc Lạnh kinh ngạc mà chán ghét nhìn Lâm Dương, thật là lòng tiểu nhân, mình mặc dù không phải là người tốt lành gì, khá vậy tuyệt đối không có Lâm Dương nghĩ như vậy không chịu nổi, bất quá hắn cũng không có giải thích rõ cái gì. Đối với loại người này nói nhiều vô ích. Lâm Dương quay đầu lại hướng Vạn Tiền của nhiều cười nói, nghe không, người ta bảo chúng ta cầm mệnh lưu lại, ha ha ha. Vạn Tiền của nhiều vậy ngẩng đầu cười to nói, ha ha, nhiều ít năm chưa từng nghe qua tốt như vậy cười chuyện tiếu, người này sợ không phải năng lực thấp chứ. Cũng vậy, bình thường hợp đạo võ giả, ai dám lên thật vô cùng đảo. Bất quá, trên người người này chắc có bảo bối gì, nếu không. Hắn làm sao có thể nhập cái này hàn đàm đâu? Lâm Dương nghe vậy, vậy mặt lộ vẻ tham lam, cười nói, Vạn sư đệ, người ta lấy mạng của chúng ta, làm thế nào? Vạn Tiền của nhiều hội ý cười một tiếng, sư huynh chờ chốc lát, ta bây giờ, đi ngay cầm mệnh cho hắn. Nói xong, ánh mắt liền rơi vào Diệp Thần trên mình, khinh thường nói, phế vật, ta tới cầm mệnh cho ngươi, cầm xong nha, mạng ta rất đắt, người phế vật như vậy. Không biết có bắt hay không được động à. Trong lúc nói chuyện, Vạn Tiền của nhiều sắc mặt một nghiêm túc, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, cái này hàn đàm vùng lân cận ma khí, đột nhiên giống như bay Nga tấn công hỏa nhất vậy, chào hướng Vạn Tiền của nhiều. Vô số ma khí lượn lờ, chốc lát gian ở trước người của hắn ngưng tụ ra một đạo to lớn màu đen ma chảo, ma trưởng vừa ra, thiên địa biến sắc. Vạn Tiền của nhiều gặp Diệp Thần vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mặt đầy cười gằn nói. Được được được, ngươi ngược lại là đủ có thể chứa, vậy, liền chứa chết mới ngưng đi. Mạng ta, tiếp hảo. Hắn vung tay lên, trước người ma trưởng run lên, thuận tiện lấy nghiêng thiên thế, hướng Diệp Thần đè đi. Trúc Lạnh thấy vậy, cũng là hơi biến sắc mặt, cái này Vạn Tiền của nhiều mặc dù trong miệng xem thường Diệp Thần, ra tay nhưng hoàn toàn không có nương tay ý nghĩa, liền chín sát ma môn một trong những tuyệt học. Sát ma trưởng cũng sử xuất ra. Lâm Dương cũng là hài lòng hơi gật đầu một cái, Vạn Tiền của nhiều chiêu này sát ma trưởng không tệ, có cảnh giới tiểu thành, hơn nữa ở nơi này thật vô cùng trên đảo thi triển, uy lực mạnh hơn gấp đôi, tốt, tốt vô cùng. Vậy tiểu tử kia, chết được không thể chết lại. Diệp Thần nhìn vậy hướng mình ép tới hắc khí bàn tay, lãnh đạm trên gương mặt rốt cuộc xuất hiện một nụ cười châm biếm, tàn nhẫn mà tà tính nụ cười. Ở ma trưởng sắp đánh chúng mình lúc đó. Tay hắn lộn một cái, một thanh trường đao rơi vào trong tay. Trường đao động, kim sát ra. Một tiếng vang thật lớn, đất đai dao động, bên hàn đàm duyên Diệp Thần đặt chân chỗ, ngay tức thì vỡ vụn, bụi đất tung bay. Vạn Tiền của nhiều mặt lộ vẻ vui mừng, thành. Cái này ngu xuẩn lại thật đến cuối cùng đều không tránh. Giữa lúc hắn chuẩn bị cất tiếng cười to lúc, sau lưng vang lên một cái lạnh như băng nhưng hơi có vẻ nghiền ngẫm thanh âm. Ta còn lấy là ngươi như vậy cuồng, mạng ngươi có bao nhiêu khó khăn cầm, nguyên lai, bất quá là một mạng chó mà thôi, bây giờ, ta cầm đi. Trong lúc nói chuyện, hổ gầm kinh hồn, hơi thở phóng thích. Vô tận ma khí và huyết khí bao phủ Diệp Thần. Xa so Vạn Tiền của nhiều cường thế.
Vạn Tiền của Nhiều sắc mặt kịch biến, trên mình chợt bốc lên một đạo ánh sáng tím bên trong ẩn hiện một đạo tử ngọc bảo vệ phù tản mát ra từng cơn sáng mở bảo vệ Vạn Tiền của Nhiều quanh thân. Đồng thời quanh người hắn hắc khí cấp tốc co rút lại, ngưng tụ ở bề mặt, tựa như hắc thiết áo giáp vậy. Nhưng là, Diệp Thần đao, nhưng tựa như vô địch thần binh lợi khí, đao lướt qua, bảo vệ phù nổ tung, hắc khí tứ tán. Máu tươi tung tóe, đầu lâu bay lên. Vạn Tiền của Nhiều đầu lâu bay lên thật cao, mặt mũi toàn là không dám tin tưởng cùng sợ hãi, hắn vẫn chưa có hoàn toàn chết đi, đầu lâu trên không trung, trong miệng vẫn còn ở thét to, không. Âm một tiếng, hắn thét chói tai vẫn chưa hoàn toàn phát ra, nguyên cái đầu lô liền đột nhiên muốn nổ tung lên, đồng thời nổ lên, còn có hắn thân thể. Diệp Thần một đạo uy lực, lại lớn mạnh như vậy. Lâm Dương nán lại, hắn lắc đầu một cái, dường như muốn để cho mình thanh tỉnh một chút, mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Vạn sư đệ chết, bị cái này hỗn nguyên cảnh tầng trời một phế vật một đao giết. Mình đang nằm mơ. Diệp Thần cân nhắc nhìn đờ đẫn Lâm Dương, cho dù hắn bây giờ không có khôi phục lại trạng thái tột cùng, vẫn hoàn toàn không sợ cái này tu vi là hợp đạo cảnh, ở thật vô cùng đảo còn sẽ mạnh hơn ma tu. Hắn, chính là cuồng ngạo như vậy. Mới vừa rồi từ Vạn Tiền của Nhiều ra tay, đến hắn một đao chém ra ma trưởng sơ hở, đột phá hơi thở phong tỏa, lấy xa như vậy cổ hung thú máu tươi lực, cường hóa thân xác, cấp tốc một đao chém chết Vạn Tiền của Nhiều. Bất quá là một cái hô hấp thời gian mà thôi. Cái này Vạn Tiền của Nhiều một trường, uy lực ngược lại không tệ, bất quá, võ cảnh giới quá thấp, sơ hở quá lớn, lấy Diệp Thần đao ý, tùy tiện phá giải phong tỏa, xuất kỳ bất ý đem hắn một đao tiêu diệt. Lâm Dương đột nhiên tỉnh hồn lại, Vạn Tiền của Nhiều chết, chết được không thể chết lại. Hắn cặp mắt ứ máu, một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn và Vạn Tiền của Nhiều phạm vào sai lầm. Nhưng là, hắn không nhận là mình thất bại. Hắn xa xa so Vạn Tiền của Nhiều mạnh hơn nữa Vạn Tiền của Nhiều khinh thường, trả giá sinh mạng giá phải trả, nhưng là, hắn Lâm Dương sẽ không lại khinh thường. Cho nên, cái phế vật này đã không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Chín sát ma đổi, Lâm Dương đột nhiên khẽ quát một tiếng, thật vô cùng trên đảo vô số ma khí tràn vào trong cơ thể hắn, ở Lâm Dương quanh thân hiện ra chín dữ tợn ma đầu hư ảnh. Rối rít dung nhập vào Lâm Dương trong cơ thể. Tím lôi điện màu đen vờn quanh ở hắn quanh thân, Lâm Dương hơi thở chợt cao tăng, thân hình vậy bắt đầu dương cao, đồng thời da trên hiện ra từng viên màu đen miếng vảy, răng nanh bên ngoài lật, cặp mắt đỏ tươi, tướng mạo đổi được vô cùng là kinh khủng dữ tợn. Cách đó không xa Trúc Lạnh thấy vậy sắc mặt đại biến, cái này Lâm Dương lại đem chín sát ma đổi luyện thành. Hắn rất rõ ràng, ở nơi này thật vô cùng trên đảo. Thi triển chín sát ma đổi có bao kinh khủng, sợ rằng, Diệp Thần phải thua. Diệp Thần thấy vậy, cũng là ánh mắt ngưng trọng, hơi thở này lại có ác ma mắt trong 1% cảm giác. Chỉ tiếc ác ma mắt còn đang ngủ say, nếu không thì phải để cho người này xem nhìn cái gì mới thật sự là ma. Luân hồi mộ địa huyết long vậy đang gầm thét. Tựa như yên lặng quá lâu, muốn lao ra là Diệp Thần đánh một trận. Diệp Thần lắc đầu một cái, truyền thanh nói. Huyết Long, còn có Tiểu Hoàng, loại rác dưới này không cần các ngươi ra tay. Các ngươi nhưng mà ta Diệp Thần lớn nhất lá bài tẩy. Lời này vừa nói ra, Huyết Long và Tiểu Hoàng mới rơi vào yên lặng. Tựa hồ đối với cái này khen ngợi rất là hài lòng. Khoảnh khắc gian, Diệp Thần trên người khí thế cực nhanh leo lên. Một khắc sau, kim quang chớp động, ma khí ngang dọc, Diệp Thần bóng người từ tại chỗ biến mất. Thuấn gì vậy xuất hiện ở Trúc Lạnh bên người, chém ra một đao, đao ý mãnh liệt, hình hổ sôi trào, kim hắc lưỡng sắc quang mang lớn bắn. Ầm một tiếng, Lâm Dương thân thể lướt ngang mấy chục mét, dưới chân xuất hiện hai cái rãnh sâu hóm. Nhưng là, hắn không có chết. Lúc này ma hóa sau Lâm Dương, hai tay nắm một chuôi đen nhánh cái rìu lớn, đỡ được Diệp Thần một đao. Bất quá, Lâm Dương nhưng không có chút nào hưng phấn. Hắn một đôi đỏ mắt nhìn chằm chằm mình cây búa lớn trong tay, lại bị Diệp Thần chém ra một đao liền một đạo liệt ngân. Hơn nữa, mình hai tay bị thương. Bị Diệp Thần vậy một đao ở giữa cự lực chấn thương, hắn ma hóa sau có lực lượng, lại không địch lại bị thương Diệp Thần. Kinh khủng nhất, vẫn là Diệp Thần đao ý. Nếu không phải ở nơi này thật vô cùng trên đảo,
có vô cùng ma khí chống đỡ, mình lại thi triển chín sát ma đổi, thi triển sát ma liệt địa dìu lại chạm tới một tia ý cảnh, nếu không có thể hay không ngăn cản được Diệp Thần một đao, còn được khó nói. Lâm Dương gầm thét, hắn biết, mình nguy hiểm, cho nên, hắn phải liều mạng, chỉ có liều mạng mới có thể có chiến thắng Diệp Thần cơ hội. Hơn nữa, hắn bây giờ là ma hóa thân thể, ở nơi này thật vô cùng trong đảo, có thể nói có cực mạnh sinh mệnh lực, hắn, không sợ hợp lại. Lâm Dương huy động cái dìu lớn, xông về Diệp Thần, dưới chân giày ống đột nhiên thả ra hắc quang, thân hình hắn chớp mắt, lập tức tăng tốc độ, cái này giày ống lại cũng là một kiện có thể tăng cường thân pháp tốc độ dị bảo. Cái này một dìu, thật là khuấy được thiên địa kêu rên, phối hợp độn rên rỉ, uy thế vô biên, sát khí cuồn cuộn. Diệp Thần gặp Lâm Dương đỡ được mình một đao, cũng là khá là kinh ngạc, bây giờ mắt gặp Lâm Dương không muốn sống vậy xông lên, cũng là sắc mặt ngưng trọng. Trên người hắn còn có tổn thương, cũng không muốn lại tăng thêm, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến mình và coi trọng ma rắn chiến đấu. Lúc này, Diệp Thần hét lớn một tiếng, nhận lấy cái chết. Đồng thời, một tiếng hổ gầm ở Lâm Dương trong đầu vang lên, Diệp Thần thần hồn có thể vượt xa người bất kỳ, mà đem vậy máu tươi luyện hóa vào cơ thể sau đó, vậy sát khí cũng càng nặng nề. Lúc này, thi triển hổ thần sát, may là Lâm Dương lúc này có ma thần gia trì, trong óc lại có trong tộc trưởng bối khắc xuống phòng vệ, vẫn là không nhịn được sững sốt một chút. Liền cái này chốc lát gian, Diệp Thần một đao đã chém về phía hắn cổ. Lâm Dương thần sắc đại biến, trên mình chợt bốc lên một đạo loãng màn sáng màu đỏ, hơi một trở Diệp Thần trường đao, mới để cho hắn có cơ hội vung dìu ngăn cản. Sát ma liệt địa dìu, xúc thế đã lâu, lúc này động một cái, cùng Diệp Thần một đao tương đối, bộc phát ra kinh thiên động địa nổ lớn. Chập chờn cuộn sạch, đã hư hại trận bàn lại tăng lên một đạo liệt ngân. Hai đạo thân ảnh đều là đổ bay ra, mỗi người rơi trên mặt đất đập ra một cái hố động. Lâm Dương cả người chảy xuôi màu tím máu tươi, thô trọng thở dốc, một tay chống cái dìu lớn, nửa quỳ xuống, hắn một cái tay, đã gãy. Diệp Thần cái này một đao, lại so mới vừa rồi vậy một đao, mạnh hơn. Bất quá, mình xúc lực một kích sát ma liệt địa dìu, cũng không có để cho mình thất vọng, hắn nhìn ở vết thương mình chỗ hội tụ ma khí, và đang ngọa nguậy khép lại bắp thịt, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý. Diệp Thần không có hắn mạnh như vậy năng lực khôi phục, bây giờ, chắc hẳn đã không bò dậy nổi đi. Bất quá, cái này Diệp Thần thật đúng là khủng bố à, trừ cự lực và đao ý, trong tay hắn trường đao hiển nhiên cũng là vô cùng là cao cấp vũ khí, mà hắn thân pháp vô cùng mau lẹ ra, lại vẫn hội thần niệm công kích. Nếu không phải bản thân có một kiện hộ thân loại bảo khí, sợ rằng bây giờ đã bị Diệp Thần trọng thương, thậm chí chém giết. Ngay tại Lâm Dương chuẩn bị đứng dậy lúc đó, trước người bụi mù bên trong đột nhiên hiện ra một bóng người, Lâm Dương ngẩn ngơ, dần dần trong ánh mắt hiện ra vẻ khó tin, thân ảnh kia tay để ra trường đao, đang chậm rãi hướng Lâm Dương đi tới. Lâm Dương liều mạng vùng vẫy, điều động toàn bộ ma khí kích thích toàn thân gãy lìa bắp thịt, thân hình run rẩy đứng lên, ngay tại hắn hoàn toàn ngồi dậy, mặt lộ vẻ vui mừng lúc đó, đạo thân ảnh kia, rốt cuộc đã tới trước mặt hắn. Lúc này Diệp Thần, ước chừng khóe miệng có một tia máu tươi, so Lâm Dương tốt quá nhiều. Nhưng mà, hắn tựa như đối với mình thương thế hoàn toàn không thèm để ý vậy, cười nhạt nhìn đang giãy giụa muốn khôi phục nhanh hơn tốc độ Lâm Dương. Lâm Dương nhìn lướt qua Diệp Thần đang nhanh chóng khép lại vết thương, con người co giúp một cái, rốt cuộc cũng không khắc chế nổi nữa, thất thố hét lớn. Làm sao có thể, người bất quá là một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một phổ thông võ giả. Làm sao có thể có mạnh như vậy năng lực khôi phục? Lại so với ta ma khu khôi phục được nhanh hơn. Diệp Thần cân nhắc nói, là ngươi quá yếu thôi, ta cầm nguyên thoại đưa cho ngươi, ngươi như tự đoạn tứ chi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có lẽ, ta có thể cân nhắc có phải hay không sẽ tha ngươi một mạng. Đi chết, Lâm Dương đột nhiên sắc mặt một nghiêm túc, hắn mới vừa cuối cùng uấn chế ra một tia lực lượng, lúc này liều mạng một dìu đập ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Diệp Thần trước người hiện ra một cái màu bạc màn hào quang, cái dìu lớn đập ở phía trên, màn sáng thậm chí cũng không có một tia đung đưa. Lâm Dương nhìn màn sáng bên trong cười lạnh Diệp Thần, rốt cuộc, hỏng mất. Hắn tay run một cái dìu lớn rơi trên mặt đất,
theo dìu lớn rơi xuống đất, Lâm Dương khuôn mặt vặn vẹo, đỏ mắt bên trong thiêu đốt vẻ điên cuồng, miệng một tấm phát ra thê lương thét chói tai. Đồng thời trên thân thể bắp thịt bắt đầu dị thường bành trướng, hắn mất lý trí hét lớn, ha ha, chết chung đi. Chết chung đi. Không tốt, Diệp Thần sắc mặt biến đổi, thân hình chợt bạo lui, đồng thời trước người màu bạc màn hào quang ánh sáng lớn thả, thiên lân khải hoàn toàn kích thích. Đồng thời hoành khởi trường đao ngăn ở trước ngực. Ầm một tiếng vang thật lớn, phổ biên ma khí gào thét, vậy mấy cái che giấu hơi thở trận bàn rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, hoàn toàn vỡ vụn. Ở Lâm Dương nơi chạm chỗ xuất hiện một người vô cùng sâu hố to, cái này một bạo lại nổ được trong hàn đàm đầm nước cũng đẩy ra cuốn ngược tràn đầy kéo dài. Hắc khí cuồn cuộn che khuất bầu trời. Đột nhiên, một đạo hồng quang bao quanh một đoàn khói đen từ ma khí trong đại dương bay ra, đi thật vô cùng đảo bên ngoài bay đi. Trong khói đen mơ hồ hiện ra một tấm mơ hồ khuôn mặt hư ảnh, xem dung mạo chính là Lâm Dương. Hắn không biết thi triển bí pháp gì, tự bạo lúc lại bảo vệ liền hồn phách, muốn phải thừa dịp nổ hỗn loạn chạy thoát thân. Lâm Dương trong khói đen khuôn mặt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, mình thân xác mặc dù mất đi, nhưng chỉ cần thần hồn không ngại, tìm được thích hợp thân thể sau đó, vẫn có thể khôi phục tu vi. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ để cho Diệp Thần trả giá thật lớn. Bất quá, không cùng hắn hoàn toàn lộ ra nụ cười, một đạo chói mắt kim quang liền xuất hiện ở hắn trước mắt, kim quang tản mát ra vô cùng là dương cương kim khí, hoàn toàn là ma tu âm hồn khắc tinh. Hắn mơ hồ thấy kim quang sau đó có một đạo bóng người, Lâm Dương trong mắt sốt cuộc bị sợ hãi lấp đầy. Không! Lâm Dương hồn phách phát ra một tiếng thê lương kêu rên, một khắc sau, liền bị kim quang nuốt mất, hóa thành khói xanh tiêu tán. Diệp Thần khẽ thở ra một hơi, tay một chiêu, đem Lâm Dương túi đựng đồ và một kiện màu đỏ thẫm hộ thân pháp bảo thu vào trong tay. Luân hồi mộ địa Tiêu Diêu thần quân thấy một màn này, cười nói. Thằng nhóc, người ở nơi này thật vô cùng trong đảo bị ảnh hưởng mặc dù tương đối nhỏ, nhưng là người thần niệm lại xa xa không bằng ở bên ngoài nhạy cảm, cho nên không có thể nhận ra được tên này muốn tự bạo, cũng may cái này ma tu chỉ là muốn mượn thân thể nổ khiến cho hồn phách chạy khỏi. Uy lực không lớn. Nếu không, người thật đúng là phải thua thiệt. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn lúc này coi như là giải cái dạy bảo, xem ra ở nơi này thật vô cùng trên đảo cùng người giao thủ, không thể lưu lại quá nhiều cơ hội cho đối phương. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem trên người Thiên Lân Khải, trong mắt hiện ra vẻ hài lòng, ngày này Lân Khải quả thật cường hãn, mới vừa rồi Lâm Dương tự bạo, mặc dù không có chân chính tự bạo uy lực lớn như vậy. Nhưng vậy chừng hắn toàn lực ra tay hạ gấp 2 gấp 3 mạnh. Mà Thiên Lân Khải ở trong tay mình, toàn lực thúc sục dưới, nhưng hoàn toàn đỡ được một kích này, xem ra ngày này Lân Khải, ngăn cản tạo hóa cảnh trở xuống võ giả toàn lực công kích xong toàn không thành vấn đề. Chỉ là, tiêu hao cũng quá lớn, thúc sục Thiên Lân Khải ngăn cản Lâm Dương tự bạo, Diệp Thần linh lực ngay tức thì ít đi 30%. Hắn đi qua một phen đại chiến, lại cản Lâm Dương tự bạo nhất kích. Lúc này trong cơ thể chỉ còn lại không tới 2 thành linh lực. Bất quá, đi qua trận chiến này, Diệp Thần đối với mình thực lực hơn nữa có lòng tin, hắn bây giờ chỉ có 70% thực lực, mà đây Lâm Dương ở nơi này thật vô cùng trên đảo, đã phát huy ra tương đương với hợp đạo cảnh trung kỳ thực lực. Mặc dù coi trọng ma rắn xa so giống vậy hợp đạo nhân loại võ giả mạnh mẽ, nhưng là, Diệp Thần tin tưởng, mình khỏe hẳn dưới trạng thái, vẫn là có sức đánh một trận. Hơi bình phục hơi thở sau này, Diệp Thần rốt cuộc quay đầu, nhìn về phía một bên Trúc Lạnh, mặc dù Trúc Lạnh vậy bị Lâm Dương nổ ảnh hưởng đến. Nhưng lúc này, nhưng thật giống như không có bị thương tổn, hiển nhiên, hắn vậy dùng thủ đoạn gì chặn lại Lâm Dương tự bạo dư âm. Tiêu Diêu thần quân nhắc nhở, thằng nhóc, người này mặc dù chỉ có hợp đạo cảnh, bất quá, thực lực hẳn không sẽ yếu hơn mới vừa rồi cái đó hợp đạo cảnh trung kỳ ma tu, người trạng thái bây giờ, khó đối phó hắn. Diệp Thần chân mày nhíu một cái, linh lực của mình đã có chút càng không lên, xem ra, là phải thật tốt tăng lên một chút tu vi. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Trúc Lạnh, vốn là, hắn vậy không dự định đối với Trúc Lạnh làm gì, dẫu sao, Trúc Lạnh là chủ trương không đúng tự mình ra tay, hơn nữa đang chiến đấu cũng không đối với mình làm cái gì. Diệp Thần sẽ phải rời khỏi nơi này, hắn muốn mau sớm khôi phục toàn lực, ở nơi này thật vô cùng trên đảo, khắp nơi nguy hiểm. Nhất định phải có thực lực cường đại, mới có thể sống được.
Mấu chốt có vậy ước định, hắn không cách nào vận dụng luân hồi mộ địa trợ giúp. Hơn nữa, chiến đấu mới vừa rồi bởi vì đã kinh động thật vô cùng trên đảo một ít ma thú, nơi này, đã không an toàn nữa. Nhưng mà, hắn vừa mới chuẩn bị lên đường lúc, Trúc Lạnh nhưng gọi lại hắn, vị đạo hữu này, chậm đã. Ừ, Diệp Thần lông mày nhướng lên, làm sao? Ngươi cũng muốn mạng ta. Trúc Lạnh liền vội vàng lắc đầu nói, không dám không dám, muốn đạo hữu mạng người là kết quả gì, ta đã rất rõ ràng. Vậy ngươi gọi ta lại làm gì? Trúc Lạnh nhìn lướt qua một mảnh hỗn độn chiến trường, mặc dù Lâm Dương và Vạn Tiền của nhiều thi thể đã không tìm được. Nhưng là, cái này bị phá xấu xa được thảm không nỡ nhìn bờ đầm chỗ, chính là bọn hắn chết mất chứng minh, Vạn Tiền của nhiều và Lâm Dương cái này hai cái chín sát ma môn đệ tử nội môn, đã hoàn toàn từ thế gian biến mất. Lâm Dương hai người chết không chết, thật ra thì hắn cũng không quan tâm, hắn vốn là xem thường cái này hai người, lại càng không có cái gì là đồng môn báo thù ý tưởng, bất quá. Bọn họ mạo hiểm đi tới thật vô cùng đảo, chính là vì truy đuổi giết tên phản đồ kia. Nhưng là bây giờ trong ba người chết hai cái. Trúc Lạnh mình một người thực lực có hạn, như thế nào truy đuổi giết tên phản đồ kia đâu. Vậy phản đồ mặc dù chúng Lâm Dương đánh lén, nhưng là, hắn thực lực quá mạnh mẽ, cho dù bây giờ bị thương, Trúc Lạnh vậy không chắc chắn có thể chiến thắng hắn, thậm chí, không chắc chắn có thể từ trong tay hắn chạy trốn. Cho nên, Trúc Lạnh làm một cái quyết định, dưới mắt, cũng chỉ có như vậy, mới có cơ hội đánh bại tên phản đồ kia. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thần cặp mắt, trịnh trọng đối với nói. Thứ cho ta lỗ mãng, nhưng là, tại hạ có một chuyện muốn mời đạo hữu hỗ trợ. Ừ. Diệp Thần cổ quái nhìn Trúc Lạnh một mắt, có chuyện muốn nhờ. Mặc dù hắn và Trúc Lạnh không có thủ oán gì, nhưng cũng bất quá là mới vừa quen người xa lạ mà thôi, người này lại cầu đến trên đầu mình, đầu óc không thành vấn đề chứ. Trúc Lạnh cười nói, dĩ nhiên. Là ở đạo hữu thương thế khôi phục sau đó, ta kêu Trúc Lạnh. Đúng rồi, đạo hữu mới vừa rồi vậy giới thiệu qua tên chữ, kêu đạo hữu lộ vẻ được lạnh nhạt, không bằng gọi ngài Diệp huynh. Diệp Thần khoát tay một cái nói, ta đối với thỉnh cầu của ngươi không có hứng thú, đi trước. Trúc Lạnh nhìn đang chuẩn bị rời đi Diệp Thần, đột nhiên nói, Diệp huynh, ngươi mới vừa rồi sử dụng, là canh kim khí chứ. Ừ, Diệp Thần nhỏ hơi nghiêng đầu. Có chút kinh ngạc nhìn Trúc Lạnh, hắn đã đem canh kim khí hoàn toàn luyện hóa, đã giống như linh lực của mình vậy. Hơn nữa canh kim vốn là hiếm thấy, người bình thường căn bản không nhận ra, cái này Trúc Lạnh lại phát hiện. Chẳng lẽ người này biết canh kim? Phải biết, ác ma mắt đối với canh kim vô cùng cảm thấy hứng thú. Nếu là có dư thừa canh kim, nói không chừng ác ma mắt có thể trước thời hạn tỉnh lại. Phải thì như thế nào? Phát hiện liền phát hiện, vậy không có gì lớn không được. Như vậy, Trúc Lạnh nụ cười hơn nữa đậm đà một phần, Diệp huynh đối với canh kim có không có hứng thú. Một khắc sau, Diệp Thần chợt xoay người, nhìn chằm chằm Trúc Lạnh nói, ở trên tay ngươi có canh kim. Trúc Lạnh cười khổ nói, như vậy đẳng cấp đồ, ta làm sao có thể có đâu. Bất quá, ta có thể nói cho Diệp huynh, ta vậy hai vị chết đi sư huynh. Sở dĩ mạo hiểm tới đây thật vô cùng đảo, chính là vì vậy canh kim mà đến, như thế nào, Diệp huynh bây giờ có hứng thú sao? Diệp Thần trong mắt có sâu đậm mừng như điên, nói, được, ngươi nói một chút xem. Hắn quả thật hết sức cần canh kim, luyện hóa càng nhiều hơn canh kim không chỉ có thể cường hóa hắn kim sát một đao chém, hơn nữa, bởi vì bạch hổ linh huyết quan hệ, hắn còn có thể mượn canh kim cường hóa mình thể chất. Là một cái tăng lên thực lực thủ đoạn. Trọng yếu nhất chính là, ác ma mắt cũng cần. Trúc Lạnh gặp Diệp Thần ý động, mỉm cười nói, cũng không gấp tại tạm thời, ta tạm thời sẽ ở lại thật vô cùng trên đảo, Diệp huynh đi trước chữa thương đi, cùng Diệp huynh hết bệnh sau đó, chúng ta sẽ đi nói chuyện. Vừa nói, hắn vứt cho Diệp Thần một khối ngọc phù, Diệp huynh khỏi bệnh sau đó, sẽ dùng cái này liên lạc ta đi. Diệp Thần yên lặng nhận lấy, nói, cũng tốt, ta chữa thương thời gian ngươi có thể đừng chết. Trúc Lạnh cười nói, ha ha, Diệp huynh không cần là ta lo lắng, bất quá. Lâm sư huynh chuôi này màu xanh ra trời dù nhỏ, ta muốn mượn dùng một phen. Diệp Thần nghe vậy, từ trong túi đựng đồ lấy ra một chuôi màu xanh ra trời dù nhỏ ném cho Trúc Lạnh, liền ngay tức thì tại chỗ biến mất. Trúc Lạnh nhìn Diệp Thần rời đi bóng người,
mở ra dù nhỏ, nhắm mắt cảm ứng một phen, giống vậy đi một phương hướng chạy tới. Cùng thời khắc đó, ở thật vô cùng trên đảo một nơi ma khí mãnh liệt dưới đất trong huyệt động. Một đôi máu đỏ cặp mắt mở ra, trong mắt lộ ra một tia lạnh như băng nụ cười, ánh mắt chủ nhân miệng động một cái, phát ra cái như kim thiết va chạm vậy khàn khàn thanh âm chói tai, tự lẩm bẩm. Mới vừa rồi vậy chập chờn, là Lâm Dương tới sao? Ha ha, hắn khẳng định không nghĩ tới ta tổn thương nhanh như vậy thì phải tốt lắm, nếu đã tới, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này thật vô cùng trên đảo đi, như vậy, trên đời liền lại không có ai biết ta làm qua cái gì, ha ha. Nói xong, vậy đôi đỏ mắt lần nữa nhắm lại, hắn tiếp tục hấp thu động này trung viễn so bên ngoài hơn nữa tinh thuần ma khí, luyện hóa trong cơ thể sát độc. Thật vô cùng trên đảo, một con đỏ đuôi chuột lớn đang gặm cắn một con báo đen thi thể, quanh thân ma khí cuồn cuộn. Đột nhiên, con chuột mắt chuột bên trong đột nhiên hiện ra một tia vẻ sợ hãi, thân thể to mập động một cái, thì phải nhảy lên, có thể nhưng vào lúc này, một đạo ánh đao thoáng qua, chuột lớn động tác hơi ngừng. Một viên chuột đầu chậm rãi đánh mất, một người nam tử đứng ở sau lưng của nó, chính là Diệp Thần. Diệp Thần giết cái này trần trụi đuôi ma chuột sau đó, đem nó thi thể thu hồi, quan sát bốn phía một chút, ở cách đó không xa vừa vặn có một nơi hang động, xem ra là cái này ma chuột xào huyệt, thật thích hợp hắn dùng để chữa thương. Diệp Thần tiến vào trong huyệt động, ở cửa hang bố trí xong trận bàn sau đó, liền chuẩn bị bắt đầu chữa thương. Đây là... Tiêu Diêu Thần Quân mở miệng nói, thằng nhóc, cầm vậy chỉ huyết văn ma cá sấu máu thịt lấy ra đi. Diệp Thần nghi ngờ nói, bây giờ lấy ra những cái kia làm gì? Tiêu Diêu Thần Quân cười nói, ngươi có biết hay không, thịt ma thú thậm chí so thịt yêu thú hơn nữa món ăn ngon. À, coi như vậy, bây giờ cũng không phải lúc ăn cơm đi. Ta trước và ngươi nói qua, máu này văn ma cá sấu máu thịt hữu dụng. Tiêu Diêu Thần Quân tiếp tục nói, chính là để cho ngươi cầm chúng ăn. Ta nghiên cứu thần ma luân hồi quyết, phát hiện thần ma luân hồi quyết còn có một cái năng lực. Chính là luyện hóa các loại sinh vật máu thịt khí cho mình dùng. Bất quá, ngươi vốn là căn cơ không đủ mạnh, dựa vào loại phương pháp này tăng lên tu vi và thân thể đối với ngươi tương lai tu hành ảnh hưởng khá lớn. Nhưng là, bây giờ ngươi có canh kim khí và ma khí. Dùng thần ma luân hồi quyết hấp thu một đầu hợp đạo cảnh huyết văn ma cá sấu máu thịt, hoàn toàn không ngại. Cường đại huyết khí còn có thể giúp ngươi khôi phục thương thế, một lần hành động hai được. Hơn nữa, mặc dù máu này văn ma cá sấu không là cái gì không dậy nổi huyết mạch, bất quá, nếu như ngươi vận khí đầy đủ, cũng có thể từ trong lấy được thần thông gì. Diệp Thần nghe vậy ngạc nhiên mừng rỡ, lúc này lấy ra một cái nồi lớn, nồi lửa. Đem huyết văn ma cá sấu máu thịt rót vào nồi lớn bên trong hầm, gia nhập một ít hương liệu. Rất nhanh, nồi lớn bên trong liền tản mát ra từng cơn vô cùng là mùi thơm mê người, nếu không phải cửa hang có trận pháp phong tỏa, mùi thơm này có thể cũng đủ để dẫn dụ tới một nhóm ma thú. Diệp Thần lỗ mũi giật giật, nhìn trong nồi máu thịt, ngón trỏ đại động. Lấy ra một cái chén, gió cuốn mây tan vậy quét sạch trong nồi máu thịt. Ở ăn huyết văn ma cá sấu máu thịt ngay tức thì, Diệp Thần liền cảm thấy một hồi cường đại huyết khí, hòa lẫn ma khí trào hướng thân thể kinh mạch, hắn thần sắc khẽ biến, thật là bá đạo năng lượng. Lúc này không dám thờ ơ, toàn lực vận chuyển thần ma luân hồi quyết, máu kia khí ma khí vốn đang xem một đầu gầm thét mãnh hổ, có thể ở thần ma luân hồi quyết trước mặt, lập tức biến thành dễ bảo dê con, bị Diệp Thần luyện hóa vào cơ thể. Diệp Thần thần sắc vui mừng. Một bên cuồng ăn ma cá sấu máu thịt, một bên vận chuyển công pháp luyện hóa, theo hắn không ngừng ăn uống, hơi thở vậy đi theo từ từ tăng cường. Cũng chính là Diệp Thần thân thể tố chất cực mạnh, căn cơ hùng hậu, lại nắm giữ thần ma luân hồi quyết loại này nghịch thiên công pháp, nếu như đổi một cái võ giả bình thường tới, cho dù là tạo hóa tiên tôn, xem Diệp Thần lối ăn này, chỉ sợ cũng phải được mạch nổ tung. Một ngày sau một đêm, nho nhỏ trong huyệt động chất đầy thật mệt mỏi xương trắng. Vậy chỉ huyết văn ma cá sấu, đã hoàn toàn rơi vào Diệp Thần trong bụng, lúc này, Diệp Thần đang đĩnh phồng lên bụng, ngồi xếp bằng ở trong động, ngưng thần luyện hóa nhiếp vào bên trong cơ thể mạnh mẽ huyết khí. Theo Diệp Thần luyện hóa, hắn hơi thở một chút xíu trở nên mạnh mẽ, theo thời gian rời đổi, rốt cuộc, Diệp Thần hơi thở bắt đầu vững chắc, không trở nên mạnh nữa. Đột nhiên, Diệp Thần mở mắt ra, trong mắt tinh quang chớp mắt,
hắn rốt cuộc đem đầu kia huyết văn ma cá sấu huyết khí, hoàn toàn luyện hóa. Bây giờ, hắn chẳng những thương thế phục hồi, hắn luyện thể vậy bước vào thần thể kỳ một cấp. Phá thể kỳ, ngừng cốt kỳ, phách thể kỳ, hóa cương kỳ, hư thể kỳ, thần thể kỳ, thần thông kỳ, bể hồn kỳ, bất diệt kỳ. Luyện thể mỗi một cảnh giới phân là cấp 9. Chỉ là, để cho Diệp Thần cổ quái là, luyện thể bước vào thần thể kỳ, vì sao cũng không có dị động. Hết thảy quá an tĩnh. Thậm chí yên lặng đáng sợ. Mình thân thể rốt cuộc thế nào? Chẳng lẽ đang nổi lên trước cái gì khủng bố chuyện? Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Tông hơn ngàn dặm. Hai đạo hơi thở kinh khủng ông già ngự kiếm phi hành. Hai người cũng lưng đeo thần kiếm, giữa eo treo một khối ngọc bài. Viết Vạn Kiếm Đế Cung bốn chữ to. Cái này hai người chính là Vạn Kiếm Đế Cung Kiếm Xanh Tiên Tôn và Băng Xương Kiếm Thần. Bọn họ rời đi Vạn Kiếm Đế Cung, một mực tìm Diệp Thần. Dẫu sao Diệp Thần là duy nhất đạt được Băng Kiếm Tiên Tôn truyền thừa người. Vạn Kiếm Đế Cung sinh tử kiếp chỉ có Diệp Thần có thể cứu. Bản đáp ứng Vạn Kiếm Đế Cung, một tháng tìm được Diệp Thần, nhưng là chẳng biết tại sao, Diệp Thần hơi thở bị người cưỡng ép che đậy. Bọn họ tự nhiên không biết Diệp Thần sau lưng còn có Vĩnh Hằng Thánh Vương loại này nghịch thiên tồn tại. Mà trước đây không lâu, bọn họ lại phát giác Diệp Thần hơi thở. Đến gần Huyền Nguyệt Tông. Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải đi một chuyến. Băng Xương Kiếm Thần, người cảm thấy Diệp Thần thật có thể cứu Vạn Kiếm Đế Cung nguy cơ. Kiếm Xanh Tiên Tôn nói. Băng Xương Kiếm Thần con ngươi nhìn về phía Huyền Nguyệt Tông phương hướng, thở dài một tiếng, Vạn Kiếm Đế Cung không có lựa chọn, người lấy là ta muốn đem hết thảy giao cho một cái liền hợp đạo cảnh cũng không có bước vào tiểu tử. Cũng may chúng ta còn có thời gian, những cái kia đối với Vạn Kiếm Đế Cung người xuất thủ, gần đây đụng phải một chút phiền toái, ngược lại là cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hết thảy cùng thấy Diệp Thần nói sau. Có người che đậy hắn lâu như vậy hơi thở, ta nghĩ, cái này đứa nhỏ, tuyệt đối không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Kiếm Xanh Tiên Tôn trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Băng Xương Kiếm Thần và Thanh Kiếm Tiên Tôn còn là xuất hiện ở Huyền Nguyệt Tông cửa. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì, chỉ như vậy đi tìm Diệp Thần. Vạn Kiếm Đế Cung địa vị rõ ràng cao hơn Huyền Nguyệt Tông, ta hai người chúng ta hạ mình đến cái này Huyền Nguyệt Tông, có phải hay không nên để cho Huyền Nguyệt Tông trưởng môn ra nghênh tiếp? Thanh Kiếm Tiên Tôn nói. Nhưng mà, Băng Xương Kiếm Thần nhưng lắc đầu một cái, Kiếm Xanh, lần này, chúng ta là tới mời Diệp Thần. Bỏ mặc tại sao, Diệp Thần hơi thở ở Huyền Nguyệt Tông xuất hiện, thì có thể là bởi vì là Diệp Thần trở thành Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Nếu như ngươi là Huyền Nguyệt Tông trưởng môn, sẽ nghĩ như thế nào? Thanh Kiếm Tiên Tôn thở dài một tiếng, cái này Diệp Thần thật đúng là, ta Vạn Kiếm Đế Cung nơi nào kém hơn Huyền Nguyệt Tông? Thằng nhóc này còn gia nhập cái gì Huyền Nguyệt Tông à? Gia nhập ta Vạn Kiếm Đế Cung tốt biết bao. Băng Xương Kiếm Thần lại nói, chuyện này vẫn là phải trách chúng ta, nếu như không phải là Vạn Kiếm Đế Cung xảy ra chuyện, chúng ta làm sao có thể cầm Diệp Thần ở lại Tây Vực. Diệp Thần từ thấp võ vị diện đi lên, một người, hắn tóm lại vẫn là phải tìm chỗ dựa vững chắc. Chúng ta Vạn Kiếm Đế Cung cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là dưới mắt khốn cảnh khẳng định không giúp được hắn. Được rồi, không cần nói, chúng ta vào đi thôi. Băng Xương Kiếm Thần lắc đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, hướng Huyền Nguyệt Tông cửa đi. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Tông đại điện bên trong. Ngồi ở trên đài cao Huyền Nguyệt Tông trưởng môn đột nhiên mở mắt ra, lau một cái nồng nặc bất ngờ vẻ phun trào. Hắn lại phát hiện Huyền Nguyệt Tông bên ngoài có hai vị cường giả. Một cái trong đó cực kỳ khủng bố. Ta Huyền Nguyệt Tông làm sao có thể đột nhiên hạ xuống lớn như vậy có thể? Chẳng lẽ là có người tới thu sau tính sổ? Không chỉ Thương Đêm phát hiện. Thương Đêm bên người rất nhiều trưởng lão cũng phát giác. Bọn họ trong mắt có một tia sâu đậm không rõ ràng. Trưởng môn, chuyện này sẽ hay không và Tử Ngưng có liên quan? Đoạn này thời gian, chúng ta đều không rời đi Huyền Nguyệt Tông, duy chỉ có Tử Ngưng rời đi, lại là đi Đăng Thiên Thành. Đăng Thiên Thành không hề thiếu cường giả, điều này hiển nhiên có khả năng nhất. Có vị trưởng lão nhíu mày nói. Lời nói mới vừa rơi xuống, đã sớm đối với Tử Ngưng và Diệp Thần ghi hận trong lòng Triệu Bình liền lên tiếng. Trưởng môn,
tuyệt đối là Tử Ngưng và tiểu xúc sinh kia gây họa. Đăng Thiên Thành, mặc dù thế lực cao cấp sẽ không đi cướp người, nhưng là cường giả còn chưa thiếu, bên ngoài vậy hai đạo hơi thở tiến vào Huyền Nguyệt Tông, tất nhiên là cái này nguyên do. Còn nữa, trưởng môn người vậy thấy tiểu xúc sinh kia Diệp Thần cuồng vọng, mới vừa bước vào tông môn, liền đem cùng các sư huynh đệ bị thương thành như vậy. Tiểu xúc sinh này, khẳng định ở bên ngoài gây chuyện. Thậm chí có thể giết thế lực cao cấp đệ tử. Người ta bây giờ tới truy cứu trách nhiệm. Hai người kia có thể chính là một cái tín hiệu, sau lưng nhất định còn có thế lực cao cấp ngút trời tức giận. Ta đề nghị lập tức để cho Tử Ngưng trở về, còn có cái đó tiểu xúc sinh vậy dừng lại thực tập, đuổi ra khỏi Huyền Nguyệt Tông. Triệu Bình càng nói càng kích động, tựa như chuyện hôm nay, chắc chắn và Diệp Thần có liên quan. Đủ rồi. Thương Đêm nổi giận gầm lên một tiếng. Triệu Bình thanh âm ngay tức thì hơi ngừng. Trưởng môn cơn giận, cũng không phải là nàng có thể tiếp nhận. Thương Đêm đứng lên, một phất ống tay áo, hướng đi ra ngoài điện, nếu hai người kia tới, chúng ta thành tựu Huyền Nguyệt Tông, vậy phải xuất ra nên có thái độ. Không ngại thấy được vừa gặp. Nếu như đối phương có địch ý, ta Huyền Nguyệt Tông vậy không ý kỵ. Nếu như chuyện này thật và Diệp Thần có liên quan, ta Thương Đêm vậy tuyệt không nhân nhược, lập tức dừng lại thực tập, đem hắn đuổi ra khỏi tông môn. Triệu Bình mừng thầm trong lòng, vậy nhanh chóng đi theo lên. Huyền Nguyệt Tông ngoài cửa. Băng Xương Kiếm Thần và Thanh Kiếm Tiên Tôn vừa định bước vào, liền thấy Thương Đêm các người bước nhanh tới. Hai người bước chân dừng lại, không nói gì, một bộ đại phái chi gió. Vạn Kiếm Đế Cung thân phận bày, bọn họ tự nhiên không thể nào cúi đầu. Mà Huyền Nguyệt Tông Thương Đêm thấy Băng Xương Kiếm Thần, trong lòng hơi kinh hãi. Đối phương so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Như thực lực này cường giả bước vào Huyền Nguyệt Tông, vậy sau lưng hắn tông môn có kinh khủng dường nào? Xem ra lần này, Huyền Nguyệt Tông thật sự có nguy cơ. Thương Đêm vậy không ý kỵ, bước chân dừng lại, chắp tay nói, hai vị hạ xuống Huyền Nguyệt Tông, có thể có cái gì chỉ giáo? Hắn thái độ không có chút nào lui bước. Dẫu sao đây là đang Huyền Nguyệt Tông. Hắn địa bàn. Thanh Kiếm Tiên Tôn có chút bất mãn, muốn nói điều gì, Băng Xương Kiếm Thần dẫn đầu bước ra một bước, cười nói, vị này chỉ sợ sẽ là Huyền Nguyệt Tông trưởng môn Thương Đêm đi, thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thương Đêm gật đầu một cái, cũng là hỏi, các hạ tới từ nơi nào? Băng Xương Kiếm Thần cầm ra một khối ngọc bội, nhàn nhạt nói, Vạn Kiếm Đế Cung. Lời này vừa nói ra, không chỉ Thương Đêm, mọi người tại đây cũng bối rối. Vạn Kiếm Đế Cung. Cái này thật là chính là linh võ đại lục thế lực cao cấp một trong à. Mặc dù nghe Vạn Kiếm Đế Cung gặp nạn, bị rất nhiều thế lực vây công. Nhưng là lạc đà gầy vậy so mã đại. Huyền Nguyệt Tông căn bản dung chuyển không dậy nổi loại này tồn tại à. Thương Đêm trong lòng có chút không biết làm sao, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép chế trụ nội tâm khiếp sợ, mở miệng nói, không biết Vạn Kiếm Đế Cung tiền bối hạ xuống, không có từ xa tiếp đón. Hai vị nếu không đi trong điện ngồi xuống. Băng Xương Kiếm Thần gật đầu một cái, một tiệc mọi người vào ngồi trong điện. Băng Xương Kiếm Thần cũng là cảm nhận được không khí ngột ngạt, liền mở miệng đến, Thương Đêm trưởng môn, lần này chúng ta đến cửa quấy rầy, thật ra thì chủ yếu là bởi vì là một cái người. Lời này vừa nói ra, Huyền Nguyệt Tông mọi người, không khỏi sắc mặt đại biến. Quả nhiên, chính là đến cửa cần người. Triệu Bình lại là khẩn trương đến mức tận cùng, nàng kích động. Thương Đêm chán đã có chút mồ hôi hột, nhưng là sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, do dự hồi lâu, vẫn là nói, à. Vậy Vạn Kiếm Đế Cung lần này là ta Huyền Nguyệt Tông người nào tới? Diệp Thần, Băng Xương Kiếm Thần khạc ra hai chữ. Mà đây hai chữ, nhưng là áp đảo Thương Đêm cuối cùng một cây rơm rạ. Thương Đêm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này Diệp Thần quả nhiên là một cái mìn định giờ. Xem ra là nên dừng lại thực tập, đem thằng nhóc này đuổi ra khỏi tông môn. Một bên Triệu Bình kích động đến mức tận cùng, lại là nói, trưởng môn, ta liền nói tiểu xúc sinh này không nên lưu. Thương Đêm thở dài một tiếng, đối với Băng Xương Kiếm Thần nói, Diệp Thần đích xác là Huyền Nguyệt Tông đệ tử, chỉ bất quá bây giờ đang thật vô cùng đảo thực tập. Nếu Diệp Thần đắc tội Vạn Kiếm Đế Cung, vậy bắt đầu từ bây giờ, ta liền đem hắn đuổi ra khỏi Huyền Nguyệt Tông, giao cho các ngươi định đoạt.
Triệu Bình nghe được câu này, vui vẻ không thôi. Nàng tựa như đã thấy Diệp Thần ở Vạn Kiếm Đế Cung trong tay chết thảm hình ảnh. Thoải mái trình độ cao nhất. Nhưng mà, liền tại tất cả người chắc chắn Diệp Thần vận mệnh lúc đó, Băng Xương Kiếm Thần đứng lên, tại sao phải đuổi ra khỏi Diệp Thần? Thương Đêm trưởng môn xem ra là hiểu lầm, chúng ta lần này hạ xuống Huyền Nguyệt Tông, bất quá là vì mời Diệp Thần hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công, chúng ta Vạn Kiếm Đế Cung vậy sẽ cảm ơn Huyền Nguyệt Tông. Giờ khắc này, cả thế giới yên tĩnh. Thương Đêm tròng mắt trợn to. Triệu Bình cả người cũng bối rối. Liên Can trưởng lão lại là tựa như gặp quỷ vậy. Chẳng ai nghĩ tới, Vạn Kiếm Đế Cung hạ xuống Huyền Nguyệt Tông tìm Diệp Thần. Không phải là vì truy cứu trách nhiệm, mà là vì mời Diệp Thần ra tay. Cái này mẹ hắn cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một tiểu tử, lại có thể bị Vạn Kiếm Đế Cung mời ra núi. Cái này có thể hay không lại ngoại hạng một ít. Thương Đêm không xác định nói, tiền bối, người xác định. Băng Xương Kiếm Thần khẽ mỉm cười, có một số việc tự nhiên không thể nói quá nhiều. Hắn gật đầu một cái, Diệp Thần đối với chúng ta Vạn Kiếm Đế Cung rất trọng yếu. Nếu hắn ở thật vô cùng đảo, vậy chúng ta liền tự mình đi xin mời. Không quấy rầy Thương Đêm trưởng môn. Lời này vừa nói ra, mọi người không dám thở mạnh. Mời. Lại có thể dùng mời. Băng Xương Kiếm Thần và Thanh Kiếm Tiên Tôn nhìn nhau, khẽ mỉm cười, trực tiếp rời đi đại điện, ngự kiếm đi. Bọn họ không ngại cho Diệp Thần mấy phần mặt mũi, cũng coi là đối với Diệp Thần giúp quà tặng. Giờ phút này, thật vô cùng đảo. Diệp Thần tự nhiên không biết dưới mắt Huyền Nguyệt Tông tình huống. Hắn cảm thụ một chút trong cơ thể cường đại gấp mấy lần linh lực, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, bất quá, hắn thu hoạch lần này, nhưng không chỉ như vậy. Diệp Thần đưa ra một ngón tay, đặt ở trước mắt, ngưng mắt nhìn chỉ gian, đột nhiên, chỉ gian giấy lên một tia huyết diễm, Diệp Thần cảm thụ huyết diễm bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, nụ cười dày đặc một phần, không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, luyện hóa cái này huyết văn ma cá sấu sau đó. Lại thức tỉnh huyết văn ma cá sấu huyết diễm ý. Tiêu Diêu thần quân cũng không khỏi thở dài nói, thằng nhóc ngươi quả nhiên không phải là người à, máu này văn ma cá sấu mặc dù nói lấy huyết văn làm tên, bất quá nó nhất chỗ cường đại, nhưng là máu lửa này, lại như thế tùy tiện bị thằng nhóc ngươi lấy được. Diệp Thần cười một tiếng, mình vận khí quả thật không tệ, máu lửa này không chỉ có thể tăng cường vũ khí của mình, hơn nữa máu lửa này đẳng cấp không thấp, có nó hộ thân. Tầm thường ngọn lửa khí lạnh đều không cách nào làm mình bị thương. Diệp Thần đứng lên, hoạt động thân thể một chút, liền lấy ra một cái lò luyện đan, đang liên lạc trúc lạnh trước, hắn trước phải đem mê rắn thơm luyện chế được. Mê rắn thơm mặc dù có thể hấp dẫn hợp đạo cảnh coi trọng ma rắn, bản thân phẩm cấp ngược lại không phải là quá cao, lấy Diệp Thần thần niệm mạnh, luyện chế khá là ung dung, rất nhanh liền luyện chế xong thành. Đem mê rắn thơm thu hồi sau đó. Diệp Thần rốt cuộc lấy ra trúc lạnh cho hắn ngọc phù, nếu là có thể đang cùng coi trọng ma rắn giao chiến trước lấy được canh kim cũng luyện hóa, có thể gia tăng thật lớn mình phần thắng. Còn nữa, cái này thật vô cùng đảo ma khí đậm đà như vậy, ngược lại là thích hợp ác ma mắt. Nếu là có thể đem ác ma mắt tỉnh lại, vậy thì tốt nhất. Diệp Thần thúc giục ngọc phù sau đó, ngọc phù bên trong truyền ra trúc lạnh thanh âm kinh ngạc vui mừng. Diệp huynh! Ngươi nhanh như vậy thì hoàn toàn khôi phục sao? Diệp Thần nói, không sai, xem ra ngươi còn chưa có chết, như vậy, chúng ta gặp mặt đi. Ha ha, tốt. Nửa giờ sau, Diệp Thần và Trúc Lạnh đi tới ngày đó bên Hàn Đàm, huyết văn ma cá sấu sau khi chết, có mấy con hợp đạo cảnh ma thú đã tới nơi này, bất quá, nơi này mất đi bụi cây kia máu âm hoa, cũng không có đặc biệt giá trị. Hơn nữa, cái này Hàn Đàm hơi thở. Cũng không phải tất cả ma thú đều thích, cho nên, đổ còn không có ma thú chiếm cứ nơi này. Trúc Lạnh thấy Diệp Thần sau đó, hơi kinh hãi. Diệp Thần lại không chỉ khôi phục, khí tức trên người vậy kinh khủng hơn. Điều này hiển nhiên là đột phá. Nhưng là tu vi không có bất kỳ biến hóa. Chẳng lẽ là luyện thể? Hắn cảm giác mình thông thường, đã bị Diệp Thần lật đổ. Bất quá! Khi nhìn đến Diệp Thần lấy hỗn nguyên cảnh tu vi chém giết hai người hợp đạo cảnh võ giả sau này, Trúc Lạnh cũng biết, người này không phải có thể sử dụng lẽ thường cân nhắc. Cho nên,
hắn cũng không có khiếp sợ quá lâu, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đối với Diệp Thần nói. Diệp huynh, cái này thật vô cùng trên đảo mặc dù đối với chúng ta ma đạo võ giả khá là có lợi, nhưng trên đảo ma thú ngang dọc, đối với chúng ta hợp đạo cảnh võ giả mà nói, vẫn là một người vô cùng là nguy hiểm chỗ. Chúng ta sở dĩ mạo hiểm đi tới nơi này thật vô cùng đảo, là vì đuổi giết một người trong môn phản đồ. Diệp Thần nói, cho nên, cái này canh kim, cùng cái này phản đồ có liên quan. Trúc Lạnh gật đầu nói, không sai, chuyện này căn nguyên, chính là bởi vì cái này canh kim. Trước chút ngày giờ, ta chín sát ma môn cử hành một lần bí cảnh chuyến đi, ở nơi này bí cảnh bên trong, ta một người sư huynh lấy được một ít canh kim. Không biết làm sao lại bị này người biết được, gặp tài này lòng tham, đối với vậy sư huynh nhô lên hạ sát thủ, hai người một phen đại chiến, tên sư huynh kia cuối cùng vẫn là thua ở thủ hạ hắn. Nhưng mà, cái này phản đồ tại đại chiến bên trong vậy bị thương, trùng hợp hắn đánh chết đồng môn một chuyện bị Lâm Dương hai người đánh vỡ, Lâm Dương thừa dịp vậy phản đồ bị thương, đánh hắn nhất kích độc sát kim, sau đó lại không có bẩm báo trong môn trưởng bối, mà là tự tiện bắt đầu đuổi giết người nọ. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, người nọ dưới trọng thương, còn có thể có thừa lực trốn xa như vậy, lại bị hắn chạy trốn tới cái này thật vô cùng trên đảo, thật vô cùng trên đảo võ giả thần niệm lớn bị áp chế. Lâm Dương hai người cũng không dám tùy tiện vào bên trong, cho nên tìm được ta, bọn họ không có bẩm báo tông môn, là bởi vì là bọn họ tham đồ vậy canh kim, không muốn để cho trong môn trưởng bối biết chuyện này, đồng thời. Bọn họ biết vậy phản đồ trong tay, có một món đồ đối với ta có trọng dụng. Cho nên cùng ta thương nghị, đuổi giết người này, thuận lợi sau canh kim thuộc về bọn họ, mà trong tay người kia khác một món đồ, thuộc về ta. Diệp Thần con người đông lại một cái, gật đầu nói, cho nên, người muốn ta ra tay giúp người giết người nọ. Hắn nhìn Trúc Lạnh đột nhiên lắc đầu một cái, ta mặc dù không phải là người tốt lành gì, bất quá. Cũng sẽ không bởi vì là một cái mới quen người lời của một bên, liền đối với người khác động thủ. Trúc Lạnh cười nói, cái này mời Diệp huynh yên tâm, thật ra thì, chuyện này, ta cũng là nghe từ Lâm Dương hai người nói như vậy, chân tướng như thế nào, còn chưa biết được. Cho nên, ta chỉ là muốn tìm được người này, cùng hắn tiến hành giao dịch, bất quá, như người này thật là Lâm Dương nói cái loại đó âm hiểm ác đồ, ta tự biết không phải hắn đối thủ, chuyến này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Cho nên, muốn mời Diệp huynh đi cùng ta cùng nhau, để ngừa vạn nhất. Ta biết Diệp huynh làm người lỗi lạc, bất quá, cho dù không ra tay, cũng có thể cùng người này tiến hành giao dịch, vẫn là có cơ hội lấy được vậy canh kim, Diệp huynh ý như thế nào? Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, được, ngươi có thể tìm được người này sao? Mặc dù hắn không là thích xen vào việc của người khác người, bất quá, hắn quả thật cần cái này canh kim. Chỉ cần có cơ hội có thể được canh kim, hắn cũng không muốn bỏ qua. Trúc Lạnh cười nói, ta không có gì khác bản lãnh, chính là đối với các loại hơi thở năng lượng tương đối nhạy cảm mà thôi, nếu không cũng không nhìn ra Diệp huynh sử dụng là canh kim khí, ngày hôm qua ta đã phát hiện người này tung tích, tìm được hắn không khó. Diệp Thần nói, ừ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, ta tới thật vô cùng đảo vậy có chuyện quan trọng cần xử lý. Thời gian không nhiều. Trúc Lạnh tự nhiên không có dị nghị, lúc này mang Diệp Thần, ở thật vô cùng trên đảo di động, không lâu lắm, hai người liền đi tới một nơi cực kỳ kín đáo hang động trước. Diệp Thần hướng huyệt động kia nhìn một cái, không khỏi trong lòng rét một cái, trong hang động này sát khí cuồn cuộn, tầm thường hợp đạo cảnh sơ kỳ võ giả, thậm chí liền tiến vào trong đó đều không cách nào làm được. Bất quá, cái trình độ này sát khí... Đối với Diệp Thần mà nói đổ không coi vào đâu, hắn đang chuẩn bị và Trúc Lạnh vào hang tìm tòi, Trúc Lạnh lại đột nhiên sắc mặt biến đổi nói, Diệp huynh, mau tránh ra. Diệp Thần lông mày nhướn lên, thân hình động một cái, lui sang một bên, một luồng ánh sáng đen chợt bắn ra ngoài động, định ở giữa không trung, hiện ra một đạo quỷ dị bóng người. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, chỉ gặp trước mặt đứng thẳng một người 28-29 tuổi chàng thanh niên. Người này tóc dài bù xù, mặt mũi hung ác, trừ gương mặt, cả người hiện đầy màu tím đen miếng vảy. Một đôi đỏ mắt chớp động thị huyết ánh sáng, ánh mắt quét qua Diệp Thần và Trúc Lạnh, lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Để cho Diệp Thần và Trúc Lạnh cũng cảm thấy có chút ngưng trọng là, người này hơi thở, vô cùng là mạnh mẽ.
Hắn tu vi mặc dù chỉ là hợp đạo cảnh trung kỳ, nhưng tản ra hơi thở thậm chí so ma hóa sau Lâm Dương mạnh hơn gấp mấy lần. Diệp Thần nhìn về phía Trúc Lạnh nói, đây chính là ngươi nói người nọ. Trúc Nghỉ Nguội sắc trầm ngưng gật đầu một cái, nhìn vậy ma nhân vậy yêu dị bóng người nói, Bạch Sư Huynh, mời trước bình tĩnh, Lâm Dương và Vạn Tiền của nhiều cùng ngươi có cái gì va chạm, ta không biết, cũng cùng ta không liên quan, chúng ta tới đây, cũng không phải là vì đuổi giết Sư Huynh, mà là muốn cùng Sư Huynh làm một khoản giao dịch. Tên kia là Trắng Kha Thanh Niên, nghe vậy lại trầm mặc chốc lát, mà phía sau mang vẻ tươi cười nói, đó là ta hiểu lầm các ngươi, được rồi, ngươi nói một chút xem, ngươi muốn làm cái gì giao dịch. Trúc Lạnh nghe vậy, hơi thở phào nhẹ nhõm, giữa lúc hắn muốn nói gì lúc, đột nhiên thần sắc biến đổi, bởi vì hắn cảm ứng được, Trắng Kha, đối với hắn ra tay. Trắng Kha mặc dù vẫn là lập trên không trung, không gặp hắn có bất kỳ động tác, nhưng mà vậy đôi huyết mâu bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang, đâm thẳng hướng Trúc Lạnh ấn đường. Trúc Lạnh cắn răng một cái, ngay lập tức gian sử dụng một quả miếng vảy, không kém chút nào ngăn ở vậy tia máu quang phía trước, ầm ầm nổ vang bên trong, Trúc Lạnh thân thể lại bị cái này huyết quang đánh lui mười mấy bước. Trắng Kha thấy vậy cũng là có hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Trúc Lạnh lại có năng lực hoàn toàn ngăn trở máu hắn sát ma quang, bất quá, cũng không có để ở trong lòng, coi như có thể nhảy nhót hai cái. Vậy không thay đổi được bọn họ là đợi làm thịt dê con sự thật. Bạch Sư Huynh, người đây là ý gì? Trúc Mì Nguội sắc hoàn toàn âm trầm xuống, nếu không phải mình có cảm giác loại linh thể, mới vừa rồi, rất có thể liền bị kinh khủng kia huyết quang đánh chết. Có ý gì? Ha ha ha! Trắng Kha đối mặt Trúc Lạnh chất vấn đột nhiên bạo cười lên. Người liền mang theo cái hỗn nguyên cảnh phế vật tới và ta nói giao dịch. Đừng cười chết người! Các ngươi hai cái phế vật có cái này tư cách sao? Bất quá, ta nếu đồng ý, ngược lại cũng không phải lật lọng người. Hắn đột nhiên lộ ra một dữ tợn nụ cười nói, muốn giao dịch có thể, nhưng là, ta muốn, là các ngươi mệnh. Nhưng vào lúc này, Trắng Kha nụ cười ngay tức thì đọng lại, bởi vì, có một đạo ánh đao, chém đến trước mặt hắn. Hắn một đôi huyết màu gắt gao nhìn chằm chằm vậy đạo thiêu đốt huyết diễm kim đỏ hai màu ánh đao. Mặt hiện một tia rung động vẻ. Cái này ánh đao, để cho hắn cảm thấy vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Hắn biết, cái này một đao, có chém chết mình lực lượng. Nháy mắt tức thì, Trắng Kha trong tay nhiều một cái đen nhánh trường kiếm, trên mặt vậy bỗng nhiên bị màu tím đen miếng vảy bao trùm, đồng thời, hắn một kiếm đâm ra, ma khí ngất trời. Một kiếm này, lại để cho người có loại ma thần xuống thế, lăng ngược vạn tộc cảm giác. Thậm chí ẩn chứa vô cùng là tàn bạo kiếm ý. Đao mang cùng kiếm khí đụng nhau, kịch liệt đánh vào hướng bốn phía cuộn sạch đi. Trúc Mì Nguội sắc biến, lần nữa kích phát trước người miếng vải bảo vệ mình. Trắng Kha thân hình liền lùi lại, thở hổn hển nhìn chằm chằm đao mang kia chém tới phương hướng, đứng ở nơi đó, là Diệp Thần. Diệp Thần liếc Trắng Kha, nhàn nhạt nói, người nói ai là rác dưới. Được, rất tốt. Trắng Kha ngưng mắt nhìn Diệp Thần, là ta nhìn lầm, người rất mạnh, sao không phải Lâm Dương loại phế vật đó có thể so. Hắn đột nhiên hỏi, người không phải ta chín sát người trong ma môn chứ? Diệp Thần nói, không phải. Trắng Kha đột nhiên cười, rất tốt, như vậy, người có thể rời đi, ta không giết ngươi, ta chỉ muốn Trúc Lạnh mệnh. Trúc Lạnh nghe vậy sắc mặt đại biến, kinh hô, Diệp Huynh, không nên tin hắn, chớ chúng hắn kế ly gián. Diệp Thần cũng cười, ta và hắn không quen, người muốn mạng hắn, xin cứ tự nhiên. Trúc Lạnh sắc mặt một trắng, hoàn toàn tuyệt vọng, lấy vậy Trắng Kha cho thấy thực lực, hắn sợ rằng không có cơ hội trở lui toàn thân. Trắng Kha chính là vui vẻ cười to đứng lên, rất tốt, kẻ thức thời là người tài giỏi, người đi nhanh đi, rời đi cái này thật vô cùng đảo, người yên tâm, người không phải chín sát ma môn người, chỉ cần chuyện hôm nay người không nói ra, ta sẽ không làm khó ngươi. Vừa nói, Trắng Kha buồn cười nhìn Trúc Lạnh, liếm môi một cái. Trúc Lạnh thấy vậy, mặt hiện kiên quyết vẻ, đột nhiên một chút trước người miếng vảy, vậy miếng vảy, lại sáp nhập vào hắn ấn đường, Trúc Lạnh hơi thở, vậy lập tức cao phồng lên tới. Trắng Kha cười lạnh nói, phế vật, còn muốn thua ngoan cố kháng cự. Vừa nói, giơ lên trong tay màu đen trường kiếm, liền muốn ra tay, có thể hắn đột nhiên không nhúc nhích,
nhìn lướt qua Dửng Dưng đứng ở một bên Diệp Thần nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Còn không đi? Diệp Thần khóe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười ôn hòa nói, ta còn có việc không có làm. Trắng Kha cau mày nói, chuyện gì? Diệp Thần nói, ngươi mới vừa nói ngươi không giết ta. Trắng Kha nhìn chằm chằm Diệp Thần hai mắt nói, ngươi sợ ta đổi ý. Diệp Thần lắc đầu nói, không phải, ta tin tưởng ngươi, bất quá. Bất quá cái gì? Diệp Thần cùng Trắng Kha đối mặt, trên mặt bỗng nhiên hiện ra không có gì sánh kịp bạo ngược vẻ, cười như điên nói ngươi không giết ta. Rất tốt, nhưng là, ta muốn giết ngươi à? Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần thuấn gì vậy xuất hiện ở Trắng Kha trước mặt, hắn ma khí lăn lộn, quanh thân huyết khí đậm đà, tay cầm trường đao, đao ý cái thế, giống như thiên thần hạ xuống. Kim sát một đao chém. Quát to một tiếng, trường đao ra. Trắng Kha sắc mặt cuồng biến, ma khí ngất trời, giơ kiếm ngăn cản, ầm một tiếng, như sấm nổ tung. Trắng Kha chặn lại Diệp Thần một đao, nhưng vẫn bị Diệp Thần lực lượng chấn động được hộc máu, thân hình bạo lui. Chém, chém, chém. Diệp Thần lại không có dừng tay, hắn cực hạn vận chuyển linh lực, cả người hiện ra ngút trời hơi thở, lần nữa xuất hiện ở Trắng Kha trước người, lại là một đao chém xuống. Diệp Thần lại không để ý thân thể gánh vác, điên cuồng truy kích Trắng Kha. Trắng Kha nhìn giống như phong ma Diệp Thần, rốt cuộc sợ hãi. Hắn trong lòng vô hạn hối hận, đồng thời vậy cuồng mắng cái này Diệp Thần làm sao như vậy bạo ngược, so mình còn điên cuồng hơn cực đoan. Liền bởi vì mình một câu nói, lại cũng không cố hết thảy muốn chém giết mình. Cái này mẹ hắn có phải là người hay không à? Chém liên tục ba đao. Mỗi một đao đều là thiên diêu địa động, xương máu sôi trào. Thứ ba đao rơi, vậy Trắng Kha thân thể tựa như sao rơi trùng trùng đánh về phía mặt đất, toàn bộ thật vô cùng đảo cũng lúc lắc một cái, Diệp Thần lúc này đã là cả người là máu. Ngược lại không phải là cái này Trắng Kha ngăn cản bên trong thương tổn tới hắn, mà là hắn trong thời gian ngắn cưỡng ép vận chuyển linh lực đưa đến kinh mạch bạo liệt nguyên nhân, cũng chính là hắn cường độ thân thể vượt xa người thường. Đổi một người lấy hắn cảnh giới bây giờ liền thi triển uy lực to lớn như vậy chiêu thức, đã sớm bị cắn trả được toàn thân vỡ vụn. Bất quá, cái này ba đao chém liên tục, cũng để cho Diệp Thần gánh vác không nhỏ, không được không dừng lại điều chỉnh trong cơ thể lực lượng. Lại chặt xuống, cho dù lấy hắn cường đại căn cơ vậy sẽ phải chịu dao động, có thể thì phải tổn thương đạt tới căn nguyên, phim hắn mãnh liệt thở hào hển, vết thương trên người chậm rãi khép lại. Hắn ánh mắt gắt gao được nhìn chằm chằm dưới chân hố sâu bên trong. Trắng Kha nằm ở đáy hố, chuôi này màu đen trường kiếm cắm ở hắn bên người, trên người hắn vậy kiện cực phẩm hộ thân bảo khí khôi giáp đã bị Diệp Thần chém thành hai tiết. Trước ngực một đạo vết đao sâu hóm, cơ hồ phải đem hắn ngay ngực chặt đứt, đồng thời hắn một cái tay nhiều lần hoàn toàn vặn vẹo, hai chân vậy bởi vì đụng mà gãy lìa, hắn một đôi huyết mâu bên trong tràn đầy oán hận cùng sát ý, nhưng lại không có sức đứng dậy. Hắn mặc dù còn có một tia hơi thở không gãy, nhưng là đã tổn thương được không thể lại tổn thương. Sắp gặp tử vong, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Diệp Thần nhưng cũng là hơi lộ vẻ xúc động nhìn Trắng Kha, người này thực lực ngược lại không yếu, nối liền mình ba đao, lại còn chưa chết. Hắn cũng là bước vào hỗn nguyên cảnh và luyện thể, linh lực lớn mạnh gấp mấy lần sau đó mới có thể miễn cưỡng thi triển ra cái này ba đao chém liên tục. Hơn nữa, coi như mình tu vi càng cường đại hơn cũng không cách nào tiếp tục chém đi xuống, bởi vì, lấy hỗn nguyên cảnh tu vi chém liên tục ba đao, lấy hắn thân thể hôm nay đã đến cực hạn. Nếu là ở Diệp Thần không có tăng tu vi trước, tuyệt không thể nào nhanh như vậy liền trọng thương cái này Trắng Kha, sợ rằng phải đi qua một phen kịch chiến, mới có thể làm cho Trắng Kha bị thương, hơn nữa, còn chưa hẳn có thể để cho hắn làm bị thương cái trình độ này. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Trắng Kha là ma tu, ở nơi này thật vô cùng trên đảo thực lực mạnh hơn duyên cớ, nếu là ở chỗ khác, Trắng Kha sớm bị Diệp Thần chém chết. Một bên Trúc Lạnh Kính sợ nhìn một cái Diệp Thần, hắn mặc dù biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng không biết Diệp Thần mạnh đến tình cảnh này. Vậy ba đao đều xuất hiện, sợ là có thể uy hiếp được hợp đạo cảnh hậu kỳ võ giả. Diệp Thần bây giờ có thể mới hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên à. Cái này cũng nhảy nhiều ít cái cảnh giới nhỏ. Bất quá hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, mi tâm miếng vảy ngay tức thì phát ra hắc khí cuồn cuộn,
Trúc Lạnh cũng ở đây đồng thời hóa thân thành ma nhân hình thái, chỉ là nhìn như so với Lâm Dương và Trắng Kha biến thành ma nhân tuấn mỹ được hơn, không hề dữ tợn xấu xí, hắn ấn đường vậy cái miếng vậy ô mang chớp mắt, bỗng nhiên phát ra một đạo vô hình chập chờn trào hướng trên đất Trắng Kha. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, cái này Trúc Lạnh, thì triển lại là thần niệm công kích. Trúc Lạnh lúc này lại đối với Diệp Thần quát lên, Diệp huynh, ngăn cản hắn. Hắn muốn hiến tế mình linh hồn, hoàn toàn ma hóa. Lúc này, Trắng Kha bị Trúc Lạnh thần hồn công kích, ngũ quan bên trong sông ra máu tươi, hiển nhiên thần hồn bị thương không nhẹ, nhưng hắn nhưng không để ý chút nào cười như điên nói, ha ha ha, đã không còn kịp rồi, ta coi như phải chết, cũng phải kéo các ngươi hai cái cùng nhau xuống địa ngục. Nói xong, ầm một tiếng, Trắng Kha toàn bộ thân thể ngay tức thì nổ, thần hồn mất đi. Đồng thời từ hắn đi ra ngoài cái huyệt động kia bên trong, đột nhiên xông ra tử lượng cao vô cùng là tinh thuần màu đen ma khí, bọc lại Trắng Kha thi thể. Trắng Kha thi thể ở ma khí bọc hạ thật nhanh gây dựng lại trước, thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, đồng thời, hắn thân thể xây lại. Đây là cái gì, cảm thụ vậy ma quái khí tức kinh khủng, Diệp Thần sắc mặt cũng thay đổi. Mơ hồ bây giờ, hắn ấn đường lóe lên u lam quang. Nhưng là rất nhanh lại yên tĩnh lại. Diệp Thần có thể không để ý tới mi tâm biến hóa, năm ngón tay nắm chặt, thừa dịp ma quái thân thể vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, đem Trắng Kha túi đựng đồ nhiếp vào trong tay. Thần niệm đảo qua, quả nhiên ở trong đó phát hiện một chút canh kim, mặc dù không nhiều, nhưng bất luận là số lượng vẫn là chất lượng, cũng xa cao hơn hắn ban đầu luyện hóa vậy một tia. Không khỏi mặt hiện mừng như điên. Trúc Lạnh lúc này lại cũng không quản được và Diệp Thần muốn mình yêu cầu vật phẩm, chỉ đối với Diệp Thần quát to, Diệp huynh chạy mau. Nói xong, liền liều mạng hướng xa xa phi độn đi, vậy cái dung nhập vào hắn mi tâm miếng vảy, điên cuồng hấp thu Trúc Lạnh tinh huyết trong cơ thể và bốn phía ma khí, hiển nhiên Trúc Lạnh vậy sử dụng nào đó kích thích tiềm năng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Trốn, trốn đi nơi nào, vậy dữ tợn ma ảnh đột nhiên mở mắt ra. Phát ra một cái không giống loài người thanh âm, trong thanh âm tràn đầy trâm trọng ý. Thằng nhóc, có vấn đề. Luân hồi mộ địa Tiêu Diêu thần quân hơi biến sắc mặt, cái này thật vô cùng trên đảo lại cất giấu kêu gọi chân ma chi hồn môi giới. Đáng chết này đồ thi triển không phải cái gì hoàn toàn ma hóa, mà là chân chính gọi về một tia chân ma phân hồn phụ thể à. Tiểu tử, chạy mau. Diệp Thần nghe vậy cũng là sắc mặt cuồng biến, trong truyền thuyết vực ngoại chân ma. Diệp Thần nghe vậy, ngay tức thì đi vậy thật ma chỗ ở hướng ngược lại phi đột, đồng thời trong tay nhiều hơn một quả ngọc phù, bây giờ đã không phải là cái ải gì lòng thời điểm khảo hạch, hắn muốn liên lạc với Tử Ngưng tới đây. Nhưng mà, làm hắn đi ngọc phù bên trong rót vào linh lực lúc nhưng phát hiện, cái này truyền tin ngọc phù, lại mất hiệu lực. Tình huống gì à? Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt khó xem. Vậy thật ma khu thể rốt cuộc hoàn toàn thành hình. Hắn nhìn lướt qua Diệp Thần và Trúc Lạnh chui cách phương hướng, tại chỗ suy tư một lát, đi Diệp Thần chỗ chỗ bước đi, ở hắn cảm ứng bên trong, Diệp Thần cảnh giới tuy thấp, thực lực, lại xa xa mạnh hơn Trúc Lạnh, cho nên, hắn trước phải đem Diệp Thần xóa bỏ. Diệp Thần mặc dù không có quay đầu, nhưng là lại đột nhiên một hồi sợ hết hồn hết vía, hắn sắc mặt càng thêm khó coi, hắn biết, đây là có nguy hiểm chí mạng đang đến gần mình lúc thân thể sinh ra cảm ứng, vậy thật ma phân thân. Hướng mình đuổi tới. Hắn vừa đem tốc độ kích thích đến mức tận cùng, hết tốc lực phi đột, một bên ở trong lòng hỏi, Tiêu Diêu thần quân, như ngươi ra tay, có thể chém chết chân ma này phân thân sao? Tiêu Diêu thần quân lần đầu ngưng trọng nói, ta lực lượng đã biến mất quá nhiều, đánh chết hắn cơ hội, cũng không vượt qua 50%. Diệp Thần lòng, ngay tức thì nặng đến đáy cốc, chẳng lẽ, hắn thật muốn chết tại đây thật vô cùng trên đảo? Ngay tại hắn ý niệm vừa mới nổi lên lúc đó, đột nhiên, sau lưng xuất hiện một người vô cùng là kinh khủng hơi thở, Diệp Thần mặt hiện vẻ kinh sợ, thân hình quỷ dị lắc một cái, đi một bên tránh đi, cơ hồ ở hắn mau tránh ra đồng thời, hắn nguyên bản chỗ ở vị trí, ma khí mãnh liệt, lại ngay tức thì đem vậy mảnh không gian hết thảy mất đi. Vậy thật ma phân thân có chút bất ngờ thu tay về, nhìn kịch liệt thở dốc Diệp Thần, nói, trực giác không tệ. Lại có thể tránh thoát ta một kích này, xem ra ngươi tư chất, cho dù lấy chúng ta ma tộc tiêu chuẩn xem ra, cũng là tương đối tốt à. Hắn đột nhiên hiện ra một người vô cùng là kinh tởm nụ cười đối với Diệp Thần nói,
ngươi chớ chạy, ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, ta không giết ngươi, ngươi thân thể, so ta bây giờ cái này cái, muốn giỏi hơn nhiều. Diệp Thần nghe vậy, lại thật đứng lại không nhúc nhích, xoay người lại thẳng ngay vậy thật ma phân thân, lộ ra một cái liều lĩnh nụ cười nói, ngươi xác định có tư cách. Người người này không người quỷ không ra quỷ đồ. Hắn biết, chạy, là tuyệt đối không chạy lại chân ma này. Vậy thật ma phân thân nghe vậy lại hơi sững sờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới loài người này con kiến hôi lại vẫn dám nhục mạ mình, hắn nhìn Diệp Thần, lại vui vẻ cười to đứng lên. Được, có tính cách, ta thích, ngươi nếu có thể dứt qua ma hóa, ta ngược lại là có thể lưu lại thần hồn của ngươi, để cho ngươi trở thành ta bộ hạ. Vừa nói bước chân động một cái, thì phải hướng Diệp Thần đi tới. Diệp Thần chặt chẽ cắn răng, mặt hiện vẻ điên cuồng, trong lòng quát lên, Tiêu Diêu Thần Quân. Động thủ. Tiêu Diêu Thần Quân nghe vậy, thì phải mượn dùng Diệp Thần thân thể ra tay lúc, đột nhiên, Diệp Thần và vậy thật ma, cũng không nhúc nhích. Giữa trời đất, tràn đầy một cái khí tức cường đại. Vậy thật ma phân thân lúc này không để ý Diệp Thần, chợt quay đầu lại. Nhìn chằm chằm chân trời mà đến một đạo thân ảnh, hướng thân ảnh kia một chưởng đánh tới. Mà vậy đạo mới vừa còn ở chân trời bóng người, lúc này, đã tới chân ma này phân thân trước người. Oanh, không gian bể tan tành, hắc động xoay tròn, cường đại năng lượng cuộn sạch thật vô cùng đảo, trên đảo một ít nhỏ yếu sinh linh ngay tức thì chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thần nhìn một kích này, cũng là hô hấp đình trệ, nếu như mới vừa rồi chân ma này phân thân xuất thủ như thế. Mình không dùng tới Tiêu Diêu Thần Quân lực lượng tuyệt không có tránh thoát có thể. Nhưng mà, từ chân trời mà đến đạo thân ảnh kia, nhưng chặn lại cái này hủy thiên diệt địa nhất kích, hắn bóng người lay động, liền lùi mấy bước, bất quá, vậy chỉ như vậy mà thôi. Người đến, lại cũng là 12-18-19, vô cùng là anh Tuấn, nhưng mang một tia nói năng tùy tiện vẻ thanh niên. Trên người hắn ăn mặc một kiện màu vàng nhạt trường bào. Nơi cổ áo thêu cái trong mây tháng văn dạng, người này, lại là Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Vậy nói năng tùy tiện thanh niên đầu tiên là nhìn lướt qua Diệp Thần, gặp hắn cánh tay chân đều không thiếu, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Sư đệ à, ngươi làm cái gì à? Để cho ngươi tới giết cái coi trọng ma rắn, ngươi làm sao cầm chân ma này phân thân cũng lấy ra? Nếu là ngươi vì vậy đã xảy ra chuyện gì? Ta đời này sợ rằng đều phải ở bên trong tông đối diện tường ven núi bên trong vượt qua. Hắn là Huyền Nguyệt Tông trưởng môn thương đêm đệ tử thân truyền, đồng thời cũng là Huyền Nguyệt Tông bí truyền một trong đệ tử, lần này bị thương đêm mệnh lệnh, ở thật vô cùng đảo vùng lân cận giam sát Diệp Thần thực tập, như vậy vậy có thể thấy được thương đêm đối với Diệp Thần coi trọng. Vốn là, hắn thần niệm bao phủ thật vô cùng đảo, âm thầm quan sát Diệp Thần hành động, mặc dù đối với Diệp Thần biểu hiện có chút bất ngờ. Bất quá, vậy không để ở trong lòng, mình chạy đến vùng lân cận vùng biển lịch luyện. Nhưng mà, ngay tại chân ma lúc xuất hiện, hắn đột nhiên phát hiện, mình thần niệm, không cảm ứng được Diệp Thần. Thậm chí không cảm ứng được thật vô cùng trên đảo hết thảy. Hắn trầm tư chốc lát, ở loại bỏ mình đầu óc nước vào có thể sau đó, lập tức chạy tới thật vô cùng đảo, mới vừa vào đảo, liền khôi phục đối với trên đảo cảm ứng. Rất nhanh liền phát hiện Diệp Thần và vậy thật ma phân thân. Thanh niên nói xong, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước người chân ma, trầm giọng nói, tên này rất mạnh, ta sợ rằng cũng không đánh lại hắn, cái này thật vô cùng đảo đã bị hắn lực lượng che giấu, người ở chỗ này không cách nào liên lạc đến đảo bên ngoài người, ta trước kéo hắn, người mau chạy ra ngoài kêu Tử Ngưng sư tỷ tới hỗ trợ. Vậy thật ma phân thân nghe vậy, ánh mắt đảo qua Diệp Thần đột nhiên cảm giác được sát ý. Vậy thật ma hiển nhiên cũng không đoái hoài được đoạt xác Diệp Thần, muốn dẫn đầu đem hắn chém giết. Tà vật, ta mặc dù không đánh lại ngươi, bất quá ngươi ngay trước mặt của ta muốn giết người, có phải hay không quá xem thường người rồi? Vậy nói năng tùy tiện thanh niên trong lúc nói chuyện, cả người đột nhiên tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lại vô cùng là rõ ràng ý vật. Trong nháy mắt, thanh niên này tựa như trở thành một khối thiên địa chủ nhân, hắn quanh thân tản mát ra nhàn nhạt ngân huy. Vậy thật ma phân thân đối với Diệp Thần công kích, lại cái này ngân huy chiếu dọi xuống, ngay tức thì tiêu trừ. Diệp Thần đôi mắt mở to, nhìn phảng phất thần minh giống vậy thanh niên, mới vừa rồi đó là cái gì? Cái loại đó phảng phất vô hình, lại cường đại đến để cho thiên địa khuynh đảo lực lượng, là cái gì? Tiêu Diêu Thần Quân nói, thằng nhóc, đó là thiên địa phép tắc lực lượng,
người sư huynh này không tệ, so giống vậy tạo hóa cảnh võ giả mạnh rất nhiều, có thể ngăn cản chân ma này phân thân, bây giờ, mau rời đi cái này thật vô cùng đảo đi. Diệp Thần lúc này không do dự nữa, đi thật vô cùng đảo bên ngoài cấp tốc phi độn. Vậy thật ma phân thân cảm thụ một cổ thiên địa quy luật trói buộc quanh thân, không thể không cùng trước người thanh niên đối lập, hắn sắc mặt dữ tợn nói, loài người hèn mọn, ngươi dám cản ta. Thú vị, ta sẽ thỏa mãn ngươi, để cho ngươi thể nghiệm cực hạn hành hạ. Vậy Huyền Nguyệt Tông thanh niên cau mày nói, thật xin lỗi, ta đối với người đàn ông, đặc biệt là lớn lên giống như ngươi vậy khó coi, một chút hứng thú cũng không có. Mời ngươi không muốn nói với ta nói lúc sử dụng loại này vô cùng cái ám chỉ ý vị lời nói, sẽ cho người hiểu lầm. Tinh thuần ma khí cùng thanh niên trên người nhàn nhạt ngân huy hung hăng đụng nhau, không gian tựa như đều phải tan vỡ. Mà lúc này, Diệp Thần đang hướng thật vô cùng đảo bên ngoài nhanh bay đi. Hắn cảm thụ một chút ấn đường. Tựa hồ có lực lượng muốn lao ra. Hẳn là ác ma mắt cảm nhận được lực lượng kia. Chỉ là bởi vì một ít hạn chế, ác ma mắt vẫn là không cách nào tỉnh lại. Còn không chờ hắn bay ra đảo bên ngoài, đột nhiên một đạo ma khí phóng lên cao, hướng thật vô cùng đảo bên ngoài bay đi, ngay chớp mắt biến mất ở chân trời. Diệp Thần nhìn vậy đạo ma ảnh hơi sững sờ, chuyện gì xảy ra, mình cái đó đột nhiên xuất hiện sư huynh nhanh như vậy liền thất bại. Một đạo ngân huy, bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Thần bên người, vậy nói năng tùy tiện thanh niên bóng người hiện lên. Lúc này, hắn cả người là máu, sắc mặt thương trắng, nhìn như một bộ sắp chết dáng vẻ. Thanh niên kia lau trên mặt một cái máu, đối với Diệp Thần nói, sư đệ, vậy ma tộc thật là xảo quyệt, lại giả vờ nếu không cố bị thương đuổi theo giết ngươi, để cho ta phân tâm, lúc này cho hắn chạy, bất quá hắn chạy cũng tốt, đánh tiếp nữa ta có thể vậy không chịu nổi, nếu hắn đã rời đi, che giấu hẳn cũng đã biến mất, ngươi mau liên lạc Tử Ngưng tỷ tỷ tới đây. Vừa nói, hắn chợt khạc ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi thật giống như còn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Thanh niên thở hổn hển nói, đúng rồi, thuận tiện kêu nàng mang một quả thánh dược chữa thương cho ta. Nói xong, lại mắt nhắm một cái, ngay tức thì đã hôn mê. Diệp Thần vội vàng tiếp lấy thanh niên, hô, này, sư huynh, người không có sao chứ? Nếu là cái đó chân ma phân thân bây giờ trở về tới làm thế nào à? Gặp thanh niên kia không phản ứng chút nào, Diệp Thần lộ ra tay cảm thụ một phen, khẽ cau mày. Hắn đạt được Lâm Thanh Huyền y đạo, y thuật không thấp, dù là ở linh võ đại lục cũng có tư cách. Nhưng mà, hắn nhưng phát hiện thanh niên này thương thế cũng không có tưởng tượng nặng. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều, nhìn lướt qua vậy thật ma chui cách phương hướng, cấp vội vàng lấy ra ngọc phù, đối với Tử Ngưng nói. Sư tỷ. Tới một chuyến thật vô cùng đảo, trên đảo này xuất hiện một cái chân ma phân thân, còn có một cái sư huynh thương thế rất nặng. Rất nhanh Tử Ngưng liền đi tới thật vô cùng trên đảo, sắc mặt nàng lo lắng nói, Diệp Thần, người bị thương sao? Diệp Thần lắc đầu nói, ta không có sao, bất quá vị sư huynh này. Tử Ngưng gặp Diệp Thần vô sự, thở phào nhẹ nhõm, bất quá rất nhanh, nàng liền kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, người hơi thở. Diệp Thần cười nhạt nói, không việc gì, cái này hai ngày có chút thu hoạch mà thôi. Cho dù Tử Ngưng tư chất vậy tương đương yêu nghiệt, thấy Diệp Thần cái này tu hành tốc độ cũng có điểm không thể tiếp nhận, cái này gọi là có chút thu hoạch sao? Hắn mới đến đây thật vô cùng đảo một hai ngày, trên mình nguy hiểm ý thì càng nồng. Mấu chốt là Diệp Thần hơi thở còn vô cùng là hùng hậu, không có nửa điểm căn cơ bất ổn dáng vẻ, nếu là cái này cũng kêu có chút mà nói. Tử Ngưng cũng không biết cái gì mới tính thu hoạch lớn. Bất quá, nàng dẫu sao tu vi vượt xa Diệp Thần, hỗn nguyên cảnh giới tăng lên được như thế nào đi nữa mau, vậy không tính là chuyện ghê gớm gì, nàng vậy không có hỏi tới Diệp Thần cái gì. Mà là sắc mặt bình thản nhìn lướt qua hôn mê bất tỉnh thanh niên, đột nhiên một cước đá đối phương trên đầu, lạnh lùng nói, chớ giả bộ, mau dậy đi. Diệp Thần thấy vậy khóe miệng giật một cái. Đồng thời khiếp sợ nhìn một cái đang xoa đầu từ dưới đất đứng lên thanh niên. Hắn rốt cuộc rõ ràng mới vừa rồi mình tra xem tại sao sẽ có vấn đề, nguyên lai tên này là chứa. Tử Ngưng đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, người bắt chặt thời gian tiếp tục khảo hạch đi, vì phòng ngừa vậy thật ma trở lại, ta sẽ tạm thời ở lại thật vô cùng đảo vùng lân cận,
ngươi không cần phải lo lắng. Nói xong nàng nhìn lướt qua bên cạnh kim bào thanh niên nói, hừ, trưởng môn lại phái ngươi như thế không đáng tin cậy người phụ trách giám sát, nếu là Diệp Thần lúc ấy xảy ra điều gì không may, ta cũng không tha cho ngươi. Vậy kim bào thanh niên ủy khuất nói, sư đệ đây không phải là không có chuyện gì sao? Diệp Thần nhìn vậy kim bào thanh niên một mắt, cũng là ôm quyền nói, đa tạ sư huynh xuất thủ tương trợ, ta là Diệp Thần, còn không có thỉnh giáo sư huynh tên họ. Thanh niên cười một tiếng nói, Diệp sư đệ không nên khách khí, chức trách chỗ mà thôi, ta kêu Mạnh Hành Vân, ta sư phụ chính là trưởng môn. Diệp Thần nhìn xem thanh niên quần áo trang sức, lại nói, Mạnh sư huynh nhưng mà trong môn bí truyền đệ tử. Mạnh Hành Vân cầm dương lên nói, không sai. Ta cũng là mới vừa từ thần hỏa học viện tốt nghiệp, trở lại trong môn. Diệp Thần gật đầu một cái, đồng thời thầm kinh hãi, cái này thần hỏa học viện quả nhiên không giống vật thường, Mạnh Hành Vân không tới 30 tuổi, lại thì có như vậy tu vi, một mặt dĩ nhiên là Mạnh Hành Vân thiên phú hơn người, nhưng là, mặt khác vậy có thể thấy được thần hỏa học viện thực lực, có thể dạy đạo ra Mạnh Hành Vân như vậy đệ tử, tự nhiên không đơn giản. Hắn đối với cái này thần hỏa học viện, vậy càng hiếu kỳ hơn. Sau đó, Tử Ngưng và Mạnh Hành Vân đi đến Trắng Kha đã từng lâu quá cái huyệt động kia bên trong kiểm tra một lần, phá hư hết trong huyệt động trận pháp và kêu gọi chân ma phân hồn môi giới, lại đang trên đảo tìm tòi một phen, xác định không vấn đề gì sau đó, liền rời đi Thật Vô Cùng Đảo. Rời đi Thật Vô Cùng Đảo sau đó, Tử Ngưng và Mạnh Hành Vân đứng ở Thật Vô Cùng Đảo bầu trời chỗ, khổng lồ thần niệm bao trùm dù sao cũng bên trong. Nhưng chút nào không cảm ứng được vậy thật ma phân thân tung tích. Bất quá, Tử Ngưng bây giờ vậy không tâm tư đi tìm vậy thật ma, nàng một đôi mắt đẹp mở to, nhìn Mạnh Hành Vân nói, người nói gì sao? Diệp Thần ở trên đảo đánh bại hai cái hợp đạo cảnh trung kỳ ma đạo võ giả. Mạnh Hành Vân gật đầu nói, đúng vậy, Diệp sư đệ thực lực hơn người, có ta năm đó phong độ à, vậy cái thứ hai ma tu mặc dù là hợp đạo cảnh trung kỳ, bất quá thực lực ngược lại cũng không yếu. Ở nơi này thật vô cùng trên đảo có thể chạm tới hợp đạo cảnh tầng 7 thiên trình độ đi. Hắn đối với Diệp Thần ở thật vô cùng trên đảo cử động nhưng mà rõ ràng, thật vô cùng trên đảo mặc dù đối với thần niệm nhất định có áp chế, nhưng là đối với Mạnh Hành Vân như vậy tu vi, lại có siêu cường thần niệm võ giả mà nói, ngược lại không phải là vấn đề quá lớn. Hơn nữa, Diệp Thần trên người có thương đêm chồng dấu vết, Mạnh Hành Vân tự nhiên có thể không tốn sức chút nào cảm giác được Diệp Thần tung tích. Tử Ngưng nghe vậy, trên gương mặt tươi cười lộ ra một vô cùng là nụ cười động lòng người, xem ra mình vẫn là có chút xem nhẹ Diệp Thần, cho dù cái này thực tập điều kiện vô cùng là hà khắc, vậy còn không làm khó được Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần nhẹ thở một hơi, lần này, coi như là hữu kinh vô hiểm, bất quá, hắn vậy thật sâu cảm thấy thực lực mình chưa đủ. Đó bất quá là chân ma một tia phân hồn, vẫn là mượn dùng Trắng Kha thân thể không lành lặn phủ xuống. Thực lực có thể liền bản thể một phần vạn cũng chưa tới, nhưng dù vậy, vậy thật ma phân thân cũng có trong nháy mắt giết Diệp Thần lực lượng. Hắn bây giờ 6 cái thần vương đạo khép kín, không cách nào vận dụng. Vậy cũng lấy dẫn động đại năng lại là một quái tính tình. Ác ma mắt vậy thuộc về ngủ say. Lá bài tẩy cuối cùng quá ít. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái này linh võ đại lục nguy cơ trùng trùng, hắn nhất định phải nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Nếu không, cho dù là hắn vậy rất có thể sẽ chết. Dưới mắt tăng lên thực lực tiện lợi nhất, chính là muốn biện pháp tỉnh lại ác ma mắt. Ác ma mắt nếu như là tỉnh lại, cái này thật vô cùng đảo hết thảy, nói không chừng cũng có thể là hắn sử dụng. Hắn lại càng không sợ hãi vậy thật ma. Hắn nghĩ tới điều gì, lấy ra được từ Trắng Kha vậy cái canh kim, trên mặt lộ ra đậm đà nụ cười, từ luyện hóa canh kim khí sau đó. Hắn đã có thể rõ ràng phân biệt ra canh kim phẩm cấp, cái này một miếng nhỏ canh kim giữ phẩm chất phân là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm 4 cái đẳng cấp, mỗi một đẳng cấp lại phút, liệt các loại, bên trong các loại, cao cùng 3 tầng thứ. Trước hắn luyện hóa bất quá là cấp thấp nhất cấp thấp liệt cùng canh kim, mà hắn hiện ở trong tay khối này, chính là cấp thấp cao cùng canh kim, hơn nữa khối này canh kim tính, là trước hấp thu 10 lần trở lên. Cái này canh kim nếu như cầm đi giao dịch, tuyệt đối cũng có thể đổi được một khoản khó có thể tưởng tượng tài sản. Khó trách, vậy Lâm Dương biết rõ cái này thật vô cùng đảo như vậy nguy hiểm, Trắng Kha lại có cường đại như vậy thực lực,
vẫn là vì cái này canh kim mạo hiểm đến trên đảo đuổi giết Trắng Kha. Diệp Thần nhìn một hồi vậy miếng nhỏ canh kim, liền đem chi thu hồi, không gấp trước luyện hóa, mà là lấy ra một quả ngọc phù, liên lạc Trúc Lạnh, hắn không phải nói không giữ lời người, nếu có cỡ tại trước, Trúc Lạnh thứ cần hắn sẽ cho hắn. Rất nhanh, Trúc Lạnh liền tìm được Diệp Thần, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, không khỏi đôi đôi nở một nụ cười. Trúc Lạnh cười nói, Diệp huynh, ngươi thật là chân thần chuyển thế à, vậy thật ma phân thân lúc ấy hẳn là đuổi theo ngươi đi chứ. Ngươi lại vẫn có thể sống sót. Hơn nữa, vậy thật ma phân thân lại còn rời đi cái này thật vô cùng đảo. Trúc Lạnh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hắn linh thể vẫn là cảm ứng được vậy thật ma và Mạnh Hành Vân giao thủ chập chờn, mơ hồ có một ít suy đoán, hắn vốn là dự định trực tiếp trốn về tông môn, nhưng mà thấy vậy thật ma rời đảo sau đó, ngược lại không dám tùy tiện đi ra thật vô cùng đảo. Diệp Thần đem phát sinh chuyện sơ lược nói một lần, lúc này Trúc Lạnh mới biết Diệp Thần thân phận, khiếp sợ nhìn Diệp Thần nói, khó trách Diệp huynh thực lực cường hãn như vậy, lại là Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Diệp Thần bây giờ còn chưa có ăn mặc Huyền Nguyệt Tông quần áo trang sức, cho nên ban đầu Trúc Lạnh và Lâm Dương các người cũng không có nhận ra. Diệp Thần cầm Trắng Kha túi đựng đồ vứt cho Trúc Lạnh nói, vật ngươi cần, tự cầm đi thôi. Trúc Lạnh vui mừng, từ trong túi đựng đồ lấy ra một quả trong suốt tinh thạch, tay hắn chỉ ma sát cái này cái tinh thạch thở dài nói. Vốn là, cái này cái tinh thạch là ta vị kia bị Trắng Kha đánh chết sư huynh vật. Ta nguyên bổn đã và hắn ước định giao dịch tốt điều kiện, ta cũng nghĩ biện pháp lấy được hắn thứ cần, vốn dự định từ bí cảnh đi ra, trở lại tông môn sau liền giao cho hắn, nhưng mà, hắn nhưng lại cũng không có cơ hội trở lại trong môn. Diệp Thần hơi yên lặng, đây chính là Linh Võ Đại Lục, một cái mạnh ăn hiếp yếu tàn khốc thế giới, không có cái gọi là công bằng, có, chỉ có thực lực trên hết. Hắn nhìn cái này cái tinh thạch, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Trúc Lạnh cười nói, đây là địa tiên đá, vậy coi là một loại vô cùng là hiếm thấy linh tài, có rất nhiều công dụng, đối với ta như vậy có xem linh thể võ giả mà nói, giá trị lại xa xa vượt quá nơi này. Diệp Thần gật đầu một cái, đất này tiên đá tại Trúc Lạnh, giống như canh kim đối với Diệp Thần giá trị vậy. Trúc Lạnh nhận lấy địa tiên đá, đem túi đựng đồ vẫn còn cho Diệp Thần, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, còn có một việc, ta muốn mời Diệp huynh hỗ trợ. À, ngươi nói một chút xem, hắn bây giờ cùng Trúc Lạnh cũng coi là có chút giao tình, Trúc Lạnh nhân phẩm, Diệp Thần vẫn là công nhận, giúp hắn chút ít việc, cũng không thể. Trúc Lạnh nói, ta chín sát ma môn chỗ, cách đây thật vô cùng đảo không xa, ngươi cũng biết, vậy thật ma phân thân rời đảo sau cũng không biết đi nơi nào, chính ta một người cũng không dám tùy tiện rời đảo. Mà bởi vì cái này Trắng Kha chuyện, có chút phức tạp. Lại không thể liên lạc trong môn trưởng bối tới đây, cho nên, ta muốn cùng Diệp huynh kết thúc thực tập sau đó, có thể phiền toái Huyền Nguyệt Tông tiền bối, đưa ta trở lại tông môn mà. Diệp Thần nghe vậy mỉm cười nói, chút chuyện nhỏ này, tự nhiên có thể. Đáp ứng Trúc Lạnh sau đó, Diệp Thần ở Trúc Lạnh linh thể dưới sự giúp đỡ tìm được một nơi thích hợp bế quan hang động, hắn bây giờ trước phải đem người điều chỉnh đến trạng thái tột cùng, bắt đầu luyện hóa khối kia cấp thấp cao cùng canh kim. Hơn nữa, hắn muốn thử một lần, có thể hay không tỉnh lại ác ma mắt. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở trong huyệt động, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang tràn ra, cả người khí thế bức người, lúc này không do dự nữa, lấy ra canh kim, bắt đầu luyện hóa. Từng luồng tơ vàng từ canh kim bên trong phân ra, dung nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Một bên luyện hóa, Diệp Thần còn một bên tra xét ác ma mắt trạng thái. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt mi tâm vậy đạo lực tính ở phun trào. Tựa như chuẩn bị lao ra. Nhưng mà, một cổ càng lực lượng mạnh ở áp chế. Ngay tại Diệp Thần tâm vô bàng vụ đang lúc, một đạo hài hước thanh âm đột nhiên từ luân hồi mộ địa vang lên. À, canh kim, mặc dù cấp bậc thấp chút, nhưng vậy giá trị văn hoa, như vậy vật, lại bị ngươi lấy được. Không đúng, ngươi khí tức trên người vậy hiện lên một tia canh kim khí. Lại là khối thứ hai, khí vận ngược lại không tệ. Đang luyện hóa Diệp Thần nghe được cái này thanh âm hơi ngẩn ra, bởi vì thanh âm này đến từ luân hồi mộ địa tòa kia có thể dẫn động mộ bia. Cố nhiên có thể dẫn động, nhưng là vậy đại năng căn bản không có đi ra ngoài dự định. Cực kỳ cao ngạo. Hơn nữa, Diệp Thần rõ ràng,
có thể để cho luân hồi mộ địa đại năng và ác ma mắt đồng thời cảm thấy hứng thú canh kim, tất nhiên so tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ngươi như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Còn nữa, nghe ngươi giọng, không phải tới từ Côn Lôn hư. Diệp Thần nói. Rất nhanh, vậy mộ bia bên trong truyền tới một đạo thanh âm nhàn nhạt, Côn Lôn hư. Ta cũng không phải là Côn Lôn hư, những phế vật kia có thể coi như nhau. Lời này vừa nói ra, Chu Diệt Thần Quân, Tiêu Diêu Thần Quân, Chín Vũ Thần Quân trên mặt cũng thoáng qua một đạo tức giận. Nhưng là rất nhanh, tức giận biến mất. Bởi vì bọn họ rõ ràng, bàn về bản thể lực lượng, căn bản không phải thanh âm kia đối thủ. Thần niệm cũng giống như nhau đạo lý. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng mở miệng nói, bọn họ mấy vị đều là ta sư tôn, ngươi không cho phép làm nhục, ngươi như lại làm nhục, cuộc đời này đừng hòng bước ra luân hồi mộ địa nửa bước. Ta là luân hồi mộ chủ, ngươi hẳn biết ta có năng lực này. Uy hiếp trắng trợn. Nghe được câu này, luân hồi mộ địa ba vị thần quân cũng trải qua một đạo ấm áp. Bọn họ không hối hận cho Diệp Thần lực lượng. Đồng thời, tòa kia có thể dẫn động mộ bia nhưng lâm vào yên lặng, không biết là sợ Diệp Thần, còn chưa thoải mái Diệp Thần hành vi. Diệp Thần cũng không dự định để ý, hắn thành tựu luân hồi mộ chủ, còn không tin vậy mộ bia ở giữa đại năng không ra. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục luyện hóa canh kim thời điểm, ấn đường nóng bỏng cảm giác cực kỳ đậm đà. Nhưng mà, cuồng bạo ma khí cuộn sạch toàn thân. Diệp Thần trong lòng vui mừng, cảm giác này, là ác ma mắt cảm giác. Ngươi thức tỉnh. Diệp Thần hướng về phía không khí nói một câu, nhưng mà không có bất kỳ trả lời. Ngay tại Diệp Thần lấy là mình suy nghĩ nhiều thời điểm, một đạo tựa như đến từ cửu u thanh âm đột nhiên vang lên. Cho ta một số canh kim. Ngươi ở địa phương đó ma khí đậm đà, nếu như ta luyện hóa một số, đối với ta cũng có nhất định khôi phục. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, liền là tới từ ác ma mắt. Quả nhiên, canh kim có thể thức tỉnh tên này. Được. Diệp Thần lời nói rơi xuống, hắn ấn đường đột nhiên bắn ra một đạo ma quang. Ma quang bên trong, phảng phất là một con xuyên thấu cửu u địa ngục ánh mắt. Sau đó, một con ma thủ đưa ra ngoài, bắt được vậy canh kim. Rắc rắc, một tiếng. Phần lớn canh kim đều bị cướp đi. Chỉ để lại một phần nhỏ cho Diệp Thần. Nhưng mà Diệp Thần không có bất kỳ như đưa đám, hắn cảm thụ qua ác ma mắt lực lượng. Ác ma mắt giá trị vượt xa canh kim. Thằng nhóc, trên đảo này ma khí dày đặc, thích hợp ta khôi phục, hơn nữa cái này canh kim, muốn không được bao lâu ta là có thể hoàn toàn tỉnh lại, thậm chí khôi phục một số bản thể lực. Ta tuy là ma, nhưng không phải ma tộc những tiểu bối kia chi lưu. Ân tình của ngươi ta sẽ trả lại cho. Còn nữa, cảm ơn. Ác ma mắt nói xong cảm ơn hai chữ, liền hoàn toàn yên lặng. Giờ khắc này, Diệp Thần phát hiện, ác ma mắt sợ rằng so một ít chánh đạo cường giả đều phải hiên ngang lẫm liệt hơn. Xem ra ma tộc, cũng không phải tất cả mọi người đều là người xấu. Được rồi, ác ma mắt sự việc coi như là giải quyết, chỉ còn lại như thế một phần nhỏ canh kim, luyện hóa một chút đi. Hiệu quả có thể không mạnh, nhưng tóm lại vẫn có chút dùng. Mấy giờ sau đó, động đột nhiên bộc phát ra vô cùng là nhức mắt kim quang, một tiếng thét dài vang lên, phảng phất hổ gầm, một lát sau, kim quang dần dần bắt đầu ngưng, Diệp Thần từ trong huyệt động đi ra, đầy mặt vẻ vui mừng. Mặc dù hắn tu vi vẫn là hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên, hơi thở nhưng cường đại hơn thêm. Diệp Thần nắm chặt quyền, trên nắm tay tản mát ra khá là đậm đà kim quang. Lấy hắn bây giờ canh kim khí cường độ, lại dùng kim sát một đao chém, cho dù là trắng kha, cũng không cách nào tiếp hắn một đao mà không bị tổn thương. Hắn thậm chí không cần dùng được ba đao chém liên tục, cũng đủ để đánh bại trắng kha. Trừ canh kim khí ra, mặt khác, hắn thể xác, lại cường đại mấy phần. Bây giờ hắn tiện tay một quyền, đều tựa như cự thú viễn cổ lực, hơn nữa, hắn thân xác cứng cáp hơn. Sợ rằng cũng có thể lấy thân thể cứng rắn hãn hợp đạo tiên khí. Vĩnh Hằng Thánh Vương cho ta máu tươi và thần ma luân hồi quyết, quả nhiên nghịch thiên. Nếu để cho hắn đầy đủ canh kim, thật là không cách nào tưởng tượng. Một mực không lên tiếng Chu Diệt Thần Quân nói, thằng nhóc, đừng quá đắc ý, bên trong cơ thể ngươi viễn cổ hung thú số lượng máu tươi quá thiếu, có thể hấp thu canh kim khí cũng là có hạn,
hơn nữa cái này cấp thấp canh kim, có thể tăng lên thân thể trình độ, vậy rất có hạn. Diệp Thần nghe vậy cười một tiếng, dù vậy, lấy hắn bây giờ thực lực, chắc đủ để ung dung chiến thắng vậy coi trọng ma rắn, dẫu sao, coi trọng ma rắn bên trong tương đối cường đại tồn tại, vậy thì tương đương với trắng kha mà thôi. Trúc Lạnh vốn là đang là Diệp Thần hộ pháp, lúc này thấy Diệp Thần quanh thân tản mát ra hơn nữa đậm đà canh kim khí lúc, cho dù nguyên vốn là có suy đoán, lúc này vẫn là không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ. Lại thật sự có loài người có thể chiếm đoạt canh kim cho mình dùng. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Canh kim khí liền phẩm chất thiếu chút nữa tiên khí đều không cách nào chịu đựng, hơn bá đạo có thể tưởng tượng được, mà Diệp Thần lại có thể đem cái này canh kim khí luyện hóa nhập trong kinh mạch tự nhiên vận dụng. Hắn không khỏi nghĩ tới vậy liên quan tới viễn cổ hung thú truyền thuyết, chẳng lẽ Diệp Thần huyết mạch và xa như vậy cổ hung thú có liên quan? Diệp huynh, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Trúc Lạnh cười khổ nói, và Diệp Thần ở chung một chỗ chân thực quá đả kích người. Diệp Thần nói, Trúc huynh, ngươi có thể cảm ứng được phụ cận đây có hay không coi trọng ma rắn hơi thở sao? Trúc Lạnh nhắm mắt cảm ứng một phen nói, quả thật có một con coi trọng ma rắn hơi thở. Vân vân, cái này ma rắn hơi thở có chút cổ quái. Không cùng Trúc Lạnh nói xong, Diệp Thần liền lấy ra mê rắn thơm, linh lực một thúc dục. Trong tay mê rắn thơm lập tức hóa thành nhiều lần khói xanh, phiêu tán hướng bốn phía. Đây là, Diệp Thần mới quay đầu hướng Trúc Lạnh nói, người mới vừa nói cái gì? Trúc Lạnh đang chuẩn bị trả lời, cách đó không xa lại đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, bụi bặm đầy trời, nổ ầm không ngừng. Khí thế kinh khủng thậm chí để cho Diệp Thần cảm thấy ý định giết người. Cực kỳ sát cơ lạnh như băng. Diệp Thần hướng cái hướng kia nhìn. Nhưng gặp một con thân thể khổng lồ, cả người đen nhánh miếng vảy, một đôi mắt xanh lóe lên âm lãnh tia sáng rắn lớn hướng chỗ ở mình vị trí nhảy lên tới, chính là coi trọng ma rắn. Bất quá, cùng giống vậy coi trọng ma rắn không cùng, cái này coi trọng ma rắn chẳng những thân thể to lớn hơn nữa, trên đầu còn dài hơn một cây một sừng. Diệp Thần nghi ngờ nhìn cái này ma rắn, coi trọng ma rắn có sừng dài sao? Chu Diệt Thần Quân nói, đây không phải là giống vậy ma rắn. Tiêu Diêu Thần Quân chau mày, hồi lâu không nói một lời, cuối cùng mới nhẹ ồ nói, lại là một con loại biến dị. Loại biến dị? Tiêu Diêu Thần Quân tiếp tục nói, một ít yêu thú ma thú hoặc là huyết mạch biến dị, hoặc là bộ phận phản tổ, liền sẽ thay đổi là cùng đồng loại có chút bất đồng dị chủng, những thứ này dị chủng thường thường cũng so đồng loại càng cường đại hơn. Diệp Thần cảm thụ vậy coi trọng ma rắn so với trắng kha cường đại hơn rất nhiều hơi thở, không khỏi mặt lộ một tia thị huyết nụ cười. Không biết cái này biến dị ma rắn, có phải hay không so huyết văn ma cá xấu hơn nữa món ăn ngon đâu. Tiêu Diêu Thần Quân liếc một cái Diệp Thần, nói thằng nhóc, vượt ma thú cường đại tự nhiên càng tốt ăn, hơn nữa, loại biến dị vậy sẽ có đặc biệt thần thông, người ăn nó, nói không chừng cũng có thể được một ít không tưởng được thu hoạch. Diệp Thần cười một tiếng, trường đao vào tay, lúc này nghênh hướng vậy coi trọng ma rắn, giơ tay lên chém ra một đạo kim sát chém, hình hổ gầm thét, người hổ lên tản mát ra mãnh liệt kim quang, vô cùng là nhức mắt. Trúc Lạnh thấy vậy sắc mặt đại biến, Diệp Thần lại trở nên mạnh mẽ. Hắn vốn là có chém chết trắng kha thực lực, bây giờ lại mạnh. Vậy coi trọng ma rắn lưỡi rắn nhập vào xuất ra. Nó vốn là cảm ứng được một loại đối với mình tràn đầy sức dụ dỗ mùi thơm, tới tìm tòi kết quả, nhưng mà mới vừa đến chỗ này, đâm đầu vào nhưng là một đạo liền nó đều cảm thấy nguy hiểm màu vàng đao mang. Bất quá, coi trọng ma rắn một đôi rắn trong mắt lóe lên vẻ độc ác, gắt gao nhìn chằm chằm trước người nhỏ bé bóng người, không có nhượng bộ chút nào, trên đầu nó một sừng đột nhiên ngưng tụ ra chấm lam quang. Âm một tiếng. Một đạo thương màu xanh ra trời lôi hỏa từ một sừng lên phát ra, đụng vào Diệp Thần màu vàng đao mang lên, lại đôi đôi mất đi. Diệp Thần thấy vậy, cũng là sắc mặt hơi kinh ngạc, cái này lôi hỏa, thật là mạnh, lại xa xa mạnh hơn huyết văn ma cá sấu huyết diễm. Xem ra, cái này dị chủng coi trọng ma rắn, còn thật không phải là dễ dàng đối phó như thế. Vậy ma rắn nhất kích triệt tiêu Diệp Thần đao mang, lại không có tiếp tục thi triển lôi hỏa. Muốn đến cái này thần thông đối với nó mà nói cũng không thể liên tục sử dụng, hoặc là tiêu hao khá lớn. Toàn thân nó bắp thịt co rúm lại căng thẳng đến cực hạn, toàn bộ thân rắn tựa như cũng co lại gấp đôi, rồi sau đó chợt thân hình một khuất, bắn ra,
mặt đất chấn động, thân rắn lại ngay tức thì bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh, như một cây dáng vóc to màu đen vũ tiễn vậy, hướng Diệp Thần bắn tới. Một bên Trúc Lạnh thấy vậy sắc mặt nhỏ trắng, hắn vốn là đối với Diệp Thần thực lực vô cùng có lòng tin, có thể thấy cái này dị chủng ma rắn sau đó, hắn vậy không dám khẳng định Diệp Thần có thể thủ thắng. Thật là nhanh. Diệp Thần thấy vậy hơi kinh ngạc, thân thể động một cái liền phải tránh. Có thể vậy ma rắn ở giữa không trung lại thân thể lắc một cái, theo dõi Diệp Thần đánh tới, Diệp Thần hơi biến sắc mặt, khoảng cách quá gần, lúc này né tránh đã không kịp, đành phải toàn lực kích thích Thiên Lân Khải chống cự. Thiên Lân Khải lên ánh sáng bạc lớn thả, cùng đầu rắn lên hắc khí cuồn cuộn một sừng đụng vào nhau, phát ra thanh âm chấn thiên vang lớn, vậy đoàn bọc Diệp Thần ánh sáng bạc cũng bị đụng được thật to dao động, đổ bay ra. CMN, Diệp Thần mắng một tiếng, cái này dị chủng ma rắn mới vừa rồi nhất kích, đã đạt tới hợp đạo hậu kỳ võ giả toàn lực xuất thủ trình độ, lại dung chuyển Thiên Lân Khải phòng vệ, vì ngăn cản một kích này, Diệp Thần trả giá rất lớn. Bất quá, vậy ma rắn phát ra sau một kích này, lại không có tiếp tục truy kích, mà là thân thể hơi phập phồng, điên cuồng hấp thu trong không khí ma khí, xem ra, một kích này đối với cái này dị chủng ma rắn tiêu hao và gánh vác cũng là không nhỏ, không thể liên tục thi triển. Luân hồi mộ địa long ngâm liền liền, huyết long dường như muốn lao ra. Dẫu sao ở long trước mặt, ma rắn lại coi là cái gì? Nhưng mà, Diệp Thần vẫn là ngăn cản. Dẫu sao hắn và Thương Đêm khế ước lên rõ ràng viết, không thể vận dụng lực lượng bên ngoài, chỉ có thể dựa vào mình. Hắn cũng không muốn vi ước. Diệp Thần nhìn vậy ma rắn, cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ đến phiên ta. Hắn linh lực phun trào, cấp tốc bay về phía coi trọng ma thân rắn trước, đồng thời thi triển ra chân linh đổi. Phi hành bên trong, Diệp Thần hai tay cầm trường đao, giơ qua đỉnh đầu, giận quát một tiếng, toàn lực chém ra một đao, tiếng hổ gầm dậy, đao ý uy nghiêm, kim quang chói mắt, huyết diễm lượn lờ, uy thế vô cùng. Vậy ma rắn thấy vậy, lại không tránh không tránh, coi trọng bên trong hung quang hào phóng, lần nữa kéo căng thân thể. Đồng thời, đỉnh đầu một sừng sáng lên chấm lam quang, lôi hỏa bay lên, chung quanh thực vật nhưng vẫn dấy lên tới, ở thân rắn co rút lại đến mức tận cùng lúc đó, cũng chính là Diệp Thần đao thế buông xuống đang lúc, ầm một tiếng, ma rắn dưới người đất đai bể tan tành, hướng Diệp Thần bắn tới. Mà Diệp Thần toàn lực ra tay dưới, không có dư lực kích thích Thiên Lân Khải, lại muốn cùng cái này ma rắn liều mạng nhất kích. Kim quang lam hỏa làm bạn, thiên địa mất đi. Cường đại năng lượng bộc phát ra, Diệp Thần và ma rắn vị trí hiện thời, ngay tức thì dâng lên một đóa mây hình nấm, hai người quanh thân vạn vật mất đi. Trúc Lạnh sắc mặt cuồng biến, sử dụng vậy cái kỳ dị miếng vảy, ngay tức thì dung nhập vào mình ấn đường, ma khí lăn lộn, đem mình bảo vệ ở trung tâm. Diệp Thần cùng ma rắn giao thủ sinh ra dư âm, đều đang cần hắn toàn lực ngăn cản. Trên bầu trời, Tử Ngưng và Mạnh Hành Vân cũng là sắc mặt hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần, đặc biệt là Tử Ngưng. Diệp Thần lúc nào đổi được mạnh như vậy? Rõ ràng cách hắn chém chết Vàng Sán còn không có đi qua bao lâu, Diệp Thần thực lực, không ngờ lật gấp mấy lần. Mạnh Hành Vân vậy ánh mắt liền tránh, hắn biết, Diệp Thần lại trở nên mạnh mẽ. Rốt cuộc, dư âm tan hết. Hiện ra Diệp Thần và coi trọng ma rắn bóng người. Diệp Thần lúc này phối hợp thân máu tươi, cho dù ăn mặc Thiên Lân Khải, trước ngực vẫn bị lôi hỏa nổ tung một cái lỗ hổng lớn, vết thương chỗ nám đen một phiến, đổi thành phổ thông võ giả, sợ rằng đã sắp chết, mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá Diệp Thần mặc dù hơi thở rối loạn, miệng to thở dốc, nhìn như, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Hắn nhìn chằm chằm trước người ma rắn, đầy mắt là máu cùng tàn khốc. Nếu như Diệp Thần coi như là trọng thương, cái này ma rắn xa xa so hắn thảm hại hơn. Trước mắt coi trọng ma rắn, một cây một sừng bị Diệp Thần từ trong bổ ra, to lớn đầu rắn bị Diệp Thần chém ra một vết thương từ đỉnh đầu kéo dài đến chóp mũi, máu tươi như thác vải vậy từ trong chảy ra, vết thương cực sâu, đã mơ hồ thấy trong đó bị Diệp Thần chém được bể tan tành rắn não. Vậy dị chủng coi trọng ma rắn, nằm ở, hơi thở suy yếu, mắt xem liền không sống nổi. Diệp Thần khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh như băng ý, một đao chém về phía coi trọng ma rắn thất thốn chỗ hiểm. Lại trực tiếp đem toàn bộ đầu rắn chém được nghiền. Diệp Thần thấy vậy, nhẹ thở ra một hơi, cái này dị chủng ma rắn,
quả thật khó đối phó à, khá tốt hắn ăn mặc thiên lân khải, cho dù không có kích thích, chất liệu bản thân cũng có rất mạnh phòng vệ năng lực, nếu không, hắn có thể sẽ tổn thương được nặng hơn. Nhưng ngay khi Diệp Thần hơi buông lỏng lúc đó, Tiêu Diêu Thần Quân lại đột nhiên quát lên, tiểu tử. Cẩn thận! Diệp Thần nghe vậy, trong trực giác cảm ứng được một cổ vô cùng là nguy hiểm hơi thở từ phía sau tấn công tới, cơ hồ là theo bản năng hướng một bên né tránh, vội vàng gian miễn cưỡng kích thích ra thiên lân khải một tia uy năng. Ầm một tiếng nổ vang. Diệp Thần mặc dù theo bản năng né tránh, lại không có thể hoàn toàn né tránh, hắn nhìn xem ngang hông vết máu. Ở miễn cưỡng kích thích một tia thiên lân khải phòng vệ dưới tình huống, chỉ là hơi cọ sát, liền cho mình tạo thành to lớn như vậy tổn thương, có thể gặp một kích này có đáng sợ dường nào. Hắn ăn vào một quả bảo đan thuốc, hít sâu một hơi, điều hòa hơi thở. Chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mặt chỉ có một người lớn nhỏ, đỉnh đầu độc giác coi trọng ma rắn, dư quang khóe mắt quét về phía trên mặt đất vậy cái thây rắn, lúc này, con rắn kia thi lại hóa thành màu xám trắng, theo gió tiêu tán. Đây là tình huống gì? Diệp Thần đều có chút bối rối, đây là lột da sao? Cởi cái da còn có thể chết mà sống lại. Tiêu Diêu Thần Quân nói, cái này ma rắn ngược lại có chút tư chất, lại thức tỉnh tương tự cấp thấp thần lột xác thuật. Đó là cái gì? Diệp Thần kỳ quái nói. Tiêu Diêu Thần Quân nói, tương tự Phượng Hoàng Niết Bàn năng lực giống nhau, có chút chủng tộc chỉ cần còn có một hơi thở ở đây, liền có thể lột da tới phục hồi như cũ. Bất quá có một ít tác dụng phụ và hạn chế, loại này thần thông thường gặp tại một ít cao đẳng rắn giao loại sinh linh. CMN, Diệp Thần kinh dị nhìn trước mắt nhỏ vô số lần coi trọng ma rắn, đây không phải là giết không chết sao? Tiêu Diêu Thần Quân cười nói, đầu này con rắn nhỏ lột da thấp hơn cùng được hơn, đã không cách nào sử dụng, hơn nữa, lột da sau đó nó cũng không phải khỏe hẳn trạng thái, mới vừa rồi một kích kia đã tiêu hao nó hơn phân nửa lực lượng. Người bây giờ có thể đem nó ung dung đánh bại. Diệp Thần nghe vậy, không do dự nữa, hơi thở phong tỏa, ánh đao liền tránh, trực tiếp đem vậy một người lớn nhỏ dị chủng coi trọng ma rắn chém thành đếm đoạn. Rồi sau đó, Diệp Thần lại không có lập tức thu đao, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm vậy cái thây rắn, xác nhận cái này coi trọng ma rắn đã chân chính chết đi sau đó, mới đưa trên đất máu rắn thây rắn thu hồi, cũng lấy ra nó yêu đan. Ở Diệp Thần thu đao đồng thời, Tử Ngưng liền lập tức xuất hiện ở hắn bên người, cau mày nhìn Diệp Thần trên mình kinh người vết thương, vội la lên, Diệp Thần, ngươi như thế nào? Diệp Thần sắc mặt có chút thương trắng, mỉm cười nói, chút thương nhỏ này, không coi vào đâu, đúng rồi, sư tỷ, ta có người bạn là chín sát ma môn đệ tử, vậy thật ma phân thân có thể vẫn còn ở vùng lân cận, có thể hay không đưa hắn trở lại tông môn? Tử Ngưng do dự mấy giây. Vẫn là gật đầu nói, tự nhiên có thể. Mặc dù ma môn đệ tử, nàng không nên ra tay. Nhưng là nếu là Diệp Thần bằng hữu, nàng vẫn là cho Diệp Thần mấy phần mặt mũi. Diệp Thần cười một tiếng, thì phải mang chút lạnh tới đây gặp nhau, có thể hắn mới vừa xoay người, liền sắc mặt biến đổi, trước mắt tối sầm mất đi ý thức. Tử Ngưng đỡ té xỉu Diệp Thần, chau mày dò xét Diệp Thần trạng thái. Xác định hắn không có gì đáng ngại sau mới hơi thở phào nhẹ nhõm, đi Diệp Thần trong miệng đút vào một viên đan dược sau đó, liền dẫn hắn và Trúc Lạnh lên phi thuyền. Nhưng mà, ngay tại phi thuyền vừa muốn mở lúc đó, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Tử Ngưng ngẩn ra, sư đệ, ngươi vì sao tỉnh lại nhanh như vậy? Vừa mới lên đường, Diệp Thần gặp phi thuyền còn không có khởi động, dài hô một hơi, vội vàng đứng lên, sư tỷ, chân thực ngại quá. Ta bây giờ vẫn không thể hồi Huyền Nguyệt Tông, ta muốn đi một chuyến vùng lân cận Thiên Vũ Thành. Có bạn ở chờ ta, muốn không được bao lâu. Tử Ngưng khẽ cau mày, bất quá nàng vậy nhớ lại mới vừa tới nơi này thời điểm, Diệp Thần tựa hồ đề cập tới một miệng. Đã như vậy, ta trước hết cầm bạn ngươi đưa đi, đến lúc đó ngày qua võ thành đón ngươi. Ngươi cũng không muốn lãng phí sư tỷ quá thời gian dài. Diệp Thần gật đầu một cái, được. Hắn không biết Kỳ Lâm và Lương Tuyết Nguyệt như thế nào, nếu nơi đây đến gần, hắn vẫn còn đi xem. Còn như bánh xe hồi Huyền Bia, gấp cũng không gấp được. Diệp Thần cáo biệt Tử Ngưng, một thân một mình đi tới Thiên Vũ Thành. Còn chưa bước vào, hắn liền trước thời hạn dùng đưa tin vật liên lạc Lương Tuyết Nguyệt. 5 phút sau đó, một đạo màu xanh bóng dáng ngay tức thì hướng Diệp Thần vào tới.
chính là Kỷ Lâm. Kỷ Lâm một cái nhảy đến Diệp Thần trên mình, hai chân ôm Diệp Thần eo, đôi thu vòng ở Diệp Thần cổ, giống như gấu koala vậy. Diệp Thần, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta mau nhàm chán chết. Mấy ngày nay, Lương Tuyết Nguyệt đều không cho phép ta rời đi gian nhà nửa bước, chỉ có thể tu luyện, quá nhàm chán. Ngươi nếu như không tới nữa, ta thì phải lên mốc. Bất quá, ta thực lực, nhưng mà đột nhiên tăng mạnh đâu. Diệp Thần nhìn lướt qua Kỷ Lâm, đột nhiên ngẩn ra, bởi vì hắn phát hiện mình lại nhìn không thấu Kỷ Lâm tu vi. Hoặc là chính là Kỷ Lâm thực lực mạnh với mình, hoặc là chính là Kỷ Lâm huyết mạch hoàn toàn kích phát. Tiên thiên độc thể, thật không đơn giản. Diệp Thần nhìn về phía Lương Tuyết Nguyệt, hai người lẫn nhau gật đầu, sau đó, liền nói, đi thôi. Được. Thiên Vũ Thành khoảng cách rơi sát biển đã gần vô cùng. Rơi sát biển vùng lân cận đều là hòn đảo, duy nhất thành phố cũng chỉ có Thiên Vũ Thành. Bởi vì yêu thánh bí cảnh sắp mở ra nguyên nhân, Thiên Vũ Thành như biển người, toàn bộ đường phố cũng đầy ấp người. Không chỉ có như vậy, Trăm Dặm, Bắc Đường, Đoan Mộc, Lệnh Hồ gia tộc, lửa cháy bừng bừng dậy, Huyền Quan Sẽ, Bay Vũ Các, Hung Ma Cung, các phe thế lực lớn cũng hội tụ ở trên trời võ thành. Diệp Thần ngược lại là không phát hiện Huyền Nguyệt Tông và tông môn khác, chắc hẳn Huyền Nguyệt Tông đối với loại này bí cảnh không cảm giác hứng thú chút nào. Yêu thánh bí cảnh không biết hấp dẫn bao nhiêu người, dĩ nhiên vậy có một bộ phận núp trong bóng tối độc xây, muốn lấy được ngàn độc thần quân truyền thừa. Đối với độc đã tu luyện nói, chỉ có ngàn độc thần quân truyền thừa mới có thể hấp dẫn bọn họ. Diệp Thần và Lương Tuyết Nguyệt tìm được một nhà quán rượu, mới vừa đi vào, liền thấy Hung Ma Cung đệ tử. Đối với Hung Ma Cung đệ tử, Diệp Thần không có bất kỳ hảo cảm, ban đầu còn từng giết không thiếu. Tìm được một nơi vắng vẻ xó xỉnh, Diệp Thần và Lương Tuyết Nguyệt gọi tới tiểu nhị mang thức ăn lên. Làm Diệp Thần ba người ăn xong chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên có một người gọi lại hắn. Diệp Thần, không nghĩ tới ngươi lại chạy đến Thiên Vũ Thành tới. Người nói chuyện, chính là Hung Ma Cung đệ tử, ban đầu ở Thiên Kiếm Thành, Diệp Thần cái hố giết bọn họ Hung Ma Cung trưởng lão. Để cho bọn họ Hung Ma Cung chết thảm trọng, không chỉ có như vậy, lại là cướp đoạt bọn họ Hung Ma Cung bảo vật. Toàn bộ Tây Vực hận nhất chính là Diệp Thần. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, biến mất một đoạn thời gian Diệp Thần, lại xuất hiện ở nơi này. Diệp Thần vừa nghiêng đầu, xoay người nhìn trời Ma Cung đệ tử. Có hỗn nguyên cảnh tầng 7 thiên thực lực. Làm sao, ngươi muốn đối với ta động thủ? Đối với một cái hỗn nguyên cảnh tầng 7 thiên đệ tử, Diệp Thần cũng lười được phản ứng, hắn và Hung Ma Cung ân oán cũng không thiếu. Nếu như hắn muốn ra tay nói, Diệp Thần không ngại một kiếm chém hắn. Ngươi, Hung Ma Cung võ giả không dám nói tiếp, đừng xem hắn là hỗn nguyên cảnh tầng 7 trời, nhưng là đối với Diệp Thần ra tay, hắn vẫn có chút sợ. Diệp Thần ở toàn bộ Tây Vực, hỗn nguyên cảnh võ giả không biết giết nhiều ít, muốn giết Diệp Thần, cũng chỉ có hợp đạo cảnh thần quân ra tay. Hơn nữa muốn hợp đạo cảnh hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp tồn tại. Diệp Thần hoàn toàn không thể dùng cảnh giới tới quyết định hắn chiến lực. Nếu không dám ra tay, người ở chỗ này chó tên gì? Diệp Thần khóe miệng một món nụ cười châm chọc, Hung Ma Cung đệ tử, thấy Diệp Thần cười nhạo, sắc mặt đỏ bừng. Ta không dám đối với ngươi ra tay thì như thế nào, tự nhiên có người dám giết ngươi. Hung Ma Cung đệ tử nói xong, trực tiếp xông về trời cao gầm thét. Diệp Thần xuất hiện ở Thiên Vũ Thành. Một câu nói để cho Diệp Thần trực tiếp bại lộ ở trên trời võ thành chính giữa. Thiên Vũ Thành các phe thế lực lớn đều ở đây, muốn giết Diệp Thần người, tự nhiên có khối người. Tự tìm cái chết. Diệp Thần cũng không định dùng canh kim lực. Trực tiếp cầm ra một chuôi hỗn nguyên tiên khí, một kiếm trực tiếp chém ra. Cái này một kiếm hạ xuống, kiếm quang trực tiếp chặt đứt Hung Ma Cung đệ tử cổ, đầu lâu từ trên trời cao, té xuống đất mặt. Diệp Thần thu hồi vũ khí, cảm nhận được từng cổ một hơi thở, đang không ngừng ép tới gần. Những người này rõ ràng người tới không tốt, ban đầu ở Thiên Kiếm Thành, Diệp Thần tàn sát quá nhiều người, sợ rằng thế lực khắp nơi cũng có một bộ phận. Chết ở Diệp Thần trong tay. Diệp Thần một khi xuất hiện, bọn họ làm sao sẽ bỏ qua cho. Thiên Vũ Thành, chúng ta sợ là không có cách nào đợi. Lương Tuyết Nguyệt cười khổ một tiếng,
Bây giờ Diệp Thần ở Tây Vực, hoặc là không bị phát hiện, hoặc là liền sẽ đưa tới vô số người đuổi giết. Lương Tuyết Nguyệt, người trước mang Kỳ Lâm rời đi, đến lúc đó chúng ta ở Yêu Thánh bí cảnh hội họp. Diệp Thần cũng biết bây giờ mình tình cảnh, Lương Tuyết Nguyệt đi theo hắn, chỉ sẽ càng thêm gian nan. Dẫu sao hắn một người không cần cố kỵ quá nhiều, một khi để cho người khác bắt Kỳ Lâm, hắn căn bản không biện pháp. Đây chính là hắn xương sườn mềm. Diệp Thần, ngươi làm cái gì à, chúng ta mới vừa gặp mặt, ngươi lại phải rời khỏi. Kỳ Lâm bất mãn nói. Diệp Thần sờ một cái Kỳ Lâm đầu, cười nói, sẽ không quá lâu. Biết, các ngươi người đàn ông chính là như vậy hướng hướng mộ mộ, một chút đều không chuyên nhất. Vốn là dự định ở tỷ tỷ trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu, bây giờ ta còn muốn cân nhắc một chút. Kỳ Lâm quyệt miệng, hướng một cái đi về phía. Kỳ Lâm giao cho ta, ngươi yên tâm. Lương Tuyết Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu, đi theo lên, nàng cũng biết dưới mắt tình cảnh, không có dư thừa nói nhảm. Ở Lương Tuyết Nguyệt sau khi rời đi, Diệp Thần đã lâu cầm ra 20 chuôi hỗn nguyên tiên khí và 5 chuôi hợp đạo tiên khí. Đối mặt một người, có lẽ canh kim khí và kim sát một đao chém đủ rồi. Nhưng là đối mặt nhiều người như vậy, ngàn binh bạo không thể nghi ngờ là hữu dụng nhất. Quán rượu người ở bên trong, cũng sớm đã rời đi, rất sợ vạ lây cá ao. Diệp Thần, người không quá dễ ẩn núp, lại vẫn dám hiện thân. Hôm nay, mọi người cùng nhau ra tay, tru diệt Diệp Thần. Lúc này, trời cao bên trong 10 bóng người xuất hiện, những người này không một ngoại lệ, toàn bộ đều là hợp đạo cảnh. Trong lòng bọn họ rõ ràng, muốn tru diệt Diệp Thần, hỗn nguyên cảnh võ giả căn bản không có dùng. Hung Ma Cung, Bách Lý gia tộc, Bay Vũ Các, Bưng Mộc gia tộc cũng xuất hiện ở trên không trung, thậm chí còn có mấy đạo hơi thở đang chạy tới. Diệp Thần, hôm nay Thiên Vũ Thành chính là đất chôn của ngươi. Trong đó, Hung Ma Cung một cái hợp đạo cảnh tầng 6 thiên ông già, tức giận Diệp Thần. Ông già tay phải cánh tay đã gãy lìa, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Diệp Thần nguyên nhân. Nếu muốn giết ta, vậy thì ra tay đi. Diệp Thần không sợ chút nào, hắn bị đuổi giết qua không biết bao nhiêu lần, khởi biết sợ những người này. Diệp Thần nói xong, không có ai động thủ, bọn họ ở Diệp Thần trên tay vậy thua thiệt không thiếu. Dù là nhiều người như vậy, vậy không ai dám coi thường Diệp Thần. Xem nhẹ Diệp Thần người, bây giờ cũng đã là người chết. Một cái hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên có thể làm cho như thế nhiều hợp đạo cảnh không dám ra tay, cũng chỉ có Diệp Thần một người. Làm sao, như thế nhiều hợp đạo cảnh lão cẩu, liền ta một cái hỗn nguyên cảnh cũng không dám xuất thủ, cũng không sợ làm trò cười cho thiên hạ. Đối mặt Diệp Thần cười nhạo, những người này trên mặt nổi gân xanh. Bọn họ hợp đạo cảnh cường giả, lúc nào bị một cái hỗn nguyên cảnh tiểu bối như vậy làm nhục. CMN, các ngươi không dám lên, lão phu trước giết chết hắn. Hung Ma Cung, một cái hợp đạo cảnh tầng 2 thiên võ giả, thoáng qua rồi biến mất bây giờ, đi tới Diệp Thần trước mặt. Giơ tay lên cánh tay, muốn một quyền đánh chết Diệp Thần. Thực chất tính sát ý, từ trong cơ thể hắn tràn ra. Diệp Thần thấy một màn này. Sau đó cười lạnh một tiếng, một cái hợp đạo cảnh tầng 2 trời, hắn mặc dù giết không chết, nhưng cũng không phải cầm hắn không có biện pháp. Cho ta cút. Diệp Thần điểm ngón tay một cái, một đạo ánh sáng xông về hợp đạo cảnh tầng 2 thiên. Hung Ma Cung hợp đạo thần quân, đối mặt Diệp Thần cũng không có khinh thường, móc ra một chuôi hợp đạo tiên khí, trực tiếp chém về phía Diệp Thần ánh sáng. Oanh! Một tiếng nổ vang, Diệp Thần cả người xông về trời cao. Trong tay cầm trường kiếm, một kiếm chém về phía hợp đạo thần quân cổ. Đối mặt Diệp Thần thế công, Hung Ma Cung thần quân, một kiếm trực tiếp ngăn trở, ở ngăn trở trong nháy mắt, Diệp Thần trực tiếp nâng cánh tay trái lên, cầm chặt quả đấm, một đấm đánh về phía hợp đạo thần quân bụng. Hung Ma Cung hợp đạo thần quân, trực tiếp lui về phía sau hai bước. Ở trên không trung, nhìn đánh nhau hợp đạo thần quân, chân mày thượng thiêu. Ban đầu Diệp Thần đối mặt hợp đạo tầng trời một thần quân, cũng không phải là đối thủ. Bây giờ chiến lực, lại có thể đối với hợp đạo cảnh tầng 2 trời, tạo thành uy hiếp như vậy. Lớn lên cũng quá nhanh đi. Bọn họ cảm nhận được nồng nặc cảm giác nguy cơ, mặc cho Diệp Thần trưởng thành tiếp, ai biết sẽ đạt tới một cái độ cao gì. Nói không chừng, có một ngày thật để cho Diệp Thần tiêu diệt bọn họ tông môn.
Diệp thần không thể lưu. Giết. Trong một cái chớp mắt này, tất cả hợp đạo thần quân trực tiếp ra tay, trong nháy mắt, Diệp thần áp lực tăng lên gấp bội. Giờ phút này Diệp thần từ hung ma cung thần quân trước mặt lui về, trực tiếp lui về phía sau 100 mét. Muốn giết ta, các ngươi vậy phải trả giá thật lớn. Ngàn binh bảo. Vào giờ khắc này, núp trong bóng tối hỗn nguyên tiên khí và hợp đạo tiên khí, toàn bộ đều nhô ra. Không tốt, thằng nhóc này vẫn còn có như thế nhiều hợp đạo tiên khí và hỗn nguyên tiên khí. Những thứ này hợp đạo thần quân vừa mới chuẩn bị rời đi, như vậy mà đã không kịp. Oanh! Một tiếng vang to lớn, trực tiếp ở trên không chính giữa nổ. Nổ dư âm, không biết nổ chết nhiều ít võ giả. À! Đang nổ trong phạm vi mặt, tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng, hợp đạo cảnh sơ kỳ thần quân, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị nổ chết, ngay cả một bụi đất đều không còn lại. Diệp thần không có dừng lại, cũng không quay đầu lại rời đi, ngàn binh bạo uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng là muốn để cho những thứ này hợp đạo thần quân, cũng chết ở chỗ này, căn bản không thực tế. Không lâu lắm từng cái hợp đạo thần quân, từ phạm vi nổ bên trong lao ra. Bọn họ cả người trên dưới, tràn đầy màu máu, hình dáng vô cùng thê thảm, vậy may bọn họ thực lực cường đại, nếu không cũng sớm đã bị nổ chết. CMN, tên tiểu tạp chủng này, nhất định phải giết hắn. Truy đuổi, hắn chạy không được bao xa, một khi bắt hắn, nhất định để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hợp đạo thần quân điên cuồng xông về Diệp thần phương hướng trốn chạy. Bọn họ cũng không tin, như thế nhiều hợp đạo thần quân, còn không bắt được một cái Diệp thần. Nơi này cũng không có nguyên thủy dãy núi như thế nhiều yêu thú. Không có yêu thú ngăn trở, Diệp thần tốc độ có thể thật là nhanh, lại có thể trốn đi nơi nào. Diệp thần mới vừa thoát đi không tới 100 hơi thở thời gian, liền thấy một đám hợp đạo thần quân ở phía sau không ngừng theo sát. Những thứ này hợp đạo thần quân tốc độ, càng lúc càng nhanh, từng cái cầm ra nhanh nhất tốc độ, thể cần thiết cầm Diệp thần chém giết. Dẫu sao Diệp thần uy hiếp, thực sự quá lớn. Diệp thần nghiêng đầu nhìn một cái, nhướng mày một cái, tiếp tục như vậy nữa, hắn sớm muộn cũng sẽ bị đám này hợp đạo thần quân cho đuổi kịp. Hắn mặc dù không sợ hãi hợp đạo thần quân, nhưng là phía sau rất nhiều đều là hợp đạo cảnh hậu kỳ thậm chí còn đỉnh cấp cường giả. Mấy cái hắn có lẽ không sợ. Kim sát một đao chém đủ. Nhưng là nhiều cường giả như vậy cùng nhau đối với hắn động thủ, hao tổn nữa, đối với hắn quá bất lợi. Tử ngưng sư tỷ vậy không nhanh như vậy tới. Hắn phải nghĩ biện pháp dẫn đi những người này, nếu không Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, Diệp thần từ Thiên Vũ trong thành trốn ra được, hắn quyết định đi La Sát Biển. Ở La Sát Biển có đếm không hết hòn đảo, chỉ cần Diệp thần có thể tiến vào một cái hòn đảo bên trong, liền có cơ hội chạy trốn. Ở Diệp thần phía trước, vô tận vùng biển, sóng lớn mãnh liệt. Lúc này, Diệp thần đột nhiên cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ, ở La Sát Biển đang phía trước, mấy tên hợp đạo cảnh đỉnh cấp đứng đầu thần quân, trực tiếp ngăn lại đường đi. Đứng đầu thần quân thực lực, đơn độc dựa vào Diệp thần một người, căn bản không phải đối thủ. Trốn. Diệp thần trong đầu chỉ có một ý tưởng, trực tiếp thay đổi phương hướng. Ở chúng ta trước mặt, người không có cơ hội thoát đi. Chỉ gặp mấy vị đứng đầu thần quân, chớp mắt bây giờ liền đã tới Diệp thần trước mặt. Vào giờ khắc này, nguy cơ tử vong, bao phủ ở Diệp thần trong lòng. Đứng đầu thần quân lực lượng tấn công tới. Bọn họ không có chút nào nương tay. Những lực lượng này thậm chí sánh bằng tạo hóa tiên tôn lực lượng. Diệp thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp thần trong cơ thể lực lượng điên cuồng xông ra, nếu không đường có thể lui, hắn phải nghĩ biện pháp trực tiếp xông tới. Nếu không chờ đợi hắn chính là tuyệt cảnh. Canh kim lực, hổ khổng lồ hư ảnh lao ra. Đồng thời, huyết long hư ảnh vậy vào giờ khắc này vọt ra. Nhiều cường giả như vậy hợp lực nhất kích, có thể vượt qua xa tạo hóa tiên tôn lực lượng à. Diệp thần chỉ có thể như vậy. Oanh! Diệp thần trực tiếp một quyền đánh phía mấy vị đứng đầu thần quân. Ngươi lực lượng, quá mức nhỏ bé. Mấy vị đứng đầu thần quân khóe miệng hơi dơ lên, một món thần sắc giễu cợt. Hắn thực lực, há là một người mới vừa bước vào hỗn nguyên cảnh tiểu tử có thể ngăn cản.
Ở Diệp Thần đánh phía đứng đầu thần quân bàn tay thời điểm, một cổ to lớn lực phản chấn, trực tiếp chấn hắn một búng máu phun ra ngoài. Mấy vị đứng đầu thần quân thực lực, dù là Diệp Thần vận dụng cả thân lá bài tẩy, cũng không có cách nào. Trước có chó sói sau có hổ, lần này, Diệp Thần thật rơi vào tuyệt cảnh. Diệp Thần tên tiểu tạp chủng này bị thương, mọi người cùng nhau diệt hắn. Đứng đầu thần quân ra tay, tên tiểu xúc sinh này không trốn thoát. Ở phía sau hợp đạo thần quân, thấy Diệp Thần cả người bị thương, cả người cũng hưng phấn. Lần này, Diệp Thần tuyệt đối khó thoát tai kiếp. Đậm đà cảm giác nguy cơ, càng ngày càng nặng, Diệp Thần cố nén thống khổ, trực tiếp đứng lên. Không tới một khắc cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ rơi. Giờ phút này, luân hồi mộ địa bên trong. Tiêu Diêu thần quân, Chu Diệt thần quân, thậm chí còn chín vũ thần quân tất cả đều chạm chung một chỗ trước mộ bia. Đột nhiên, đồng loạt quỳ một chân xuống. Ngươi mặc dù xem thường chúng ta đổ nhi, nhưng là hắn đáng ngươi ra tay. Hắn là chúng ta luân hồi mộ địa tín ngưỡng. Mời ngươi ra tay một lần. Chúng ta lực lượng đã không đủ để chống đỡ. Chúng ta nguyện ý cống hiến một số năng lượng. Mộ bia cực kỳ yên tĩnh. Không biết thái độ. Tiêu Diêu thần quân có thể cảm nhận được Diệp Thần bên ngoài nguy cơ. Bây giờ luân hồi mộ địa một vị đại năng tỉnh lại, nói không chừng có thể là Diệp Thần giải quyết phiền toái. Bên ngoài, Diệp Thần trực tiếp bị rất nhiều thần quân bao vây. Những thứ này thần quân, tạo thành hình tròn vòng vây, trực tiếp cầm Diệp Thần bao vây, không cho hắn bất kỳ khe hở, có thể chạy trốn cơ hội. Diệp Thần không có mở miệng, nhìn rất nhiều thần quân, nội tâm đắng chát cười một tiếng. Hắn vốn là có thể chạy trốn, ai biết sẽ có như thế nhiều đứng đầu thần quân ra tay. Nếu không trốn thoát, vậy thì tử chiến. Giờ khắc này, Diệp Thần đã làm xong chuẩn bị chết trận, dù là chết, hắn cũng phải những thứ này thần quân thương cân động cốt. Tên tiểu tạp chủng này, ngươi không phải thật có thể chạy sao? Làm sao không chạy? Diệp Thần giết ta tông môn 1000 đệ tử, hôm nay thì phải để cho hắn đền mạng. Một cọc cọc sự việc, từ nơi này chút thần quân trong miệng nói ra, có một ít là Diệp Thần làm, còn có một ít là ban đầu Độc Cô gia tộc giá họa cho Diệp Thần. Trực tiếp giết chết tên tiểu tạp chủng này, quá tiện nghi hắn, chúng ta đồng loạt ra tay, dùng uy áp, trực tiếp một chút xíu đẻ chết hắn. Những thứ này hợp đạo thần quân, từng cái bộc phát ra tự thân khí thế, bây giờ bọn họ giết chết Diệp Thần dễ dàng, nhưng cái khó rõ ràng bọn họ mối hận trong lòng. Uy áp kinh khủng trực tiếp đập về phía Diệp Thần. Phốc suy. Diệp Thần một búng máu phun ra ngoài, trên mặt vô tận thương trắng, uy áp muốn để cho hắn quỳ xuống. Diệp Thần cả người run rẩy, trong miệng tràn ra máu loãng, nhưng là Diệp Thần sống lưng, chưa bao giờ cong động, dù là một tia một chút nào cũng không có. Máu tươi từ Diệp Thần trong da mặt tràn ra, không tới 10 hơi thở thời gian, Diệp Thần cả người, đều biến thành một cái người máu. Diệp Thần, chỉ cần ngươi quỳ xuống, nói không chừng chúng ta có thể tha ngươi một mạng. Một cái trong đó hợp đạo thần quân mở miệng, nhưng mà Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng. Từ trong miệng khạc ra một búng máu, trực tiếp phun ở tên kia hợp đạo thần quân trên mặt. Một đám lão cẩu, muốn lão tử quỳ xuống, ngươi cũng xứng. Diệp Thần cái này cả người ngạo cốt, dù là mặt đối thiên đạo, đều không từng cong, cái này nhất thế, hắn chỉ quỳ phụ mẫu, người khác. Không có cái này tư cách. Được, người cái tiểu tạp chủng, chết đến ập lên đầu lại cũng dám mạnh miệng. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần trên người áp lực. Bỗng nhiên trực tiếp nặng rất nhiều. Diệp Thần cầm ra một chuôi hỗn nguyên tiên khí, cắm trên mặt rất, mới quá miễn cưỡng trèo trống. Ta nếu không chết, ngày sau các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Diệp Thần máu đỏ hai tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mặt những người này gò má, đem bọn họ mặt, ghi tạc trong đầu. Thấy một màn này, những thứ này hợp đạo thần quân, trong lòng chấn động một cái. Nếu là thật để cho Diệp Thần chạy trốn, bọn họ đến lúc đó, sợ rằng một cái cũng không sống nổi. Đồ nhi, có người có thể đủ giúp ngươi, buông ra tâm thần, để cho người nọ khống chế ngươi thân thể. Lúc này, luân hồi mộ địa bên trong Tiêu Diêu thần quân mở miệng. Vốn là Diệp Thần ôm lòng liều chết, nghe gặp Tiêu Diêu thần quân mà nói, nhẹ khẽ gật đầu. Hắn đoán được cái gì? Nhưng là hắn không nghĩ ra, cái đó cao ngạo tích chữ đang tại sao sẽ nguyện ý ra tay giúp mình.
Giờ khắc này, Diệp Thần hoàn toàn buông ra tâm thần, một đạo thần niệm trực tiếp tiến vào hắn trong thân thể. Giờ khắc này, Diệp Thần cả người khí chất đều thay đổi, ít đi một phần phách lối, nhiều một phần dửng dưng. Không chỉ có như vậy, vậy thần niệm tiến vào Diệp Thần trong thân thể, Diệp Thần hơi thở, lại từ hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên trực tiếp tăng vọt đến hợp đạo cảnh tầng 6 thiên. Chuyện gì xảy ra? Vây công Diệp Thần hợp đạo thần quân, cả người sắc mặt đều thay đổi, mới vừa rồi, Diệp Thần hơi thở rõ ràng biến mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 82.